Tiêu Phàm phụ tử vùi đầu đi theo Long Vũ sau lưng, đi lại càng ngày càng nặng. Nếu như đổi lại mặt khác thiên vương cảnh tới đây, hơn phân nửa nhục thân đều sẽ bị nghiền nát, ở chỗ này, cho dù là thiên vương cảnh đều sẽ cảm nhận được mình nhỏ bé. Cũng không biết bao lâu trôi qua, một vòng hơi yếu ánh sáng hiện lên ở đám người tầm mắt. Ba người sắc mặt vui vẻ, kinh khủng như vậy địa phương, sợ nhất chính là vĩnh hằng bất biến hắc ám. Đừng nói một tia sáng, tùy ý một điểm biến hóa, đều có thể câu lên người xúc động cùng tò mò. Ba người tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm hai cha con biểu tình vẻ dữ tợn, dường như thừa nhận to lớn đau đớn, cho dù là Long Vũ, cũng nhíu mày. Không gian động lại, Tiêu Phàm cảm giác mình hai chân dường như cõng vác lấy một cái vũ trụ, mỗi một bước đều đi hết sức gian nan. Ngược lại là thái âm chi lực xâm nhập, vậy mà yếu rất nhiều. Cũng may Tiêu Phàm đối thời không bản nguyên lĩnh ngộ, cũng đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Hắn thúc dục tiên chi lực, cưỡng ép phá mở ngưng cố không gian, lần nữa tăng thêm tốc độ. Lần này, ngược lại là phải nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, ba người thả người nhảy lên, dường như xuyên qua một màn ánh sáng, trên người áp lực trong nháy mắt biến mất, dưới chân lại có xúc cảm. Ba người biểu tình kinh dị đánh giá bốn phía. Dưới chân bọn hắn, dĩ nhiên là một mảnh cổ lão tang thương đại địa, đen như mực, tản ra xanh đen kim loại sáng bóng. Không, chuẩn xác mà nói, là hấp thu ngoại giới quang mang mới tản mát ra vầng sáng. Khó trách nơi này khắp nơi mênh mông, hắc ám hết sức, nguyên lai tất cả quang mang, vậy mà đều dùng bị đất đai dưới chân hấp thu. Phía trước, thì là một chỗ sắc thái sặc sỡ không gian, quang mang giống như thực chất đồng dạng. Ở tại bọn hắn quanh thân chậm rãi chảy xuôi, không có bất kỳ cái gì thân ảnh, yên tĩnh mà tường hòa. Ai cũng không thể nghĩ đến, hắc ám cuối cùng, vẫn còn có dạng này một vùng không gian. Không hổ là tiên phần mộ, cũng chỉ có chỗ như vậy, mới có thể táng phía dưới tiên A. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ khẽ nói. Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ hai người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, 10 điểm tán thành Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm nhìn về phía sau lưng cùng hai bên. Nhưng hắn kinh hãi là, nơi đó dĩ nhiên là một cái sâu không thấy đáy hắc huyên, hắc khí quay cuồng, cùng phía trước tỏa ra ánh sáng lung linh tạo thành so sánh rõ ràng. Ba người song song mà đứng, bước lên phía trước, tốc độ không nhanh, mỗi một bước đều đi rất quỷ dị. Tiêu Phàm hiếu kỳ, buông tay chụp vào một đoàn thực chất tính quang mang, lại là phát hiện, quang mang kia trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn, giống như hư ảo. Nhưng là... Ở chạm đến tính thực chất quang mang một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ cảm giác mát rượi lan tràn đến bàn tay. Những cái này ánh sáng chảy xuôi, vậy mà ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Tiêu Lâm Trần 10 điểm kinh ngạc, ngay sau đó đột nhiên hú lên quái dị, a. À. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngừng thân hình, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Trần, thế nào? Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng Tiêu Lâm Trần trúng cái gì chiêu số, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Không có gì, Tiêu Lâm Trần lắc đầu, có thể trên mặt hắn chấn kinh, làm thế nào cũng không che giấu được. Cũng khó trách hắn như thế rung động, liền ở hắn cơ hồ đến cái kia ánh sáng chảy xuôi thời khắc, hắn thể nội bộ kia vô danh công pháp, vậy mà tự động vận chuyển lại. Thậm chí, công pháp vận chuyển tốc độ, so trước đó ở tinh vân bên trong nhanh. Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Lâm Trần bộ dáng, hơi hơi nhíu mày. Hắn biết rõ, có lẽ là bởi vì Long Vũ nguyên nhân. Hắn cũng không tốt ở trước mặt nói. Long Vũ thấy thế, lo lắng hỏi, Lâm Trần, người sắc mặt không tốt lắm, không có vấn đề gì chứ? Tiêu Lâm Trần đắng chát cười một tiếng, nói, không có vấn đề gì, chỉ là, ta giống như muốn đột phá. Đột phá, Tiêu Phàm cùng Long Vũ lộ ra hết sức vẻ kinh ngạc. Tiêu Lâm Trần lúc này mới đột phá thiên vương cảnh bao lâu, lại đột phá, chẳng phải là muốn đột phá thiên vương cảnh. Người bản nguyên đại đạo độ rộng hiện tại bao nhiêu? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Hắn nhưng là biết rõ, một khi đột phá tiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo độ rộng liền không cách nào tăng lên. Tiêu Lâm Trần thế nhưng là hỗn nguyên thánh thể, hơn nữa còn là thiên đố chi nhân, tiềm lực to lớn, hắn cũng không hy vọng Tiêu Lâm Trần tùy tiện đột phá tiên vương cảnh. Cho dù muốn đột phá, cũng phải bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới trình độ nhất định. Hơn 7.000 mét A. Tiêu Lâm Trần suy nghĩ một chút nói. Bao nhiêu, Tiêu Phàm ngạc nhiên. Long Vũ cũng cho rằng mình nghe lầm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Lâm Trần. Bản nguyên đại đạo hơn 7.000 mét rộng, làm sao có thể, nàng đột phá thiên vương cảnh,
Bản nguyên đại đạo độ rộng cũng mới 300.400 mét a, coi như cùng Tiêu Lâm Trần có khoảng cách, cũng không khả năng lớn như vậy. Hơn 7.900 mét, Tiêu Lâm Trần hết sức bình tĩnh, trước đó không phải đang tinh vân bên trong đợi mấy canh giờ sao, không cẩn thận cứ như vậy. Không cẩn thận cứ như vậy, Tiêu Phàm cùng Long Vũ hai người khóe miệng giật một cái, nếu là ngươi cẩn thận một chút, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, hơn 7.000 mét bản nguyên đại đạo mang ý nghĩa cái gì. Tiên kinh, không sai, chỉ có tiên kinh, mới có thể để bản nguyên đại đạo mở ra vượt qua 3.000 mét. Chí ít, lão nhân coi mộ là nói như vậy. Tiêu Phàm chưa bao giờ hoài nghi tới lão nhân coi mộ, đối phương cũng không tất yếu lừa gạt mình. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm kích động vạn phần, con của mình, vậy mà có được một bộ tiên kinh. Không thể tiếp tục khai thác sao? Tiêu Phàm hỏi. Tất nhiên tiên kinh có thể làm cho bản nguyên đại đạo độ rộng vượt qua 3.000 mét, cái kia trên lý luận hẳn là không có cuối cùng mới đúng a. Hơn nữa hắn biết rõ, Tiêu Lâm Trần có thể hấp thu cái kia tinh quang tiên lực mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng, cái này bản thân liền là một đầu đường tắt. Nếu như hắn bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới vạn mét, như thế nào một phen tình cảnh? Rất khó, Tiêu Lâm Trần lắc đầu, ta trước đó thử qua, tốc độ càng ngày càng chậm chạp, cơ hồ đến ngừng cấp độ, cho nên ta liền từ bỏ. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ngươi ngay tại chỗ đột phá a, chúng ta thay ngươi hộ pháp. Mặc dù khai thác bản nguyên đại đạo độ rộng cực kỳ trọng yếu, nhưng là, bọn họ ở trong này căn bản không có bao nhiêu thời gian tiêu hao. So sánh mà nói, nếu như Tiêu Lâm Trần có thể đột phá tiên vương cảnh, dù cho gặp gỡ tuyệt, bọn họ cũng lại không sợ hãi. Tốt, bất quá ta cần một chút thời gian. Tiêu Lâm Trần gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiêu Phàm cùng Long Vũ thủ hộ ở bên người Tiêu Lâm Trần, mặc dù tiến vào nơi đây cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, nhưng hai người không dám có chút buông lỏng. Tiêu Lâm Trần ở vào đột phá thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể khiến người khác quấy rầy. Thời gian chảy xuôi, dường như đi qua mấy ngàn năm, lại dường như chỉ là trong nháy mắt. Tiêu Phàm hai người trầm mặc không nói, một mực đề phòng, cẩn thận mà cẩn thận. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía trước, lại là nhìn thấy, nơi đó chẳng biết lúc nào tràn ngập từng tia sương mù xám, khiến cho sáng lạng không gian trở nên u ám lên, chậm rãi mất đi hào quang. Một cỗ khí tức tử vong đang tràn ngập, Tiêu Phàm cùng Long Vũ hai người toàn thân hiện nổi da gà lên, lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn. Hắn trực tiếp rút ra trường kiếm, lạnh lùng hướng về phía trước, con người trong nháy mắt phát sinh biến hóa, dường như xem thấu tất cả. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Đó là, làm Tiêu Phàm vận chuyển thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng lúc, hết thảy trước mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, hắc phụ cùng hào quang căn bản là không có cách che khuất hắn ánh mắt. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới khiếp sợ tột đỉnh. Ở cách bọn họ ở ngoài ngàn dặm, có một bộ toàn thân đen kịt, lại che kín vô số huyết sắc văn lộ to lớn quan tài đứng lơ lửng giữa không trung, bốn phía vô tận ma khí quay cuồng, giống như vạn ma cuồng vũ. Tiên quan, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra hai chữ, hắn nhìn thấy quan tài, quả thực cùng hỗn độn tổ vương nói tới, giống như đúc. Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát bốn phía. Lại là phát hiện, tiên quan tứ phương, có sáu đầu nhan sắc khác nhau thần liên lôi kéo, một mặt gắt gao chế trụ tiên quan, mà đổi thành một đầu, lại không vào vô ngần trong hư vô, dường như liên thông một cái thế giới khác. Thậm chí ngay cả thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt liếc tiên quan một cái, trong nháy mắt bị tiên quan phía trên đường vân hấp dẫn. Ở hắn có khả năng thấy quan tài trên hạ thể, có một cái huyền diệu mà phức tạp phù văn. Phù văn này, vậy mà cùng thời không chi hà phía trên cái kia cổ lão phong ấn, lục đạo luân hồi phong ấn giống như đúc. Hỗn độn tổ vương xác thực không có thú hoàng, giữa hai cái này có rất lớn liên quan. Ở tiên quang phía dưới, là một cái cổ lão tế đàn 10 điểm bao la hùng vĩ, có phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Tế đàn phía trên, giăng đầy vô số kỳ dị pho tượng. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng, nhưng cố không thể nhận ra những cái này pho tượng đến, không biết là chủng tộc gì. Bất quá quỷ dị chính là, những cái này pho tượng đều hướng về tiên quan vị trí quỳ một chân,
mặc dù không nhìn thấy hai mắt, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bọn chúng thành kính. Chẳng lẽ, tiên quan bên trong thật táng lấy trong truyền thuyết chân tiên sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn nhưng là từ Hỗn Độn Tổ Vương trong miệng nghe được tiên quan đáng sợ, nếu như lúc này tiên quan mở ra, bọn họ tuyệt đối khó thoát một kiếp. Tuyệt đây, Tiêu Phàm quét mắt tứ phương, lại là không có gặp tuyệt thân ảnh. Cũng không phải muốn đoạt lấy tiên quan sao? Vậy hắn làm sao không ở nơi này? Tiêu Phàm hồ nghi thời khắc, ánh mắt nhìn thoáng qua, lại là rơi vào tiên quan nắp quan tài một cái góc. Nếu không phải vận khí gây ra, hắn vậy mà cũng không phát hiện, tiên quan nắp quan tài lại bị vén lên một góc. Tiên quan đã bị mở ra, chẳng lẽ là tuyệt, hắn tiến nhập tiên quan bên trong. Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh, khả năng này rất lớn, chỉ là hắn nghĩ không hiểu, tuyệt từ đâu tới dũng khí, lại dám xâm nhập tiên quan. Và lại, tất nhiên hắn mục đích là chiếm lấy tiên quan, như vậy vì sao muốn tiến vào tiên quan bên trong đây? Hắn mục đích không phải tiên quan, mà là tiên quan bên trong thứ nào đó. Tiêu Phàm cau mày, có loại không kịp chờ đợi xông lên xúc động. Nhưng Tiêu Lâm Trần đang sắp đột phá, hắn không dám tự tiện rời đi. Vạn nhất Tiêu Lâm Trần có cái gì ngoài ý muốn, hắn cả một đời đều phải áy náy hết sức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm một mực nhìn chằm chằm tiên quan, thời gian dài vận chuyển hai loại đồng thuật, hắn cực kỳ cố hết sức. Thế nhưng là, hắn không thể không làm như vậy. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ta thế nào cảm giác, cái này tiên quan, cùng huyết u minh bên trong quan tài, có chút tương tự đây. Tiêu Phàm ý tưởng đột phát, trong đầu không kiềm hãm được cảm nghĩ trong đầu lên lúc trước cùng bạch ma xâm nhập huyết u minh sự tình. Một bộ kia to lớn huyết sắc quan tài, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Mặc dù hai người nhan sắc cùng tán phát khí tức có chút khác biệt, nhưng hình thể đều cực kỳ khổng lồ. Oanh, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm mãnh kinh, quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy Tiêu Lâm Trần trên người cổ động mạnh mẽ khí tức. Ở sau lưng hắn, càng là hiện lên một đạo mênh mông dị tượng, vô số thần minh ngâm tụng, uy áp thiên vũ. Chư thần tụng thiên, đây là Hỗn Nguyên Thánh thể đặc biệt dị tượng, Tiêu Phàm gặp qua mấy lần, vẫn như trước cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Mà lần này, áp lực càng lớn. Đột phá tiên vương cảnh, Long Vũ cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm Trần. Phải biết, trước đây không lâu Tiêu Lâm Trần mới đột phá thiên vương cảnh A. Mà bây giờ, vậy mà trở thành tiên vương cảnh cường giả, trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy có chút mộng ảo. Không phải nói, thiên vương cảnh đột phá tiên vương cảnh đều là lấy 100 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm tính tính sao. Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, người khác có lẽ không cách nào làm đến, nhưng có tiên kinh Tiêu Lâm Trần, có thể có được dạng này tốc độ tu luyện, lại là hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm dư quang hướng về Tiêu Lâm Trần sau lưng dị tượng, đột nhiên mãnh kinh. Những cái kia thần minh hư ảnh, vậy mà dường như sống lại, trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Thật lâu, Tiêu Lâm Trần khí tức trên thân khôi phục thu liếm, con người lúc khép mở, bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim. Dường như xuyên qua thiên vũ, xuyên thủng thời không. Hô, Tiêu Lâm Trần khẽ nhả một ngụm chọc khí, cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như cao cao tại thượng thần minh, thần sắc hờ hững, băng lãnh vô tình. Lâm Trần, Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Lâm Trần bộ dáng, trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Tiêu Lâm Trần, nhưng hắn có loại cảm giác xa lạ. Nhưng mà... Tiêu Lâm Trần căn bản không phản ứng đến hắn đột nhiên đạp chân xuống, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm, Lâm Trần thế nào? Long Vũ cũng đã nhận ra Tiêu Lâm Trần dị dạng, không khỏi lộ ra lo lắng. Tiêu Phàm lắc đầu, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm có loại dự cảm bất an. Đột phá tiên vương cảnh Tiêu Lâm Trần, biểu hiện căn bản liền không giống một người, mà là một tôn không có bất kỳ cảm tình gì máy móc. Tiêu Lâm Trần vì sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này? Chẳng lẽ là cùng đột phá tiên vương cảnh có quan hệ? Tiêu Phàm âm thầm phủ định, hắn thấy qua tiên vương cảnh cũng không ít, thánh thiên sứ, thiên phi, lão nhân coi mộ, ai không phải tiên vương cảnh. Nhưng bọn họ nhìn qua cũng không có lạnh lùng như vậy a. Tiên kinh, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Lâm Trần sở dĩ biến thành dạng này, 89/10 cùng trong đầu hắn thần bí công pháp có quan hệ. Chẳng lẽ tu luyện tiên kinh người đều sẽ trở nên lạnh lùng vô tình.
Nếu như là dạng này, cái kia Tiêu Lâm Trần chẳng phải là khả năng biến thành cái thứ hai tạp. Dạng này tiên kinh, tự mình tu luyện thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ để cho mình cũng thay đổi thành một tôn không có cảm tình máy móc sao? Tiêu Phàm không có đuổi theo, hắn vận chuyển nghịch loạn bên trong cùng thiên số chi nhãn, có thể rõ ràng truy đuổi Tiêu Lâm Trần thân ảnh. Tiêu Lâm Trần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không nhìn lăn lộn ma khí, mấy hơi thở thời gian, liền xuất hiện ở tiên quan phía trên. Sau một khắc, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Tiêu Lâm Trần đột nhiên xuất hiện ở tiên quan lỗ hổng vị trí, cơ hồ không có chút gì do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào. Lâm Trần, Tiêu Phàm quát to một tiếng, cấp tốc vào tới. Hắn giờ phút này, đã không lo được tiên quan đến cỡ nào nguy hiểm. Tiêu Lâm Trần một thân một mình xâm nhập tiên quan bên trong, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, hắn cả một đời đều không thể tha thứ bản thân. Tiêu Phàm, Long Vũ thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn kéo lại Tiêu Phàm, lại chậm một nhịp. Nhưng mà, nàng cũng không có chút gì do dự, nhanh chóng đi theo. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm đỉnh lấy áp lực cực lớn, đi tới tiên quan vị trí. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, bản thân trên căn bản không đi. Dường như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở bản thân, căn bản là không có cách tới gần tiên quan. Tiêu Phàm lòng nóng như lửa đốt, thử nhiều lần, lại căn bản là không có cách làm đến. Cái kia lực lượng khổng lồ, giống như vô số tinh thần áp ở trên người hắn, lưng đều trở nên còng xuống lên. Tiêu Phàm, Long Vũ đi tới Tiêu Phàm trước người, vẻ mặt lo lắng. Long Vũ, người mau trở về. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Long Vũ còn đi theo bên cạnh hắn, trong nháy mắt lý trí mấy phần. Ta không đi, Long Vũ lắc đầu, thái độ 10 điểm kiên quyết, người chờ ta ở đây, ta đi nhìn xem. Sau một khắc, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra, Long Vũ vậy mà không nhìn cái kia sức cản mạnh, trong nháy mắt xuất hiện ở tiên quan phía trên. Long Vũ, trở về. Tiêu Phàm giống to, hai mắt đỏ bừng. Hắn không biết Long Vũ vì sao không nhìn nơi này áp lực, thế nhưng là, ai cũng không biết tiên quan có đổ vật gì. Long Vũ phía trên vừa mới đột phá tổ vương cảnh không bao lâu mà thôi, một khi gặp gỡ nguy hiểm, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Yên tâm, Long Vũ quay đầu cười một tiếng, giống như nở rộ một đóa lãnh diễm hoa hồng. Một sát na kia, Tiêu Phàm tâm bỗng nhiên xúc động một lần. Hắn còn muốn ngăn cản, có thể Long Vũ lại nghĩa vô phản cố nhảy vào tiên quan. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, gân xanh trên trán bạo khởi, giống như tiểu trùng đồng dạng nhúc nhích. Tất cả những thứ này, đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn là muốn ngăn cản tuyệt lấy được tiên quan, thế nhưng là, hắn càng không muốn Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ ngoài ý muốn nổi lên. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía tiên quan lỗ hổng vị trí, Long Vũ nàng cũng nhìn thấy Lâm Trần tiến vào bên trong. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, bản thân có vẻ như khinh thường Long Vũ. Phải biết, hắn là bởi vì thúc dục nghịch loạn chi đồng cùng thiên số chi nhãn, mới có thể không nhìn ma khí, nhìn thấy Tiêu Lâm Trần thân ảnh. Nhưng Long Vũ, chỉ là phổ thông thiên vương cảnh A, nàng tại sao có thể nhìn thấy? Thở sâu, Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, ngay sau đó thôi động tu la cửu biến. Biến thành tu la chi thể. Hắn lần nữa thử nghiệm bay vọt, một lần này, hắn bay đến giữa không trung, có thể càng lên cao, hoặc có lẽ là càng đến gần tiên quan lỗ hổng, hắn thừa nhận trở lực lại càng lớn. Điểm này, hắn làm sao cũng nghĩ không rõ. Đừng phí sức, ngươi không vào được, lúc này, Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới tiên linh thanh âm. Vì sao, Tiêu Phàm lần nữa trụy lạc tại tế đàn phía trên, há mồm thở dốc, hai mắt đỏ bừng như máu. Trên người ngươi hẳn là có đồ vật gì, bị cái này quan tài bài xích. Tiên linh nói lần nữa. Thứ gì, Tiêu Phàm không hiểu. Ta cũng không biết, nhưng là ta có thể cảm nhận được, ngươi một khi tới gần quan tài, phái trên quan tài đường vân liền sẽ nở rộ quang mang. Tiên linh ngữ khí cũng là có chút mờ mịt. Đường vân, Tiêu Phàm nhíu mày, sau một khắc, hắn lần nữa thử nghiệm. Đang đến gần tiên quan thời khắc. Hắn ánh mắt từ tiên quan lỗ hổng bên trên chuyển tới tiên quan bản thân. Quả nhiên, như tiên linh nói tới, hắn đang đến gần tiên quan trong nháy mắt, tiên quan toàn thân chán phóng từng đạo hơi yếu ánh sáng màu đỏ ngòm, những cái kia đường vân, tựa như muốn sống tới một dạng. Hơn nữa,
hắn cách tiên quan càng gần, huyết sắc đường vân càng ngày càng rõ ràng. Tin tưởng a, người cũng đừng thử, người không vào được. Tiên linh nhìn thấy Tiêu Phàm không tin mình, có chút khó chịu. Vào không được sao? Tiêu Phàm thấp giọng ngâm khẽ, nội tâm cực kỳ không cam. Bất quá, hắn cũng biết, bản thân lỗ mãng như thế trùng kích, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiên quan bùng nổ cổ phản lực kia, căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Tiên quan phía trên đường vân, 89/10 cùng lục đạo luân hồi trận có quan hệ, trên người ta ngụy tiên chủng cũng cùng lục đạo luân hồi khá liên quan, chẳng lẽ cũng là bởi vì ngụy tiên chủng nguyên nhân? Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, tỉnh táo phân tích. Khả năng này rất lớn. Nếu là như vậy, bản thân chỉ có bỏ qua ngụy tiên chủng, mới có thể tiến nhập tiên quan bên trong. Tiêu Phàm áp chế xung động trong lòng, hắn mặc dù rất muốn tiến vào tiên quan, đem Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ mang ra, nhưng là hắn cũng biết, ngụy tiên chủng tuyệt đối không thể làm mất rồi. Đây chính là hao tốn luân hồi lão nhân bọn họ vô số đại giới. Nếu là ta tạm thời phong ấn ngụy tiên chủng đây, Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, vô tận cổ xưa lại phức tạp phù văn tràn vào hắn mi tâm. Triệt để lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ Tiêu Phàm, trận pháp nhất đạo đã hy hữu có người có thể so sánh với hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn bố trí xuống mấy đạo khi thiên trận văn, tạm thời phong ấn ngụy tiên chủng, ngăn cách ngụy tiên chủng khí tức. Hiện tại cũng có thể a. Tiêu Phàm thở sâu, đạp chân xuống, thả người nhảy lên. Oanh, bỗng nhiên, cái kia to lớn trở lực lần nữa xuất hiện, trực tiếp đem Tiêu Phàm chấn động rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ run rẩy kịch liệt, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Lại thất bại, vì sao? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, ngụy tiên chủng khí tức đã bị hắn triệt để ngăn cách, vì sao vẫn chưa được? Có lẽ không phải ngươi vừa rồi phong ấn đổ vật. Đang lúc Tiêu Phàm mê mang thời khắc, tiên linh thanh âm lần thứ hai vang lên. Không phải ngụy tiên chủng, Tiêu Phàm nhíu mày, có thể trừ bỏ ngụy tiên chủng, còn có cái gì có thể kích thích tiên quang phía trên trận văn tự động vận chuyển. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình. Bởi vì hắn biết rõ, trên người mình thật vẫn có vật như vậy. Bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm thần sắc một trận biến ảo. Những năm này, bạch sắc thạch đầu một mực an tĩnh lơ lửng ở ý thức của hắn không gian bên trong, hắn đều cơ hồ đã quên đi sự tồn tại của nó. Có lẽ là đột phá thiên vương cảnh nguyên nhân, Tiêu Phàm dựa vào thực lực bản thân, đã có thể ứng đối với phần lớn địch nhân. Hắn tự nhiên rất ít dựa vào bạch sắc thạch đầu đến cảm ứng nguy cơ. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, bạch sắc thạch đầu thật không đơn giản. Chí ít, dù cho hắn hiện tại đã là thiên vương cảnh cường giả, hắn cũng không triệt để biết rõ ràng bạch sắc thạch đầu lai lịch chân chính, chỉ biết là vật này là ở vào Tu La Tổ Ma tay. Hơn nữa Tu La Tổ Ma đã từng nói cho hắn, nhưng hắn đem bạch sắc thạch đầu xem như một khỏa mệnh thạch đối đãi. Trước kia Tiêu Phàm còn thật tin tưởng lời nói của Tu La Tổ Ma, nhưng là, bạch sắc thạch đầu thật chỉ là một khỏa mệnh thạch sao? Tiêu Phàm xem thường, bạch sắc thạch đầu tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là để Tiêu Phàm nghi ngờ là, bình thường gặp được nguy cơ sẽ kịp thời cho hắn nhắc nhở bạch sắc thạch đầu, một lần này lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Thậm chí, nguyên bản sớm đã trong suốt thánh khiết nó, giờ phút này ngược lại trở nên ảm đạm không ít. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạch sắc thạch đầu như thế biến cố, chẳng lẽ tiên quan bài xích bản thân, là bởi vì bạch sắc thạch đầu duyên cớ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu, muốn bản thân điều tra một phen. Nhưng mà một khắc sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy tiên quan phía trên huyết sắc đường vân, đột nhiên chán phóng nhức mắt huyết quang, vô tận đường vân giống như long tẩu xà múa, dường như sống lại. Cái này còn không phải để Tiêu Phàm kinh ngạc nhất, nhưng hắn kinh hãi nhất chính là, những cái kia đường vân hiện lên ở trước mắt hắn, vậy mà hóa thành từng cái một cổ lão văn tự. Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu thất thần. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Tiêu Phàm tâm thần kịch chấn, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nơi này vốn là một mảnh tế đàn cổ xưa, càng thêm tĩnh mịch. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm những cổ xưa kia văn tự. Muốn nhớ kỹ, nhưng làm sao cũng không nhớ được, dường như ở hắn thấy nháy mắt sau đó, liền bị một cỗ lực lượng thần bí xóa đi liên quan tới chữ viết ký ức. Phải biết, hắn nhưng là thiên vương cảnh A.
bất kỳ vật gì, cơ hồ đều là đã gặp qua là không quên được, lúc này loại này cảm giác, hắn đã không biết bao lâu chưa từng lãnh hội qua. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Lâm Trần lúc trước nhìn thấy cái kia thần bí công pháp, không phải cũng một dạng không nhớ được sao? Chẳng lẽ là tiên kinh? Nghĩ đến Tiêu Lâm Trần cái kia lạnh như băng danh tự, Tiêu Phàm run lên bần bật. Tiên kinh lại như thế nào? Nếu như tiên kinh sẽ đem nhân tu luyện thành một cái vô tình máy móc, vậy tu luyện thì có ích lợi gì? Hắn có thể đủ đi đến hôm nay cấp độ, có thể không phải là bởi vì hắn vô tình, tương phản, chính là bởi vì hắn có tình có nghĩa, vì bảo hộ người bên cạnh. Không thể nhìn, Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Khả năng này là tiên kinh a, Tiêu Phàm vậy mà từ bỏ, nếu như khiến người khác biết rõ, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, cho rằng Tiêu Phàm quá ngu. Nhưng Tiêu Phàm lại là không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Chỉ là, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, cho dù hắn nhắm hai mắt lại, những cái kia thần bí văn tự vẫn như cũ hiện lên ở trong óc hắn, dường như cưỡng ép truyền cho hắn. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, Tiêu Lâm Trần tình huống hắn cũng biết. Lúc trước Tiêu Lâm Trần mặc dù không có nhớ kỹ cái kia thần bí công pháp, nhưng đến tinh vân lúc, lại tự động vận chuyển. Chẳng lẽ tiên kinh, căn bản không cần bản thân tu luyện sao? Nếu là như vậy, vậy rốt cuộc là người luyện công, vẫn là công luyện người. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, hắn cực lực muốn đem những cái kia văn tự bài xích ra ngoài. Nhưng mà, những cái kia thần bí văn tự, lại giống như lạc ấn đồng dạng, khắc thật sâu ở hắn linh hồn chỗ sâu, bôi không đi. Tiêu Phàm chặt đứt cùng bạch sắc thạch đầu liên hệ, vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Tương phản, những cái kia thần bí văn tự, trong lòng hắn ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, giống như một cái chết chìm người, đột nhiên bắt được một hòn đá, tranh thủ thời gian tâm thần cùng bạch sắc thạch đầu tương liên. Chí ít, bạch sắc thạch đầu còn đang làm dịu hắn loại tình huống này. Dứt khoát, Tiêu Phàm dứt khoát mở hai mắt ra, lần thứ hai nhìn về phía tiên quan phía trên. Lúc này, hắn kinh dị phát hiện, những cái kia đường vân, vậy mà tại chậm rãi biến mất. Mà trong đầu hắn, lại là có một bộ phù văn, chậm rãi trở lên rõ ràng. Tiên quan bên trên phù văn, chuyển tới trong đầu của mình. Cái này thật bất khả tư nghị, nhưng hắn vẫn chân thiết cảm nhận được loại này thần kỳ, vung đi không được. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm cũng không biết qua bao lâu, tiên quan phía trên phù văn càng ngày càng ít. Tất cả biến mất phù văn, tất cả đều dường như chảy xuôi đến trong đầu của hắn, hóa thành một bộ hoàn mỹ đồ án. Lúc này, Tiêu Phàm càng ngày càng vững tin, thời không chi hà phía trên cái kia lục đạo luân hồi phong ấn, cùng trong đầu hắn đồ án lại có 8 phần rất giống. Thậm chí, lấy hắn trận pháp sớm đã, có thể nhìn ra, trong đầu hắn phù văn đồ án, còn muốn càng thêm rườm rà. Liền tựa như, thời không chi hà bên trong lục đạo luân hồi phong ấn, chỉ là một cái phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Mà trong đầu hắn phù văn đồ án, dường như mới thật sự là lục đạo luân hồi đồ. Tiêu Phàm thật giật mình. Lục đạo luân hồi phong ấn liền có thể ngăn cản tạp, cái kia trong đầu hắn phù văn đây. Nếu là như vậy, vậy cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Nhưng mà cũng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, trong đầu hắn phù văn, đột nhiên bỗng nhiên khuếch tán, hướng về toàn thân hắn lan tràn mà đến, dường như muốn đem hắn triệt để phong ấn. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, cắn chặt răng muốn ngăn cản. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên khác một bộ đồ án, bỗng nhiên hướng về phù văn đồ án đánh tới. Bất hủ phong thiên đồ, Tiêu Phàm kinh ngạc. Bất hủ phong thiên đồ, vọt tới lục đạo luân hồi đồ, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy bất hủ phong thiên đồ bỗng vỡ ra đến, hóa thành vô số phù văn thần liên, từ 4 phương 8 hướng khóa hướng lục đạo luân hồi đồ. Lục đạo luân hồi đồ còn giống như là có sinh mệnh, muốn tránh thoát, bắn ra vô số phù văn xạ tuyến. A Tiêu Phàm cảm giác đầu của mình muốn xanh phá đồng dạng, lục đạo luân hồi đồ phù văn xạ tuyến điên cuồng mà xé rách ý thức của hắn không gian, đau Tiêu Phàm tan nát cõi lòng. Loại này thống khổ, cũng không phải bình thường sinh linh có thể thừa nhận. Hai bộ thần đồ lẫn nhau quấn giao, một cái muốn phong ấn một cái khác, mà một người khác chính là nghĩ phá phong mà ra. Thảm nhất dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân thể một trận co rút, sắc mặt trở nên hết sức vặn vẹo, toàn thân mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, cả người co quắp tại mặt đất, toàn thân run rẩy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục thanh minh, sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu đến cực hạn. Ta không chết sao? Tiêu Phàm dường như ở trước quỷ môn quan dạo qua một vòng. Hắn tâm thần lần nữa thăm dò vào không gian ý thức, thu hồi gặp được nhường hắn một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy lục đạo luân hồi đồ, bị bất hủ phong thiên đồ gắt gao phong tỏa ở ý thức của hắn không gian, không thể động đậy. Một màn này, quả thực cùng thời không chi hà bên trên lục đạo luân hồi phong ấn giống như đúc. Bất quá tử tế quan sát, hai người vẫn có một ít xuất nhập. Chí ít lấy Tiêu Phàm trận pháp tạo nghệ có thể nhìn ra, bản thân không gian ý thức bên trong lục đạo luân hồi phong ấn, càng thêm cường đại. Có lẽ, cái này đã không gọi là lục đạo luân hồi phong ấn, mà là bất hủ luân hồi phong ấn. Bởi vì đây là bất hủ phong thiên đồ cùng lục đạo luân hồi đồ kết hợp biến thành phong ấn. Tiêu Phàm dường như minh bạch cái gì, tạp để tuyệt tiến vào tiên ma động, mục đích thực sự có lẽ cũng không phải là tiên quan, mà là cái này lục đạo luân hồi đồ. Hắn có loại cảm giác, trong đầu mình cái này bất hủ luân hồi phong ấn, có lẽ có thể phong ấn chân chính tiên. Chỉ là, làm hắn tâm thần rơi vào bạch sắc thạch đầu phía trên lúc, lại là nhìn thấy bạch sắc thạch đầu vẫn như cũ giống như bình thường một dạng. Cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, lục đạo luân hồi đồ, đây chính là tiên vương cảnh đều muốn đỏ con mắt đồ vật a. Bình thường mà nói, bạch sắc thạch đầu không nên bạch quang hừng hực, để cho mình liều mạng đều muốn lấy được sao. Và lại, lục đạo luân hồi đồ kém chút lấy đi của mình mệnh, bạch sắc thạch đầu cũng cần phải nhắc nhở bản thân a. Nhưng lúc này đây, bạch sắc thạch đầu bình tĩnh có chút đáng sợ. Chẳng lẽ, là lục đạo luân hồi đồ so bạch sắc thạch đầu còn muốn thần diệu, cho nên nó không cách nào cảm ứng được. Tiêu Phàm âm thầm hủy bỏ ý nghĩ của mình, bạch sắc thạch đầu không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có thể nói rõ một điểm. Lục đạo luân hồi đồ tiến vào bản thân não hải, không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng là không phải là cái gì chuyện xấu. Thở sâu, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía bất hủ luân hồi phong ấn, không, chuẩn xác mà nói, là bất hủ luân hồi đồ. Vừa bắt đầu hắn còn cảm giác 10 điểm tối tăm, có thể tử tế quan sát về sau, hắn vậy mà cảm giác mình có thể xem hiểu một chút, thậm chí có loại muốn chìm vào trong đó ý nghĩ. Hô hô, đột nhiên. Bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía, cuồn cuộn ma khí điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Đây chính là tiên kinh sao? Tiêu Phàm thấp giọng nỉ non, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ngay mới vừa rồi, hắn tâm thần chìm vào bất hủ luân hồi đồ một sát na kia. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một thiên thần bí lại phức tạp công pháp. Hơn nữa, công pháp tự động vận chuyển, trực tiếp thôn vệ bốn phía ma khí, thiếu chút nữa thì chỗ sung yếu đâm tiên vương cảnh. Hoàn hảo bạch sắc thạch đầu tuôn ra một tia mát mẽ năng lượng, nhưng hắn thanh tỉnh lại. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, bạch sắc thạch đầu cùng lục đạo luân hồi đồ là bài xích lẫn nhau, bằng không mà nói. Bản thân cũng không khả năng không cách nào bước vào tiên quan phía trên. Mặc dù hắn lấy được công pháp, có thể là một bộ tiên kinh, nhưng Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn tin tưởng bạch sắc thạch đầu. Chí ít, từ tu luyện đến nay, bạch sắc thạch đầu chưa từng có hại qua bản thân. Bất quá, hắn hiện tại có chút hoài nghi lão nhân coi mộ dụng ý. Mình nếu là tu luyện tiên kinh, vô cùng có khả năng biến thành một cái vô tình cỗ máy giết chóc, vậy tu luyện thì có ích lợi gì? Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm cảm thấy mình khả năng cũng hiểu lầm lão nhân coi mộ. Lão nhân coi mộ căn bản là không có gặp qua tiên kinh, căn bản không biết tiên kinh mang tới hậu quả, chỉ biết là tiên kinh cường đại mà thôi. Thở sâu, Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tiên quan. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, hướng về tiên quan lỗ hổng vị trí bay đi. Quả nhiên, Tiêu Phàm một lần này dễ dàng đã tới tiên quan lỗ hổng. Như hắn sở liệu, đúng là bạch sắc thạch đầu cùng lục đạo luân hồi đồ bài xích lẫn nhau. Tiêu Phàm không do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào tiên quan. Lạc ấn mắt hắn màn, là một mảnh không gian xám xịt. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chỉ có vô tận ma khí, nhất định chính là một mảnh tuyệt địa. Hắn thân thể nhanh chóng rơi xuống, vậy mà không cách nào khống chế. Không biết bao lâu trôi qua. Tiêu Phàm xuyên qua u tối ma khí khu vực, gặp được một vùng đất bao la,
dường như một cái thế giới mới tinh. Tiêu Phàm rơi vào đại địa phía trên, bốn phía tĩnh có chút đáng sợ, hắn bên tai không có bất kỳ cái gì thanh âm, quỷ dị chính là, hắn liền tiếng tim mình đập đều nghe không đến. Toàn bộ thế giới, dường như đọng lại một dạng. Tiêu Phàm cũng không có ngạc nhiên, loại tình huống này, hắn trước kia liền gặp được. Chí ít, hắn bây giờ còn có thể tự do hành tẩu. Bước lên phía trước, Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy cổ địa. Tầm mắt nhìn thấy, một mảnh thê lương, có cổ thụ, hoa cỏ, cũng có kỳ dị sinh linh. Chỉ là, những vật này dường như vĩnh viễn dừng lại ở một cái nháy mắt, không có sinh cơ, không có hô hấp. Nếu không phải bản thân dung nhập trong đó, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ cho là mình đang ở thưởng thức một phó cổ lão bức tranh. Loại này cảm giác, 10 điểm kỳ diệu. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, tiên quan nội bộ không gian, so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Thiếu Khuynh, một tòa thành trì xuất hiện ở Tiêu Phàm tầm mắt, vĩ đại tường thành tường đổ, rách nát không chịu nổi, có thể làm cho người tưởng tượng nó kinh nghiệm đã từng trải đại chiến. Thành bên trong, nguy nga thần điện san sát, dù cho đi qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ thần quang bốn phía, chói lọi. Tiêu Phàm biết rõ, tiên quan bên trong thế giới, tuyệt đối là một cái ngừng thế giới. Nó không có bất kỳ cái gì âm thanh, cũng không có bất kỳ cái gì còn sống sinh linh, không biết là cái gì viễn cổ, cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại trong nháy mắt. Chỉ là Tiêu Phàm không biết, thế giới này là lúc nào lưu lại. Nhưng có thể khẳng định là, tồn tại, tuyệt đối sớm hơn tiên ma giới, chỉ ít so hỗn độn tiên linh tộc đản sinh còn phải sớm hơn. Tiêu Phàm tiến vào thành trì, đường phố rộng rãi núi một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết máu, có chút thậm chí còn đỏ tươi hết sức, tản ra thần huy, dường như hôm nay mới lưu lại. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, bao la hùng vĩ mênh mông thành trì, vậy mà không có gặp một cỗ thi thể. Tiêu Phàm thả chậm bước chân, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, hắn nội tâm tràn đầy kinh hãi, dường như du tẩu ở trong bức tranh. Lâm Trần cùng Long Vũ đây, Tiêu Phàm trong lòng lại lo lắng. Bọn họ tiến nhập nơi này, lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thần niệm quét qua, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thế giới này, cũng không phải là đặc biệt lớn, cũng chính là phòng ngự mấy chục vạn dặm, lấy hắn thần niệm, tùy tiện liền có thể dò xét một lần. Nhưng hắn thậm chí ngay cả Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ hình bóng cũng không thấy đến. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội, lại là nhìn thấy bạch sắc thạch đầu hơi run rẩy, đang lóe lên ánh sáng nhạt. Phải biết, dù cho nhìn thấy lục đạo luân hồi đồ, bạch sắc thạch đầu cũng không có bất cứ động tĩnh gì a. Tiêu Phàm bỗng nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên vận chuyển nghịch loạn chi đồng. Sau một khắc, hắn tất cả những gì chứng kiến, đột nhiên xé toạc ra. Thành trì biến mất, thần điện sụp đổ. Khắc sâu vào mắt hắn màn chính là một chỗ cổ xưa lại bao la tế đàn, hắn nhãn thần bỗng nhiên trở nên sắc bén lên. Tuyệt, Tiêu Phàm một tiếng hét lên, bỗng nhiên xuất hiện ở tế đàn phía trên, một kiếm hướng về một bóng người chém đi. Bang, đạo kia thân ảnh không phải người khác, chính là Tuyệt, hắn cầm kiếm chống đối, lại bị Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Tuyệt vậy mà thụ trọng thương. Máu me khắp người, nửa người xé rách, có thể rõ ràng kiếm đạo huyết nhục, quanh thân vòng xoáy màu đen cũng vô pháp duy trì. Tiêu Phàm, Tuyệt nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm, lại là không có sợ hãi, ngược lại có chút lạnh lẽo. Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, ánh mắt lại là rơi ở bên cạnh một đạo lãnh diễm thân ảnh phía trên, nàng ngã vào trong vũng máu, trên người váy trắng bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc, đỏ yêu diễm. Tiêu Phàm toàn thân kịch chấn. Khàn khàn giống to, Long Vũ. Tiêu Phàm ôm lấy Long Vũ, phát hiện Long Vũ đã không hô hấp, thể nội sinh cơ cũng đang nhanh chóng sói mòn. Tuyệt, ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi như dã thú đỏ thắm hai mắt bắn ra hai đạo hung quang, toàn thân sát khí bành trướng. Đồng thời, hắn không chút do dự đánh ra từng đạo thủ ấn, triệt để phong ấn Long Vũ thân thể. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ báo thù cho nàng. Tuyệt nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm mang huyết răng, đáng tiếc, giết nàng không phải ta, mà là con của ngươi. Tiêu Phàm vẻ mặt không thể tin. Tiêu Lâm Trần mặc dù giống như biến thành người khác, nhưng là, hắn tuyệt không tin, Tiêu Lâm Trần sẽ giết Long Vũ. Đột nhiên, Tiêu Phàm dư quang thoáng nhìn, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa đài cao đi từng bước một đến, một tay xách ngược lấy trường kiếm, tóc đen trong gió bay múa. Đôi tròng mắt kia.
không có bất kỳ cái gì tình cảm, lạnh lùng tới cực điểm. Lâm Trần, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, thời khắc này Tiêu Lâm Trần, nhưng hắn đều cảm nhận được một tia lạnh ý. Đây thật là con của mình, nhìn kỹ, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, Tiêu Lâm Trần lông mày nhiều một đạo kỳ dị hắc sắc ấn ký, giống như một đoàn hắc sắc ngọn lửa, quỷ dị, lạnh lẽo. Ha ha, Tiêu Phàm, hiện tại ngươi tin không? Tuyệt cuồng tiếu không thôi, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn không chỉ có giết cái kia nữ nhân, tiếp đó, còn sẽ giết ngươi. Vì sao? Tiêu Phàm nhìn trước mắt lạnh lùng vô tình nhi tử, chất vấn. Tiêu Lâm Trần trầm mặc không nói, mặt không biểu tình, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, dường như lại nhìn một người xa lạ. Tiêu Phàm, đừng uổng phí thời gian, hắn hiện tại đã là cái thứ hai tạp, người ta đều chết định. Tuyệt nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là cười có chút thê lương. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Cái thứ hai tạp, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm có thể gạt ra nước đến, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cho dù là đối mặt chân chính tạp, hắn cũng sẽ không bị động như thế. Thế nhưng là, hắn đối mặt lại là con của mình. Giết hắn, Tiêu Phàm làm sao dọa đến đi tay. Thế nhưng là, không giết hắn, hắn liền muốn giết mình. Tiêu Lâm Trần thần sắc lạnh lùng, cầm kiếm chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước. Dưới chân của hắn liền sinh ra một đóa hắc liên, kinh khủng tiên đạo khí tức mãnh liệt. Tiêu Phàm thở sâu, buông xuống Long Vũ, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn dĩ nhiên không muốn giết con của mình, dù sao hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng là, hắn cũng sẽ không để Tiêu Lâm Trần tiếp tục sai xuống dưới. Hô, ở Tiêu Phàm rút kiếm một sát na kia, Tiêu Lâm Trần động, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận, kiếm trong tay đâm thẳng Tiêu Phàm mi tâm. Tiêu Phàm không dám khinh thường, cầm kiếm chống đối. Bang, hai kiếm va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc, hỏa hoa bắn ra bốn phía, toàn bộ tế đàn cổ xưa đều mãnh liệt run rẩy một chút. Tiêu Phàm bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mạnh, quá mạnh, Tiêu Phàm tự tin, lấy hắn thực lực, đối chiến Hồng Trần Tiên Vương cảnh, là tuyệt đối không có bất luận cái gì áp lực. Thế nhưng là, vừa mới đột phá tiên vương cảnh Tiêu Lâm Trần, lại là mạnh có chút đáng sợ, chí ít, hoàn toàn cùng thánh thiên sứ không ở cùng một cái cấp độ. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đánh giá một chút, thời khắc này Tiêu Lâm Trần, tuyệt đối có được La Thiên Tiên Vương chiến lực. Đây chính là tu luyện tiên kinh đáng sợ sao? Tiêu Phàm nội tâm rung động sau, lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Tạp không phải cũng tu luyện tiên kinh sao? Nhưng Tạp nhìn qua cùng người thường không hai. Mà Tiêu Lâm Trần lại dường như bị tước đoạt tình cảm, nghiễm nhiên chính là một tôn cỗ máy giết chóc. Đôi mắt kia, là sâu như vậy thúy, giống như là có thể xuyên thủng vạn thế, dòm ra chân trời. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, Tiêu Lâm Trần lần nữa động, một lần này, hắn khí thế lại mạnh mẽ thêm vài phần, tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tiêu Phàm con người co rụt lại, toàn lực chém ra một kiếm, có thể một kiếm kia từ hắn trong mắt lóe lên. Trong nháy mắt xuyên qua hắn lồng ngực. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn ra, Tiêu Phàm trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch. Hắn kinh hãi phát hiện, bản thân bản nguyên đại đạo, vậy mà cũng bị thương nặng. Hắn nhớ kỹ hoang ma nói qua, có thể giết chết tổ vương cảnh người ít càng thêm ít, tạp là một cái trong số đó, còn có nắm giữ lục đạo luân hồi người có thể làm được. Giờ khắc này, Tiêu Phàm minh bạch. Tạp sở dĩ có thể giết chết tổ vương cảnh. Là bởi vì hắn tu luyện tiên kinh có thể thương tới bản nguyên đại đạo. Tiêu Lâm Trần rút trường kiếm ra, một cước đá bay Tiêu Phàm ngực đều sụp xuống. Hắn lại cũng không có chút gì do dự, trong nháy mắt lột xác thành Tu La chi thể, toàn thân hắc kim quang mang thiểm thước, giống như một tôn tuyệt thế yêu ma. Cách đó không xa Tuyệt nhìn thấy một màn này, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn biết rõ. Đây có lẽ là hắn duy nhất có thể cơ hội chạy trốn. Một khi Tiêu Lâm Trần giải quyết Tiêu Phàm, liền đến phiên hắn. Tiêu Phàm không để ý đến trốn chạy Tuyệt, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Trần, muốn xem ra một ít gì. Nhưng hắn kinh ngạc là, Tiêu Lâm Trần không có tiếp tục xuất thủ, mà là đột nhiên lộ ra vô cùng thống khổ, sắc mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cha, Tiêu Lâm Trần dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm hết sức khàn khàn. Chói tai, nhanh, mau trốn.
Nói ra lời này thời khắc, hắn toàn thân đều đang run rẩy, dường như bị cái gì khống chế đồng dạng, đang ra sức giãy giụa. Lâm Trần, vì sao sẽ biến thành dạng này? Tiêu Phàm cực kỳ không cam, bất quá hắn không do dự, ôm Long Vũ lui ra một khoảng cách. Tiên kinh, có vấn đề. Tiêu Lâm Trần thống khổ phun ra mấy chữ. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng trừng mắt Tiêu Lâm Trần, vô luận ngươi là ai, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn lời này tự nhiên không phải đối Tiêu Lâm Trần nói, mà là đối khống chế Tiêu Lâm Trần cái nào đó tồn tại nói. Đợi Tiêu Phàm rời đi chốc lát, Tiêu Lâm Trần con ngươi lần nữa trở nên đen kịt lên, quanh thân vô sinh hắc liên nở rộ, tiên đạo khí tức bành trướng. Hắn khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười tà, nụ cười này, không thuộc về Tiêu Lâm Trần. Ai cũng trốn không thoát, Tiêu Lâm Trần thanh âm khàn khàn, trầm thấp quát. Hô, thân hình lóe lên, Tiêu Lâm Trần cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lại nói Tiêu Phàm mang theo Long Vũ cấp tốc chạy trốn, nhìn qua trong ngực mặt mũi tái nhợt, Tiêu Phàm bên trong tâm vô so áy náy. Long Vũ vì đi cứu Tiêu Lâm Trần, kết quả là lại bị Tiêu Lâm Trần trọng thương, sinh tử chưa biết. Nếu như Long Vũ có chuyện bất trắc, hắn về sau tất nhiên sẽ áy náy suốt đời. Bất quá, giờ phút này Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mang theo Long Vũ còn sống rời đi nơi này. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ còn đang đợi mình, việc cấp bách là lập tức rời đi Tiên Ma Động. Một khi bị Tiêu Lâm Trần đuổi theo, bọn họ những người này đều phải chết. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục thấy được một tia sáng, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Nơi đó, chính là Tiên Quan Lỗ Hổng. Chỉ cần rời đi Tiên Quan, bản thân thì có rất lớn hy vọng trốn qua Tiêu Lâm Trần truy sát. Hắn tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở thời gian, liền đi tới lỗ hổng vị trí. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một cỗ ngập trời ý lạnh từ hắn hậu phương đánh tới, một đạo kinh khủng kiếm khí xuyên qua vạn cổ thời không, trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực. Máu tươi vẩy ra mà ra, phun Long Vũ một mặt. Hắn sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, nội tâm càng là rung động tột đỉnh. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là vĩnh hằng tiên thể a, ngay cả tiên vương cảnh thánh thiên sứ, cũng hoàn toàn không làm gì được mảy may. Nhưng hiện tại, vậy mà bị phá ra phòng ngự. Bất quá hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn biết rõ, một kiếm này là Tiêu Lâm Trần ra tay, hắn đuổi theo tới. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, thi triển thế gian cực tốc, phóng tới Tiên Quan Lỗ Hổng vị trí. Nhanh, nhanh, chỉ cần chạy ra Tiên Quan, mới có thể sống sót. Hô, Tiêu Phàm hóa thành một đạo thiểm điện, xông Tiên Quan Lỗ Hổng bắn ra, phía dưới cổ lão tế đàn lần nữa hiện lên ở mắt hắn màn. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiên Quan Lỗ Hổng vị trí, con người bỗng nhiên co rụt lại. Để Tiêu Phàm kinh hãi là, ở hắn cách đó không xa, một đạo áo đen thân ảnh giống như một bước có thể vượt qua vạn cổ, cấp tốc hướng về hắn kích xạ mà đến. Không chỉ có như thế, mấy đạo lợi mang trực tiếp xé ra không gian, chớp mắt liền đến hắn phụ cận. Tiêu Phàm còn chưa kịp phòng ngự, ôm Long Vũ cánh tay trực tiếp bị chém rụng. Không, Tiêu Phàm cuồng hống, trợn mắt nhìn xem Long Vũ bị ném đi, sau đó bị kiếm khí tê liệt hư vô triệt để thôn phệ. Hắn nhanh chóng đuổi theo, muốn bắt lấy Long Vũ. Nhưng Tiêu Lâm Trần căn bản không cho hắn toại nguyện, một cái lắc mình, liền che ở trước người hắn. Bản thân đều khó bảo toàn, còn nghĩ nữ nhân. Tiêu Lâm Trần cười tà một tiếng, kiếm trong tay nổi giận chém mà ra. Tiêu Phàm mắt như chuông đồng, cảm giác tử vong bao phủ trong lòng, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Phải chết sao? Tiêu Phàm cực kỳ không cam, hắn thấy, tử vong cũng không đáng sợ, dù sao, tiến vào Tiên Ma Động, hắn liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Nhưng mà đáng sợ là, bản thân vậy mà lại chết ở con trai mình trong tay. Đây là biết bao châm chọc, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Tuyệt vọng thì tuyệt vọng, nhưng Tiêu Phàm cũng không phải chờ chết người. Mắt thấy Tiêu Lâm Trần kiếm khí sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm vội vàng đánh ra một đạo thủ ấn. Một đạo phù văn đồ án xuất hiện, che ở trước người hắn, đây là bất hủ phong thiên đồ lực lượng. Cũng là hắn trong thời gian ngắn, có thể thi triển ra phòng ngự mạnh nhất. Lần trước, hắn dùng một chiêu này chặn lại Thánh Thiên Sứ công kích, cũng bị thương nặng Thánh Thiên Sứ. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Lâm Trần thực lực, bất hủ phong thiên đồ lực lượng, ở Tiêu Lâm Trần một kiếm này trước mặt,
quả thực là gà đất chó sành, liền thời gian một hơi thở đều không ngăn trở. Hơn nữa, đạo kia kiếm khí tốc độ không giảm mảy may, đâm thẳng hắn mi tâm mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt kịch biến, có thể phản kích đã không kịp. Hắn thấy, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ong ong, nhưng mà, liền khi đạo kia kiếm khí sắp chui vào Tiêu Phàm mi tâm thời khắc, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn huyền ảo bức tranh. Bất hủ luân hồi đồ, Tiêu Lâm Trần chém ra một kiếm kia, đang đến gần bất hủ luân hồi đồ một sát na kia, trong nháy mắt ngừng lại. Không một lần này, gào thảm lại là Tiêu Lâm Trần. Chỉ thấy bất hủ phong thiên đồ đột nhiên nổ bắn ra vô tận thần liên, trong nháy mắt khốn trụ Tiêu Lâm Trần, Tiêu Lâm Trần muốn chạy trốn cũng không thể. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Lâm Trần bị bất hủ phong thiên đồ vô tận thần liên kéo vào tiên quan. Bang, cùng lúc đó, tiên quan nắp quan tài trong nháy mắt khép kín, phát ra một trận hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm. Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Hắn cảm giác có chút mộng ảo, cực kỳ không chân thực. Có được La Thiên Tiên Vương chiến lực Tiêu Lâm Trần, vậy mà dễ dàng như vậy bị bất hủ luân hồi đồ trấn áp. Khi hắn tỉnh táo lại thời khắc, lại là phát hiện bất hủ phong thiên đồ lần nữa xuất hiện ở ý thức của hắn không gian, dường như cái gì đều không phát sinh. Nếu như không phải vừa rồi rõ ràng cảm nhận được tử vong lân cận, Tiêu Phàm còn cho là mình lâm vào huyễn cảnh. Khi hắn lần nữa nhìn về phía tiên quan thời khắc, lại là phát hiện tiên quan phía trên, lại xuất hiện vô số huyết sắc đường vân, lít nha lít nhít, lấp lóe lấy xinh đẹp quang mang. Huyết sắc văn lộ quang hoa lóe lên nhấp nháy mấy lần, liền hoàn toàn biến mất. Lần nữa xem xét, phát hiện tiên quan sớm đã khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, hắn không biết mình hẳn là may mắn, vẫn là bi thống. May mắn là, chính hắn rốt cục sống tiếp. Thế nhưng là, con của mình, lại bị trấn áp tại tiên quan bên trong, sinh tử không biết. Không biết qua quá lâu, Tiêu Phàm ánh mắt mới khôi phục mấy phần thần thái, cắn răng nghiến lợi hướng về tiên quan, sắc mặt dữ tợn. Tiêu Phàm, nhanh rời đi nơi này. Đột nhiên, tiên linh thanh âm vang lên. Nói xong, hư không bắt đầu sụp đổ, dường như rơi vào vô ngần hắc ám. Lâm Trần, chờ lấy cha. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, gân xanh trên trán bạo khởi, dường như muốn nổ tung một dạng. Thở sâu, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua tế đàn, sau đó quay người rời đi. Khi hắn rời đi tế đàn bên ngoài lúc, lại là phát hiện, cái kia vô số pho tượng toàn bộ đều đang phát sáng. Hư không bên trong nhớ tới từng đạo phức tạp ngâm sướng. Chỉ chốc lát sau, tất cả quy về tĩnh mịch, dường như cái gì đều không phát sinh. Bất quá Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được, những cái kia pho tượng tràn ngập một loại huyền diệu năng lượng ba động, trấn áp tiên quan, cuối cùng biến mất ở trong hư vô. Tiêu Phàm không dám chần chờ, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Hắn không biết tiên quan đến cùng vì sao mà tồn tại, nhưng hắn biết rõ. Nếu như Tiêu Lâm Trần rời tiên ma động, tuyệt đối là tiên ma giới tai nạn. Tiên kinh, đây là Tiêu Phàm đầu mối duy nhất, hơn nữa hắn suy đoán, tiên ma động khẳng định ẩn giấu đi trên đời bí mật lớn nhất. Hắn âm thầm phát thệ, cuối cùng cũng có một ngày, ở nhất định sẽ lần nữa đặt chân tiên ma động, đến lúc đó, nhất định phải đem nơi này san bằng. Ngoại giới, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người chờ đợi lo lắng lấy. Oanh, đột nhiên. Một tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng vang từ đằng xa truyền đến, đám người con ngươi kịch liệt co rụt lại. Chỉ thấy xa xa hư vô cấp tốc sụp đổ, mọi thứ đều bắt đầu hóa thành hư vô. Dường như bọn họ vị trí không gian, vốn cũng không phải là thật tồn tại. Lão đại, thí thần giống to, hai mắt đỏ bừng, lộ ra cực kỳ bất lực. Nam Cung Tiêu Tiêu, Hoang Ma mấy người cũng là sốt ruột không hiểu, nhưng bọn hắn ai cũng không có di động nửa bước. Bọn họ cũng nghĩ chờ Tiêu Phàm trở về. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đám người tầm mắt. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng như điên, cái kia chờ đợi người, rốt cục xuất hiện. Không sai, người tới chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xuất hiện ở đám người trước người, không có nhiều lời, lấy tay vung lên, cuốn lên đám người liền chạy. Không bao lâu, đám người rốt cục trốn ra tiên ma động tầng thứ ba không gian, xuất hiện ở tinh vân bên ngoài. Lão đại, Lâm Trần cùng Long Vũ đây. Thí thần lúc này mới nghĩ đến, Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ thế nhưng là theo hắn đi vào chung. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có Tiêu Phàm một người trở về. Đám người trong lòng có loại dự cảm bất an, chẳng lẽ
Tiêu Phàm cau mày, trầm mặc không nói. Hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, tinh vân bên trong ánh sao đầy trời bỗng nhiên bay vụt mà tới, toàn bộ sáp nhập vào hắn thể nội. Đám người bị Tiêu Phàm thủ đoạn dọa cho phát sợ. Đây chính là tinh quang tiên lực a, liền bản nguyên đại đạo đều không chịu nổi. Nhưng Tiêu Phàm lại nháy mắt thôn phệ vô số, hơn nữa một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Ầm ầm, không gian sụp đổ thanh âm lần nữa tới gần, Tiêu Phàm không chần chờ, lần thứ hai cuốn lên đám người liền chạy. Bất quá, chạy ra một khoảng cách, Tiêu Phàm liền lần nữa thi triển đại thủ đoạn, cướp đoạt tinh quang tiên lực. Đám người chỉ là ngây ngốc nhìn xem Tiêu Phàm xuất thủ, lại là ai cũng không có mở miệng. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, làm sao không biết, Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ khẳng định đã ra khỏi bất ngờ. Đám người tự nhiên là hết sức bi thống, nhưng là, ai cũng không có mở miệng, cho Tiêu Phàm trên vết thương sát muối. Bọn họ đều rất rõ ràng Tiêu Phàm giờ phút này thừa nhận thống khổ, tuyệt đối là thường nhân khó có thể chịu được. Tiêu Phàm một bên cướp đoạt tinh quang tiên lực, một bên rút lui. Thật lâu, đám người rốt cục rút lui đến tinh vân giáp danh, tới phía ngoài bên cạnh nhìn tới, lại là phát hiện cái kia vô cùng vô tận khư thú đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến đám người nhẹ nhàng thở ra. Không có khư thú vây chặt, bọn họ cơ hội sống sót liền lớn rất nhiều. Tiêu Phàm trên đường đi, một câu lời nói đều không nói. Nhìn thấy sụp đổ hư không đang nhanh chóng tới gần, hắn không chút do dự mang theo đám người tiến nhập tiên ma động tầng thứ nhất không gian. Lúc này, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia cảm giác nguy cơ to lớn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ, ngắm nhìn nơi xa sụp đổ không gian, đám người lạ thường duy trì bình tĩnh. Rốt cục, bọn họ vị trí không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, to lớn xé rách cảm giác, để đám người khó có thể chịu đựng, tất cả mọi người lộ ra thống khổ. Sau nửa ngày, loại kia xé rách cảm giác biến mất, đám người lấy lại tinh thần, lại là ngạc nhiên phát hiện, bản thân vậy mà đã xuất hiện ở tiên ma động bên ngoài. Rốt cục sống sót đi ra, đáng tiếc, đám người lại không có mừng rỡ, bởi vì Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ, lại vĩnh viễn lưu tại tiên ma động. Lão đại, thí thần thanh âm có chút nghẹn ngào. Những người khác cũng là hai mắt đỏ bừng, chẳng lẽ Tiêu Phàm không buồn đau sao? Tự nhiên không phải, hắn chỉ là đem tất cả bi thống đều áp chế ở tâm lý, đi. Tiêu Phàm cắt đứt thí thần lời nói, cũng là hắn lần thứ nhất mở miệng, thần sắc lạnh lùng, dường như tất cả nụ cười, cũng bị mai táng ở tiên ma động. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Đám người theo sát lấy Tiêu Phàm bước chân, sau một ngày, rốt cục rời đi tiên ma động tinh vân vị trí. Trên đường đi, đám người một mực duy trì trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Thí thần nhiều lần há miệng muốn nói, lời đến khóe miệng quả thực là nén trở về. Bọn họ biết rõ, Tiêu Lâm Trần cùng Long Vũ cái chết đối Tiêu Phàm đả kích không thể bảo là không lớn. Oanh, đám người bước ra tiên ma động phạm vi một sát na kia, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Nơi xa, đang phát sinh kịch liệt đại chiến, có tiên đạo chi quang bay thẳng cửu tiêu, cũng có bất hủ tiên chi lực xen lẫn. Lão nhân coi mộ với ai đang giao thủ, thí thần kinh ngạc hết sức. Hai người thực lực cực kỳ cường đại, 89 phần 10 đều đạt đến La Thiên Tiên Vương cảnh, mỗi một kích đều ẩn chứa vô thượng uy năng, xuyên thủng hồng hoang thiên vũ. Đại thần thiên, Tiêu Phàm mặt âm trầm, ở biên giới chiến trường, gặp được mấy gương mặt quen thuộc bàng, Thiên Phi chính là một cái trong số đó. Có thể làm cho Thiên Phi đều biến thành quần chúng, không cần nghĩ cũng biết, lão nhân coi mộ đối thủ là ai. Bất quá nhường hắn kinh ngạc chính là, Thánh Thiên Sứ cũng ở trong đó. Thánh Thiên Sứ không phải là bị Đại Thần Thiên đoạt xá sao? Tiêu Phàm thở sâu, cấp tốc hướng về chiến trường tới gần, rốt cục nhìn rõ ràng cùng lão nhân coi mộ đối chiến đạo kia thân ảnh. Đó là một cái vóc người cao to nam tử tóc trắng, một tiếng bạch bào trắng hơn tuyết, xuất thủ đại khai đại hợp, giống như nước chảy mây trôi. Tiêu Phàm một đoàn người xuất hiện, Thiên Phi đám người ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thiên Phi, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Đại thần thiên phân thân giáng lâm, cùng lão nhân coi mộ đánh nhau. Thiên Phi không mặn không lạt đáp lại một câu. Phân thân, Tiêu Phàm kinh ngạc, lão nhân coi mộ thế nhưng là thực sự La Thiên Tiên Vương a,
vậy mà cùng đại thần thiên phân thân đánh bất phân cao thấp. Nếu như đại thần thiên bản tôn đích thân tới đây, Tiêu Phàm đối đại thần thiên thực lực, xem như có cái rõ ràng nhận biết. Tuyệt cùng hỗn độn tiên linh tộc đây, Thiên Phi quét Tiêu Phàm bọn họ một cái, không khỏi hỏi. Tuyệt cướp đi tiên ma động đồ vật, mang theo hỗn độn tiên linh tộc người đi rồi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hiển nhiên, hắn là nói láo. Tuyệt sống hay chết, hắn không biết, nhưng 89 phần 10 hẳn là lưu tại tiên quan. Nếu như gặp gỡ Tiêu Lâm Trần, sợ là thập tử vô sinh. Về phần quỷ ma thần cùng hỗn độn tổ vương bọn họ, thì là bị Tiêu Phàm một lần nữa phong ấn, ném vào thể nội thế giới. Tiêu Phàm mặc dù không giết bọn hắn, nhưng là không có ý định thả bọn họ tự do. Hắn biết rõ, tương lai mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng hỗn độn tiên linh tộc giao thủ, nếu như thả bọn họ, chẳng phải là thả hổ về rừng. Có đúng không? Thiên Phi đôi mắt đẹp nhắm lại, hiển nhiên không quá tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có giải thích nhiều. Một tiếng ầm vang, lão nhân coi mộ cùng đại thần thiên đụng nhau, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, đại đạo oanh minh, lôi âm điếc tai. Ngay sau đó, hai đạo bóng người vừa chạm vào tức mở. Đại thần thiên, người cái này phân thân, cuối cùng vẫn là kém một chút. Lão nhân coi mộ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Đại thần thiên sắc mặt bình tĩnh như thường, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hắn không có trả lời lão nhân coi mộ mà nói, mà là bỗng nhiên nhìn về phía biên giới chiến trường Tiêu Phàm đám người, xem ra, đồ vật là bị ngươi chiếm được. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, không có giải thích, hắn biết rõ, giải thích cũng vô ích. Chỉ là, hắn nội tâm 10 điểm nghi hoặc, đại thần thiên trong miệng nói tới đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Tiên kinh, ngược lại là có khả năng rất lớn, nhưng Tiêu Phàm lại không cho rằng đại thần thiên là chỉ tiên kinh, mà là những vật khác. Chẳng lẽ là tiên quan? Đại thần thiên cũng không vào tầng thứ 3, hắn lại làm sao biết tiên quan tồn tại đây? Tiêu Phàm nhanh chóng suy nghĩ, chẳng lẽ tiên ma động bên trong, còn có bản thân không biết đồ vật sao? Chờ đã, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra Tiêu Lâm Trần vội vàng tiến vào tiên quan bên trong một màn, lấy hắn biến hóa sau khi tính tình, theo lý thuyết hẳn là giết hắn cùng Long Vũ mới đúng. Nhưng hắn không có, mà là khẩn cấp tiến nhập tiên quan. Nghĩ đến, tiên quan bên trong hẳn là có đồ vật gì để Tiêu Lâm Trần vội vàng muốn có được. Đại thần thiên, ngươi đi đi, trừ phi ngươi bản tôn tự mình đến này, bằng không, ngươi không chiếm được chỗ tốt. Lão nhân coi mộ cắt đứt đại thần thiên lời nói. Đại thần thiên mí mắt hơi hơi nhảy một cái, cuối cùng vung tay lên, mang theo Thiên Phi đám người trong nháy mắt biến mất ở sâu trong tinh không. Đi, lão nhân coi mộ xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ bên cạnh, vung tay áo một cái, trước mắt mọi người cảnh sắc nhanh chóng phát sinh biến hóa, đó là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lão bất tử, người có phải hay không có đồ vật gì gạt ta? Tiêu Phàm bí mật truyền âm, chất vấn lão nhân coi mộ. Lão nhân coi mộ quay đầu nhìn Tiêu Phàm một cái, lần nữa nhìn về phía trước, không có phản ứng Tiêu Phàm. Đột nhiên, Tiêu Phàm tránh thoát lão nhân coi mộ trói buộc, dừng lại ở tinh không, giận dữ hét, ngươi không nói đúng không? Nghe thấy lời này, thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, phòng bị hướng về lão nhân coi mộ. Tiêu Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Hoang Ma vội vàng mở miệng nói, sợ Tiêu Phàm đắc tội lão nhân coi mộ. Nhưng mà, Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Long Vũ sinh tử không biết, Tiêu Lâm Trần biến thành người khác, cái kia từng bức họa, thủy chung thoáng hiện ở hắn trước mắt, làm sao cũng không thể quên được. Ai lão nhân coi mộ thật sâu thở dài, nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta không có giấu giếm ngươi cái gì, ngươi tin không? Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng? Tiêu Phàm đỏ bừng hai mắt, con ta đột phá tiên vương cảnh, lại hoàn toàn biến thành người khác. Ngay cả ta đều giết, ngươi giải thích cho ta. Đám người nghe nói như thế, con người hơi hơi co rụt lại. Tiêu Lâm Trần đột phá tiên vương cảnh, Hoang Ma lộ ra vẻ mặt không thể tin. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng thí thần bọn họ cũng thật lâu thất thần, để cho bọn họ kinh hãi là, Tiêu Lâm Trần lại muốn giết Tiêu Phàm. Mấy phần nhao nhao căm tức nhìn lão nhân coi mộ, nếu như Tiêu Lâm Trần giết cha tiến hành, cùng lão nhân coi mộ có quan hệ, bọn họ dù cho đánh bạc đầu này tính mệnh, cũng phải cùng lão nhân coi mộ hảo hảo lãnh giáo một chút. Nhưng mà, lão nhân coi mộ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, hắn không phải vừa mới đột phá thiên vương cảnh sao?
Tiêu Phàm nhìn chằm chằm lão nhân coi mộ, nhìn hắn thần sắc, xác thực không có nói láo bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn chiếm được tiên kinh? Lão nhân coi mộ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cụ thể nói cho ta một chút. Nhìn thấy lão nhân coi mộ thần sắc, Tiêu Phàm lại là nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Chí ít, lão nhân coi mộ hẳn là xác thực không có lừa gạt mình cái gì. Tiêu Phàm một lần này ngược lại là không có giấu giếm đám người, đem chuyện cụ thể qua giảng giải một lần, thậm chí bao gồm Long Vũ sự tình. Đám người một trận trầm mặc, nguyên lai, Tiêu Phàm vậy mà trải qua nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, Long Vũ vẫn là bị Tiêu Lâm Trần giết chết. Tiên quan, lão nhân coi mộ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, kinh ngạc tột đỉnh, lại là phảng phất minh bạch cái gì, thì ra là thế, đây chính là tạp mục đích, cái gì mục đích? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Tất cả những thứ này, còn phải từ một người khác nói lên. Lão nhân coi mộ sầm mặt lại, hít sâu một cái nói, không, chuẩn xác mà nói, hắn không phải một người, mà là một cỗ thi thể. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Một cỗ thi thể, Tiêu Phàm không cắt đứt lão nhân coi mộ mà nói, nội tâm lại là cực kỳ kinh ngạc, cái này cùng thi thể lại có quan hệ gì? Tiêu Phàm, người có nghe nói qua cương tộc, lão nhân coi mộ trầm ngâm thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, khó hiểu nói, cái này cùng cương tộc lại có quan hệ gì? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn nội tâm lại cảm giác được, một cái vô thượng bí mật chính đang hướng hắn hiện ra. Lão nhân coi mộ nhìn đám người một cái, cũng không có giấu giếm, nói các ngươi chỉ biết là tạp, lại là không biết, tạp là như thế nào đến a? Nói đến đây, lão nhân coi mộ lộ ra nhớ lại, chậm rãi nói. Nguyên lai, lúc trước nhân hoàng bọn họ đánh lui hỗn độn tiên linh tộc, vốn cho rằng có thể vạn tộc có thể khôi phục an bình. Ai ngờ, tạp xuất hiện, lần nữa phá vỡ cân bằng. Tạp dẫn đầu khư tộc nhất cử khống chế hỗn độn tiên linh tộc, lần nữa công kích vạn tộc. Vạn tộc vốn là vết thương chồng chất, ở đâu là khư tộc cùng lăn lộn ngưng tiên linh tộc liên thủ địch. Cuối cùng, nhân hoàng sáu đại cường giả đỉnh cao, bố trí xuống lục đạo luân hồi trận, đả thương nặng tạp. Nghe đến đây, Tiêu Phàm mấy người trở nên hoảng hốt. Chỉ là đả thương nặng tạp, mà không phải để tạp lâm vào ngủ say. Tạp cường đại, siêu vượt tất cả mọi người nhận thức, nếu như tiên vương cảnh phía trên, còn có mặt khác cảnh giới, không thể nghi ngờ, hắn chính là tiên vương phía trên. Lão nhân coi mộ thở dài, nói, vạn tộc sáu đại chí cường, mặc dù làm trọng thương tiên, nhưng bọn họ bản thân, cũng tử thương thảm trọng. Nhân hoàng, thiên số, đại quỷ tôn vẫn lạc, thái ma gần chết, cho dù là đại thần thiên, cũng bị trước đó chưa từng có trọng thương, hơn nữa vĩnh cửu hủy diệt nhục thân. Sáu đại chí cường, chỉ có luân hồi lão đầu miễn cưỡng sống tiếp, nhưng là chiến lực nửa tổn hại. Đám người nghe đến đây, trong đầu đã tự động bù đắp năm đó một trận chiến bi tráng. Mặc dù bọn họ đều không biết nhân hoàng bọn hắn thực lực, nhưng tuyệt đối là tuyệt đỉnh tiên vương. Dạng người này, bình thường mà nói đã vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng là, bọn họ cuối cùng vẫn lạc. Ngươi là nói, phong cấm thời không chi hà phía trước, nhân hoàng bọn họ liền đã vẫn lạc. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, kinh ngạc hỏi. Lão nhân coi mộ gật gật đầu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tất nhiên nhân hoàng bọn họ đã vẫn lạc, cái kia thời không chi hà phía trên lục đạo luân hồi phong ấn, lại là làm sao bày ra đây. Tiêu Phàm không nói, điểm này hắn xác thực hoài nghi. Nhân hoàng, đại quỷ tôn, thiên số ba người vẫn lạc, nhưng bọn hắn truyền thừa cũng không mất đi. Mà là truyền cho ba người. Lão nhân coi mộ tiếp tục nói. Nhân hoàng đồ đệ Bắc Thần Thiên Nam, cũng chính là các ngươi trong miệng thời không lão nhân, đại quỷ tôn đồ đệ Cửu U Tiểu Nhi, phân biệt chiếm được lục đạo luân hồi nhân đạo luân hồi cùng ngạ quỷ đạo luân hồi. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người có chút co lại, bọn họ tự nhiên biết rõ lão nhân coi mộ trong miệng Cửu U Tiểu Nhi là ai. Ngoại trừ Cửu U Ma Chủ, còn có thể là ai đây? Cũng chỉ có lão nhân coi mộ mới dám xưng hô Cửu U quỷ chủ vì tiểu nhi, hơn nữa hai người bọn họ còn không dám phản bác. Lão nhân coi mộ cũng không có quan tâm mọi người ý nghĩ, tiếp tục nói, đại thần thiên mặc dù nặng sáng tạo, nhưng cuối cùng lấy tàn hồn trạng thái sống tiếp. Hơn nữa, xúc sinh đạo trưởng khống giả thiên số trước khi chết đem xúc sinh đạo truyền thừa cho đại thần thiên. Mặt khác, thái ma mặc dù sắp gặp tử vong, nhưng là còn có một hơi thở, lại thêm luân hồi lão đầu. Lục đạo luân hồi chi lực cũng không thiếu thốn. Lấy luân hồi lão đầu cầm đầu,
Bọn họ 5 người liên thủ bày ra lục đạo luân hồi phong ấn, phong cấm thời không chi hà. Chỉ là về sau, đại thần thiên giả chết, chiếm đoạt thiên nhân đạo cùng xúc sinh đạo luân hồi truyền thừa. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nguyên lai, đây mới là chuyện chân chính chân tướng. Hắn trước kia mặc dù cũng đoán được một chút, nhưng tin tức 10 điểm phá toái, cũng không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ sẽ không sợ đại thần thiên phá mở lục đạo luân hồi phong ấn sao? Hoàng ma đột nhiên nhìn không được hỏi. Lục đạo luân hồi phong ấn, chỉ có tề tựu lục đạo luân hồi truyền thừa, mới có thể phá mở, hắn cho dù có được hai đạo luân hồi, cũng vô pháp làm đến. Lão nhân coi mộ lắc đầu. Tất nhiên bọn họ chết thì chết, thương thì thương, cái kia tạp đây. Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không hiểu. Tạp tất nhiên có thể giết người hoàng, đại quỷ tôn cùng thiên số, có lẽ hắn cho dù trọng thương, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng không mà nói, căn bản sẽ không có chuyện sau đó. Lúc ấy vạn tộc đến diệt tuyệt giáp danh, nhưng là tạp cho dù chiến lực bị hao tổn, cũng vẫn như cũ có lực đánh một trận, chỉ ít hủy đi vạn tộc là không có bất cứ vấn đề gì. Lão nhân coi mộ thở sâu. Nhưng mà, đột nhiên, lão nhân coi mộ lời nói xoay chuyển, ở tạp chuẩn bị đồ sát vạn tộc thời khắc, có một người xuất hiện. Cương tộc, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì? Không sai, chính là cương tộc. Lão nhân coi mộ nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, năm đó ta cũng chỉ là xa xa nhìn qua cương tộc chi chủ một cái, các ngươi biết không? Nói đến đây, lão nhân coi mộ nuốt nước miếng một cái, cương tộc chi chủ khuôn mặt, cùng tạp giống như đúc. Tê đám người nhìn không được hít một hơi lạnh. Cương tộc chi chủ chính là tạp, tạp chính là cương tộc chi chủ. Nếu là như vậy, cái kia vạn tộc lại có thể địch. Tiêu Phàm biết rõ cương tộc chi chủ rất mạnh, khẳng định hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cương tộc lai lịch đã vậy còn quá lớn, cùng tạp có lớn như vậy quan hệ. Cương tộc chi chủ, thừa dịp tạp trọng thương, giết tạp liên tục bại lui, cuối cùng lâm vào ngủ say, nhưng mà, thời điểm then chốt, hắn lại chia ra ba đạo phân thân. Lão nhân coi mộ hít sâu một cái nói. Về phần bản tôn, cũng là bị cương tộc chi chủ nuốt, cương tộc chi chủ cũng bởi vậy trở nên điên dại lên, cuối cùng mang theo cương tộc biến mất. Cho đến bây giờ, cương tộc chi chủ chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiêu Phàm bọn họ khiếp sợ tột đỉnh, mạnh mẽ như vậy tạp, lại bị cương tộc chi chủ cắn nuốt mất. Vậy tạp đến cùng sống hay chết, cương tộc chi chủ, rốt cuộc là tạp, hay là vẫn như cũ là chính hắn? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới lúc trước cùng Khương Thiên Mục đối thoại, khó trách Khương Thiên Mục đều không biết, cương tộc chi chủ cùng vạn tộc là địch hay bạn. Bất quá, Khương Thiên Mục lại nói cho hắn, chỉ ít hắn Khương Thiên Mục, sẽ không trở thành vạn tộc địch nhân. Cương tộc chi chủ cùng tạp ai sống ai chết, kỳ thật cũng không trọng yếu. Lão nhân coi mộ đột nhiên mở miệng nói, tương lai một ngày nào đó, chúng ta cũng phải đối mặt, vẫn là một cái vượt qua tiên vương cảnh đại địch. Người ý tứ là, cương tộc chi chủ cũng sẽ diệt sát vạn tộc. Tiêu Phàm nheo mắt. Ngươi nếu như cương tộc chi chủ, ngươi sẽ như thế nào làm? Lão nhân coi mộ nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát nói, cương tộc không cách nào sinh sôi, nhưng là khẳng định nghĩ lớn mạnh, ta nếu như hắn, cũng chắc chắn lớn mạnh cương tộc, mà biện pháp duy nhất, chính là nuôi nhốt vạn tộc, để vạn tộc biến thành cương tộc. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm ra đầu đều cảm giác run lên, kém chút nổ tung. Đúng vậy a, vô luận là tạp, vẫn là cương tộc chi chủ, tất nhiên đều là vạn tộc địch nhân, ai sống ai chết, căn bản không trọng yếu. Ta và Luân Hồi lão đầu cũng nghĩ như vậy, cho nên cuối cùng bọn họ đem tạp cùng cương tộc chi chủ, cùng bọn họ một chút cấp dưới, phong cấm ở thời không chi hà một chỗ khác. Lão nhân coi mộ thừa nhận Tiêu Phàm suy đoán. Ngay sau đó lại thần sắc mê ly nói, bất quá, đi qua dài đằng đẵng tuế nguyệt, hắn hơn phân nửa là tỉnh. Cho nên tạp mục đích, chính là tiến vào tiên ma động tìm kiếm biện pháp phá mở lục đạo luân hồi phong ấn. Tiêu Phàm ngữ khí cũng càng ngày càng ngưng trọng, toàn thân có chút lạnh. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Không sai, nếu không, hắn cũng không phải vội bị phái người tiến vào tiên ma động. Lão nhân coi mộ sắc mặt càng ngưng trọng thêm, đối chiến đại thần thiên, hắn không có áp lực quá lớn. Nhưng đối mặt tạp, không nói là hắn, liền xem như vạn tộc tất cả mọi người cộng lại, cũng vẫn như cũ có chút không thở nổi. Cái kia tiên quan, mới có thể phá mở lục đạo luân hồi phong ấn, bất quá. Lão nhân coi mộ tiếp tục nói, dựa theo lời ngươi nói, cái kia tiên quan hẳn là không cách nào mang đi.
Cho nên, hẳn còn có một vật, có thể làm đến, chỉ là cái này đồ vật, chúng ta đều không rõ ràng. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, chỉ là, vật kia thì là cái gì chứ? Ta lại không đi vào tiên ma động, làm thế nào biết? Lão nhân coi mộ đắng chát cười một tiếng, người lúc đó có phát hiện hay không địa phương gì đặc biệt. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, cẩn thận xem ở trong tiên ma động phát sinh tất cả. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bất quá hắn ngược lại là đoán được một điểm, nhưng cũng không tính nói cho đám người. Nếu như tạp mục đích thật là một thứ nào đó mà nói, cái kia Tiêu Phàm dám cam đoan, cái kia cái gì đã 8-9 phần 10 rơi vào Tiêu Lâm Trần trong tay. Lão bất tử, người đối tiên kinh hiểu bao nhiêu? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Lão nhân coi mộ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, người hỏi cái này làm gì? Lại nói, ta lại không tu luyện qua, làm sao biết? Tiêu Phàm có chút thất vọng, nhưng vẫn là truy vấn, con ta 8-9 phần 10 tu luyện tiên kinh, nhưng tu luyện về sau, tính tình đại biến, vì sao vậy? Lão nhân coi mộ nghe vậy, lộ ra vẻ trầm tư, hồi lâu mới nói, năm đó, Linh Hoàng cũng tu luyện một bộ tiên kinh, nhưng là cũng không có tính tình đại biến a. Bất quá, tiên kinh cường đại không cho phép hoài nghi, có thể tùy tiện để tu sĩ tu luyện tới tiên vương cảnh, thậm chí vượt qua tiên vương. Tiêu Phàm cau mày, lão nhân coi mộ hẳn là không tất yếu lừa gạt mình. Nhưng tất nhiên Linh Hoàng tu luyện tiên kinh không có gì đáng ngại, cái kia Tiêu Lâm Trần vì sao sẽ như thế? Mặt khác, hắn mặc dù không biết tạp là hạng người gì, nhưng cũng không có Tiêu Lâm Trần từ loại kia lạnh lùng. Nói cách khác, chỉ có Tiêu Lâm Trần mới có hơi vấn đề. Chẳng lẽ là hắn tu luyện tiên kinh có vấn đề? Nhân Hoàng cùng Luân Hồi lão đầu bọn họ đã từng phân tích, tiên ma động bên trong phải có 3 bộ tiên kinh, bây giờ xem ra, người nhi tử tu luyện hẳn là bộ 3 tiên kinh. Mặc dù không biết xuất hiện vấn đề gì, nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Lão nhân coi mộ lại bổ sung một câu. Tiên kinh chỉ có 3 bộ sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù không có nói cho đám người, nhưng là, hắn có thể khẳng định là, trong đầu của mình cái kia thần bí văn tự, cũng hẳn là một bộ tiên kinh a. Hơn nữa, hắn cũng là ở trong tiên ma động chiếm được. Kể từ đó, đây chẳng phải là 4 bộ tiên kinh. Chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng là, tiên kinh tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Lão nhân coi mộ lắc đầu. Tuy nhiên có người truyền văn, lúc trước 6 đại chí cường cũng đều tu luyện tiên kinh. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, bọn họ đều không có tu luyện tiên kinh, ngoại giới những lời đồn đại kia, đều vẻn vẹn chỉ là truyền văn mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng trong đầu lại là nghĩ đến một vấn đề khác. Tiêu Lâm Trần tiên kinh, có vẻ như cũng không phải là ở trong tiên ma động lấy được, mà là tại vô tận thiên khư ở bên trong lấy được. Lão bất tử, ngươi nói. Trừ bỏ tiên ma động, còn có hay không địa phương khác, khả năng có được tiên kinh? Tiêu Phàm cau mày hỏi. Khả năng không lớn, lão nhân coi mộ không đem lại nói chết, ta từng nghe Linh Hoàng nói qua, muốn có được tiên kinh, cần đại cơ duyên. Một ít người, cho dù tiên kinh bày ra ở tại trước mặt, cũng có khả năng sượt qua người, bởi vì tiên kinh không chỉ có chỉ là lấy văn tự tồn tại, sẽ còn xứng tương ứng tiên đồ. Tiên đồ, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên. Dường như bắt được điểm mấu chốt. Trong đầu hắn không lâu có một bộ bất hủ luân hồi đồ A, chẳng lẽ đây chính là tiên đồ? Chỉ cần phối hợp tiên đồ tu luyện, liền sẽ không đối tự thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Lâm Trần sở dĩ xảy ra vấn đề, là bởi vì hắn mặc dù tu luyện tiên kinh, nhưng cũng không có tiên đồ. Tiêu Phàm đem điểm này nhớ kỹ trong lòng, dù sao, Tiêu Lâm Trần cho tới bây giờ không nói với hắn tiên đồ sự tình, có lẽ hắn căn bản không có cái gì tiên đồ. Hơn nữa, nếu là như vậy, mình tới lúc có thể thử xem. Linh Hoàng là nói như vậy, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lão nhân coi mộ lắc đầu. Tiên kinh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn họ những cái này chưa bao giờ thấy qua tiên kinh người, lại làm sao biết nhiều như vậy bí mật đây. Linh Hoàng bị tạp giết chết, vậy hắn tiên kinh đây. Một bên thí thần đột nhiên mở miệng hỏi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, đây chính là tiên kinh a. Chẳng lẽ cứ như vậy bị mất? Không biết, có người đi tìm, bất quá toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Lão nhân coi mộ thản nhiên nói, tiên kinh có lẽ sớm đã tiêu tán ở giữa thiên địa. Đám người có chút thất vọng. Tiêu Phàm thần sắc mê ly, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm, người lần này mặc dù không có lấy được tiên kinh, nhưng là không cần thiết khí thỏa. Lão nhân coi mộ vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai,
kỳ thật ta đã sớm hẳn là nói cho ngươi, không muốn ôm hy vọng quá lớn. Ngươi phải cố gắng đột phá tiên vương cảnh, ta có loại dự cảm, Đại Thần Thiên sắp xuất quan. Đại Thần Thiên, Tiêu Phàm con ngươi hiện lạnh. Đại Thần Thiên dã tâm không nhỏ, hắn bản tôn sớm đã đạt đến hỗn nguyên tiên vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa nắm vững hai đạo lục đạo luân hồi chi lực. Lần này, hắn tiến vào tiên ma động tất nhiên cũng là vì tiên kinh, tất nhiên hắn đã thất bại, vậy liền sẽ không lại chờ. Lão nhân coi mộ trịnh trọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, chỉ có thể tạm thời thu hồi bi thương chi tâm. Tiên cấm kiếp địa hiện tại tình huống như thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi. Ngươi không cần lo lắng bọn họ, nhưng là không muốn hy vọng xa vời bọn họ sẽ đến giúp ngươi. Tạp mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn thủ hạ, nhưng không có kẻ yếu. Lão nhân coi mộ nhắc nhở nói. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Dứt lời, không đợi đám người phản ứng, lão nhân coi mộ phất ống tay áo một cái, bốn phía thời không biến hóa. Mấy ngày sau, đám người rốt cục trở về tiên ma giới vực ngoại tinh không. Tiêu Phàm, người lần này mặc dù không thể lấy được tiên kinh, nhưng là, cũng thành công ngăn trở tuyệt, tạp bên kia tạm thời không cần lo lắng, đợi ngươi đột phá tiên vương cảnh về sau, từ huyết u minh trở về, còn cần ngươi làm một chuyện. Lão nhân coi mộ đột nhiên vô cùng trịnh trọng nói. Tốt, Tiêu Phàm không có hỏi thăm sự tình gì, có thể nhìn lão nhân coi mộ thần sắc, nghĩ đến không phải là việc nhỏ. Lão nhân coi mộ mỉm cười, ngay sau đó bỗng tại chỗ biến mất. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm mang theo đám người hướng về tiên ma giới bay đi, không bao lâu liền về tới Vô Tận Thần Sơn. Diệp Thi Vũ cùng Tà Vũ đám người toàn bộ xông tới, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là một câu lời nói đều không nói, trực tiếp bế quan. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Diệp Thi Vũ nhìn lướt qua đám người, trong đôi mắt đẹp hơi nước bốc hơi, Lâm Trần đây. Long Vũ đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người một trận trầm mặc, bi thương cảm xúc ở lan tràn. Tiểu ma nữ, Lâm Trần còn sống. Nam Cung Tiêu Tiêu cắt đứt mọi người tâm tình bi thương, việc này nói rất dài dòng, ta chậm rãi nói cho ngươi. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Thời gian trôi qua, chớp mắt đi qua 3 tháng. 3 tháng. Vô Tận Thần Phủ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Một tòa đại điện bên trong, Tiêu Phàm giống như lão tăng ngồi xếp bằng, quanh thân tiên khí lượn lờ, như mộng như ảo. Tu La kiếm lẳng lặng lơ lửng tại hư không, thủ hộ ở bên người Tiêu Phàm, thỉnh thoảng phát ra trận trận kiếm minh. Ở Tiêu Phàm bên cạnh, có 6 đạo kỳ dị hư ảnh ngồi xếp bằng, hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. 6 đạo hư ảnh mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà lại có thể thấy rõ ràng, bọn họ mi tâm, có 6 đạo bất đồng thần văn. Tiêu Phàm sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, khóe mắt thỉnh thoảng nhảy lên, trên mặt hiện lên thống khổ. Hiển nhiên, hắn cuối cùng vẫn thử nghiệm tu luyện thể nội thần bí công pháp. Bản nguyên thế giới bên trong. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân mình bản nguyên đại đạo, lông mày vặn thành chữ xuyên. Ngoại giới mặc dù chỉ là đi qua 3 tháng thời gian, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là mấy ngàn vạn năm. Mấy ngàn vạn năm thời gian, hắn bản nguyên đại đạo vô hạn tăng trưởng, đã vượt qua Tiêu Lâm Trần cấp độ, đạt đến 9.000 mét. Cái này không chỉ có chỉ là tu luyện tiên kinh liền có thể làm được. Tiêu Phàm rời đi tiên ma động trước đó, góp nhặt vô số tinh quang tiên lực, lúc này mới có thể đạt tới một bước này. Phải biết, hắn cơ hồ đem tiên ma động tầng thứ 2 tinh vân bên trong tinh quang tiên lực cướp đoạt không còn, nhưng mà hắn lại thôn phệ dòng dã một nửa. Nhưng dù cho như thế, hắn bản nguyên đại đạo cuối cùng cũng dừng lại ở 9.000 mét, cũng không còn cách nào tăng trưởng một tia. Thời gian kế tiếp, Tiêu Phàm thử nghiệm cảm ngộ bản nguyên đại đạo, trùng kích tiên vương cảnh. Nhưng mà, mỗi lần đến điểm mấu chốt, hắn đều lấy thất bại mà kết thúc. Tiên vương cảnh, rõ ràng cách hắn chỉ là một đạo màng mỏng, lại giống như lạch trời đồng dạng, không thể vượt qua. Rốt cuộc là mất cái gì? Tiêu Phàm nghĩ mãi không thông, bất hủ luân hồi đồ. Hẳn là này tiên kinh phối hợp tiên đồ, hơn nữa ta đã ngưng luyện ra lục đạo luân hồi hư ảnh, vì sao vẫn như cũ không cách nào đột phá tiên vương cảnh. Điểm này, Tiêu Phàm làm sao cũng nghĩ không rõ. Không phải nói, tiên kinh có thể làm cho người tùy tiện đột phá tiên vương cảnh sao? Nhưng bản thân cái này đây tính toán là cái gì? Vẫn là ai, trong đầu mình thần bí công pháp, cũng không phải thật sự là tiên kinh. Người dạng này tu luyện, là không có thể đột phá. Đột nhiên,
tiên linh thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Không có thể đột phá. Tiêu Phàm nhíu mày, chẳng lẽ mình tu luyện sai? Tiên linh, ngươi nghe nói qua liên quan tới tiên kinh sự tình sao? Tiêu Phàm thở sâu, trịnh trọng hướng tiên linh thỉnh giáo. Đoạn này thời gian, hắn vẫn luôn là bản thân vùi đầu tu luyện, lại là quên, bên cạnh mình còn có tiên linh cái lão quái này vật. Ngươi tu luyện thực sự là tiên kinh. Tiên linh thân ảnh hiện lên, nhịn không được thở sâu, nói, liên quan tới tiên kinh sự tình, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, ta cuối cùng là có loại cảm giác, bản thân đã từng tiếp xúc qua tiên kinh. À, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem tiên linh. Cụ thể ta cũng không nói lên được, tiên linh nghẹo đầu, dường như quên đi cái gì, làm sao cũng nhớ không nổi đến, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tiên kinh là như thế nào đến sao? Ngươi lúc đó không phải nhìn thấy sao? Tiêu Phàm có chút im lặng nói. Tiên linh cau mày, là cái kia tiên quan. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngươi hẳn là không chỉ có chiếm được công pháp, còn chiếm được tiên đồ a. Tiên linh lông mày chậm rãi giãn ra mà ra. Lúc ấy xác thực chiếm được một bức tranh, bất quá cùng ta tu luyện bất hủ phong thiên đồ hòa làm một thể. Tiêu Phàm thở dài. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, ánh mắt hơi sáng nói, ngươi ý tứ là, ta cần đem bất hủ phong thiên đồ tách ra. Ta cũng không biết, tiên linh trầm tư mấy tức, nói, bất quá, ngươi có thể thử xem, nhưng là, phải tất yếu cẩn thận, liên quan tới bất hủ phong thiên đồ, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Bọn họ hẳn là khắc họa ở 108 khối bất hủ thiên địa bi phía trên, nhưng là, bất hủ thiên địa bi lai lịch rất thần bí. Bất hủ thiên địa bi có 108 khối, không phải 72 khối sao? Tiêu Phàm kinh ngạc. Lúc đầu đúng là 108 khối, nhưng là bọn chúng là một cái chỉnh thể, bất quá tiên cổ một trận chiến, bất hủ phong thiên bia bể nát không ít, về sau thái cổ thời đại trước đó bất hủ thiên địa bi cũng xuất hiện qua, nhưng chưa chắc là thật bất hủ thiên địa bi. Tiên linh suy nghĩ một chút nói. Dừng một chút, hắn lại nói, có thể hay không để cho ta xem một lần bất hủ phong thiên đồ. Tiêu Phàm ngược lại là không do dự, lấy tay vung lên, bản đầy đủ bất hủ phong thiên đồ hiện lên ở trước người. Ta đã thấy bất hủ phong thiên đồ, người lấy được bất hủ phong thiên đồ hẳn là hoàn chỉnh. Tiên linh hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ suy tư, không biết đang suy nghĩ gì. Bất hủ thiên địa bi, đến cùng là lai lịch gì? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Liên quan tới bất hủ thiên địa bi tin tức, hắn biết đến quá ít. Lai lịch cụ thể ta không biết, nhưng là, lúc đầu có thể truy tố đến tạp xuất hiện. Tiên linh thở sâu, nhớ lại nói, tạp năm đó muốn đổ sát vạn tộc căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà, ở vạn tộc nguy nan thời khắc, bất hủ thiên địa bi không hiểu xuất hiện, trấn áp tạp một đoạn thời gian. Hậu nhân hoàng bọn họ mới có thời gian liên thủ bố trí xuống lục đạo luân hồi trận, bằng không mà nói, căn bản là không có cách chống đối tạp. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, bất hủ thiên địa bi vẫn còn có lai lịch dạng này. Nói cách khác, chỉ cần tề tựu 108 khối bất hủ thiên địa bi, liền có thể trấn áp tạp. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nếu là ngươi có thể tề tựu, ngược lại không phải là không có hy vọng, đáng tiếc, tạp lúc trước xông phá 108 khối bất hủ thiên địa bi trấn áp, bất hủ thiên địa bi bị hắn đánh nát. Tiên linh lắc đầu. Tiêu Phàm có chút thất vọng, xem ra, muốn tề tựu 108 khối bất hủ thiên địa bi, hiển nhiên là không thể nào. Đúng rồi, bất hủ thiên địa bi, vì sao lại gọi là tế thiên chi môn? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhớ kỹ, tế thiên chi môn hình như là 72 khối. Đó là có người góp nhặt một chút bất hủ thiên địa bi mảnh vỡ, chế tạo thành tế thiên chi môn, kia hẳn là thái cổ thời đại mới bắt đầu. Tiên linh hồi tưởng nói, lúc ấy ta cũng sắp nửa ngủ nửa tỉnh, biết đến không nhiều, người muốn biết rõ, có thể đi hỏi luân hồi lão đầu, nếu ta đoán không lầm, tế thiên chi môn hẳn là dùng để đối phó tạp phân thân. Từ kết quả nhìn, tế thiên chi môn hiển nhiên cũng là thất bại, dù sao, nó 89/10 chỉ là bất hủ thiên địa bi mảnh vỡ luyện chế. Không đúng, bất hủ thiên địa bi không phải ba đại hỗn độn nguyên bảo một trong sao, nó không phải cùng bất diệt âm dương luân đụng nát sao. Làm sao biến thành là tạp đánh nát đây? Hơn nữa, theo ta được biết, bất hủ thiên địa bi cùng bất diệt âm dương luân không phải hủy ở tiên cổ thời đại, mà là hủy ở thái cổ thời đại mới đúng. Tiêu Phàm cau mày, cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Ta có thể khẳng định, bất hủ thiên địa bi là tạp đánh nát. Tiên linh ngữ khí hết sức chắc chắn nói, bất quá, có một chút người nói đúng rồi,
bất hủ thiên địa bi, đúng là cùng bất diệt âm dương luân va chạm hủy diệt. Nhưng là, bọn chúng cũng không phải là hủy ở thái cổ thời đại, mà là hủy ở tiên cổ thời đại. Người biết, bất diệt âm dương luân là của ai pháp bảo sao? Không phải ma tộc sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại, nhưng là hắn ngữ khí lại không còn khẳng định như vậy. So với hắn nghe được truyền văn, hắn càng tin tưởng tiên linh lời nói. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Bất diệt âm dương luân, lúc nào trở thành ma tộc? Tiên linh trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, cười lạnh nói, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc có được bất hủ thiên địa bi, ma tộc có được bất diệt âm dương luân, ngày kia vạn tộc thì sợ gì tạp. Không chỉ có như thế, ta nghe nói thái thượng vãng sinh chỉ có vẻ như cũng là ở ngày kia vạn tộc thiên nhân tộc trong tay. Tiêu Phàm lông mày càng ngày càng khóa chặt. Hắn luôn cảm giác, trong này có bí mật không muốn người biết. Vậy càng là cực kỳ buồn cười. Tiên linh khinh miệt lấy cười nói, ngày kia vạn tộc nếu là như vậy cường đại, lại không cần còn sót lại cẩu xuyễn đến nay. Nói đến đây, tiên linh dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi, người nếu biết ba đại hỗn độn nguyên bảo, có biết ba đại hỗn độn nguyên bảo lai lịch? Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu, hỗn độn nguyên bảo không phải thiên địa đản sinh tiên thiên bảo vật sao? Nhưng nghe tiên linh ý tứ, bọn chúng có vẻ như còn có những người khác trải qua. Ba đại hỗn độn nguyên bảo, chính là tiên kinh xen lẫn bảo vật. Tiên linh ngữ không kinh chết người không thôi nói. Tê Tiêu Phàm nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế kinh người bí mật. Hắn vẫn cho là ba đại hỗn độn nguyên bảo đản sinh tại hỗn độn, lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn chúng lại có lai lịch dạng này. Không đợi Tiêu Phàm tỉnh táo lại, tiên linh lại nói ra thứ nhất kinh thiên bí mật, không chỉ có như thế, muốn tu luyện tiên kinh, nhất định phải lĩnh hội hỗn độn nguyên bảo phía trên tiên đồ. Ngươi là nói, tiên đồ vốn là khắc họa ở hỗn độn nguyên bảo phía trên. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm. Không sai, tiên linh gật gật đầu. Ngươi lại là làm sao mà biết được, Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nhìn xem tiên linh. Cho tới nay, hắn đều cho rằng tiên linh chỉ là phong tiên sách linh, nhưng hiện tại xem ra, tiên linh thân phận sợ là không có đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể đối tiên kinh rõ ràng như vậy. Ta cũng không biết, những tin tức này một mực tồn ở trong đầu ta, nhưng là... Tiên linh đột nhiên lộ ra thống khổ, trong đầu ta thường xuyên toát ra một chút không rõ hình ảnh. Nhưng có thể là tiên cổ thời đại ta bị thương duyên cớ, thiếu sót một đoạn ký ức. Tiêu Phàm nghe vậy, nhìn về phía tiên linh ánh mắt biến, trong đầu toát ra một cái kinh người phỏng đoán. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Tiên linh tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Theo ta được biết, trong thiên hạ, chỉ có hai người tu luyện qua tiên kinh, một cái là Tạp, một người khác chính là. Tiêu Phàm thở sâu, nói, Linh Hoàng, khó trách Tiêu Phàm nghĩ như vậy. Tiên linh đối tiên kinh lý giải nhiều như vậy, coi như không phải Linh Hoàng, khẳng định cùng Linh Hoàng cũng có quan hệ rất lớn. Chỉ là, Linh Hoàng không phải đã chết rồi sao? Không đúng, Hoang Ma từng nói qua, Nhân Hoàng đã từng đã nói với phụ thân hắn, Linh Hoàng tương lai có lẽ còn có phục sinh một ngày. Nếu như tiên linh chính là Linh Hoàng, cái kia, cũng thật bất khả tư nghị. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nếu như tiên linh chính là Linh Hoàng, mà ở Nhân Hoàng bên cạnh ngốc qua một đoạn thời gian, Nhân Hoàng như thế nhận định Linh Hoàng có phục sinh khả năng, cũng liền không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Ta không phải là cái gì Linh Hoàng, tiên linh trước tiên lắc đầu phủ định, chỉ là trên mặt lại là đột nhiên lộ ra vô cùng thống khổ, dường như muốn phát điên. Được rồi, việc này cũng không trọng yếu, Tiêu Phàm vội vàng đổi chủ đề, nhưng hắn nội tâm lại là khẳng định mấy phần. Người nói bất hủ thiên địa bi là cùng bất diệt âm dương luân là va chạm hủy diệt, cái kia bất diệt âm dương luân, rốt cuộc là ai pháp bảo? Nói xong, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm tiên linh. Tiên linh nói hai kiện hỗn độn nguyên bảo là va chạm nhau vỡ nát, còn nói bất hủ thiên địa bi là bị Tạp đánh nát, hai cái này hoàn toàn tự mâu thuẫn a. Bất diệt âm dương luân, chính là cương tộc chi chủ pháp bảo. Tiên linh trầm giọng nói. Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tin tưởng tiên linh lời nói. Tiên linh dường như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, nói, lúc trước, bất hủ thiên địa bi trấn khốn Tạp, sau đó bị Nhân Hoàng bọn họ bố trí xuống lục đạo luân hồi trận trọng thương. Nhưng mà, Tạp cuối cùng vẫn là tránh thoát ra, giết ngược Nhân Hoàng, đại quỷ tôn cùng thiên số. Nhưng cũng tại lúc này,
một cái cùng tạp tướng mạo giống nhau như đúc người xuất hiện, cũng chính là cương tộc chi chủ. Cương tộc chi chủ cùng tạp đại chiến, tạp giảo hoạt đến cực điểm, lại tự động bị bất hủ thiên địa bi chấn áp, đáng tiếc lúc ấy bất hủ thiên địa bi đã bị hao tổn, lại bị tạp ngắn ngủi thao túng, cùng cương tộc chi chủ bất diệt âm dương luân va chạm nhau. Nhưng là, tạp cũng cuối cùng bị cương tộc chi chủ một ngụm nuốt vào, hắn cuối cùng đem hết toàn lực, thôi động pháp bảo của hắn, thái thượng vãng sinh chỉ chia ra ba bộ phân thân. Tiêu Phàm sớm đã ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nghe tiên linh ý tứ, thái thượng vãng sinh chỉ căn bản không phải thiên nhân tộc, mà là tạp. Cho nên, người nói bất hủ thiên địa bi là cùng bất diệt âm dương luân va chạm mà hủy diệt, cũng không sai, nhưng hắn cũng đồng dạng là bị tạp hủy đi. Tiên linh lại ý vị thâm trường nói bổ sung. Về phần như lời ngươi nói, thái thượng vãng sinh chỉ là thiên nhân tộc pháp bảo, đó là bởi vì, tạp mượn nhờ thái thượng vãng sinh chỉ chia ra ba bộ phân thân lúc, thái thượng vãng sinh chỉ bị cương tộc chi chủ đánh bay, vừa lúc đập trúng đại thần thiên. Đại thần thiên cũng thiếu chút bởi vậy vẫn lạc, nhục thân sụp đổ, nhưng cuối cùng may mắn sống tiếp. Cuối cùng, thái thượng vãng sinh chỉ rơi vào đại thần thiên trong tay. Nhưng thái thượng vãng sinh chỉ từ lâu bị cương tộc chi chủ sáng tạo, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá so với bất hủ thiên địa bi cùng bất diệt âm dương luân, kết quả tự nhiên là tốt hơn nhiều. Thì ra là thế, thiên nhân tộc thái thượng vãng sinh chỉ là như vậy lấy được. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, thái thượng vãng sinh chỉ vô cùng có khả năng đã bị đại thần thiên chữa trị, xem ra cũng là đại phiền toái. Không có khả năng, tiên linh trước tiên phủ định. Không ai có thể chữa trị hỗn độn nguyên bảo, trừ phi tu luyện tiên kinh người, mượn dùng tiên đồ lực lượng. À, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Nếu là như vậy, cái kia thái thượng vãng sinh trì, vẫn là phá toái. Có thể chữa trị thái thượng vãng sinh trì người, chỉ có tạp. Tiên linh hết sức bình tĩnh nói, về phần bất hủ thiên địa bi cùng bất diệt âm dương luân, sở dĩ rơi vào nhân tộc, yêu tộc cùng tay ma tộc, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn biết rõ, tiên linh nói tới 89 phần 10, cùng lão nhân coi mộ trước đó nói tới cũng không có quá lớn xuất nhập. Nói cách khác, tiên linh biết đến mới là đúng, mặt khác truyền văn, cũng vẻn vẹn chỉ là truyền văn mà thôi. Chờ, đột nhiên, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, nói chiếu như lời ngươi nói, hỗn độn nguyên bảo là tiên kinh xen lẫn pháp bảo, đây chẳng phải là đã sớm xuất hiện ba bộ tiên kinh. Có được thái thượng vãng sinh chỉ cùng bất diệt âm dương luân tạp cùng cương tộc chi chủ tu luyện tiên kinh, cái kia lấy được bất hủ thiên địa bi người đâu. Còn có, hỗn độn nguyên bảo tuy nói là đản sinh tại hỗn độn, nhưng chúng nó cũng là ở trong hỗn độn hỏa đản sinh. Nhưng hỗn độn hỏa, không phải có bốn loại sao? Theo lý thuyết, chẳng phải là phải có bốn bộ tiên kinh. Ai nói cho ngươi, hỗn độn hỏa có bốn loại? Tiên linh cười nhạo một tiếng. Không phải sao? Tiêu Phàm sững sờ. Chân chính hỗn độn hỏa chỉ có ba loại, về phần loại thứ tư. Tiên linh hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói chính là ba loại hỗn độn hỏa dung hợp mà thành một loại hoàn toàn mới hỏa diễm, hơn nữa ngọn lửa này, chỉ tồn tại ở trên lý luận. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Người ý tứ là, loại thứ tư hỗn độn hỏa không tồn tại. Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Hắn phát hiện hôm nay lấy được tin tức quá to lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Có tồn tại hay không, ta không biết, nhưng nếu là ba loại hỗn độn hỏa có thể dung hợp, chắc chắn trở thành trên đời cường đại nhất hỏa diễm, liền tạp đều muốn nhượng bộ lui binh. Tiên linh trịnh trọng nói. Nói như vậy, hỗn độn hỏa, hỗn độn nguyên bảo, tiên đồ, tiên kinh thiếu một thứ cũng không được. Tiêu Phàm đột nhiên cau mày. Trong đầu hắn thần bí công pháp dĩ nhiên cường đại. Hơn nữa hắn cũng đã nhận được tiên đồ, nhưng là không có hỗn độn hỏa cùng xen lẫn hỗn độn nguyên bảo. Như thế phân tích, cái kia công pháp của hắn chưa chắc là tiên kinh a. Không chỉ có là hắn, Tiêu Lâm Trần lấy được công pháp kia, cũng là như thế. Hắn lấy được thần bí công pháp không phải tiên kinh còn có thể lý giải, dù sao hắn cũng vô pháp tùy tiện đột phá. Nhưng Tiêu Lâm Trần lại là hết sức nhẹ nhõm đột phá đến tiên vương cảnh a, không phải tiên kinh thì là cái gì chứ? Cũng không hẳn vậy, tiên linh đột nhiên thở dài, hỗn độn hỏa tồn tại, là sinh ra hỗn độn nguyên bảo, mà hỗn độn nguyên bảo tồn tại, thì là khắc họa tiên đồ, bình thường mà nói, chỉ cần có tiên đồ cùng tiên kinh, chính là có thể tu luyện. Nhưng là có một chút, người nói phải rất khá, trên đời tiên kinh, tuyệt đối sẽ không vượt qua bốn bộ. Mặt khác,
Tiên kinh tính đặc thù ngươi hẳn là cũng biết, hắn là không thể nào truyền cho người thứ hai. Tiêu Phàm cau mày, thấp giọng trầm ngâm, Tạp tu luyện một bộ tiên kinh, Linh Hoàng tu luyện một bộ tiên kinh, Cương tộc chi chủ cũng có khả năng tu luyện một bộ tiên kinh, chỉ còn lại có cuối cùng một bộ. Nói cách khác, Tạp tu luyện hẳn là Thái Thượng Vãng Sinh Trì bên trên tiên kinh, Cương tộc chi chủ tu luyện thì là Bất Diệt Âm Dương Luân bên trên tiên kinh. Mà Linh Hoàng, tu luyện hẳn là Bất Hủ Thiên Địa Bi bên trên tiên kinh. Vậy ta cùng Lâm Trần lấy được công pháp, lại là chuyện gì xảy ra? Cũng không thể có bộ năm tiên kinh a. Nói đến đây, Tiêu Phàm không tự chủ được nhìn về phía tiên linh, hắn đối tiên linh thân phận lại có chút hoài nghi. Tiên linh nói hắn tiếp xúc qua tiên kinh, khả năng duy nhất, chính là tiếp xúc qua Bất Hủ Thiên Địa Bi bên trên tiên kinh a. Hắn không phải Linh Hoàng, là ai đây? Ngươi đừng quên, Linh Hoàng đã chết, tiên linh thần sắc như thường, không có nửa điểm dị sắc. Ngươi cùng ngươi nhi tử một người trong đó lấy được công pháp, nhất định là Bất Hủ Phong Thiên Bi bên trên. Nhưng ngươi có được Bất Hủ Phong Thiên Đồ, lại không cách nào tu luyện, vậy ngươi được đến công pháp, hẳn không phải là Bất Hủ Phong Thiên Bi bên trên. Có lẽ, ngươi nhìn thấy tiên quan, là kiện thứ tư hỗn độn nguyên bảo, cái kia lục đạo luân hồi đồ cùng trong đầu của ngươi công pháp, mới thật sự là một thể. Tiêu Phàm tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, có thể nghĩ đến Tiêu Lâm Trần bộ dáng. Hắn trong lúc nhất thời không dám tùy tiện thử nghiệm. Bất quá, hắn ẩn ẩn phát hiện, bản thân tìm được cứu Tiêu Lâm Trần phương pháp. Tiêu Lâm Trần sở dĩ hoàn toàn biến thành người khác, 89 phần 10 là tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, bởi vì hắn chưa hoàn chỉnh bản Bất Hủ Phong Thiên Đồ. Tiên Linh, người có phải hay không đã sớm biết tiên kinh sự tình, vì sao không nhắc nhở ta? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Từ tiên ma động rời đi sau liền ngủ mất. Vừa mới tỉnh ngủ sao? Nhìn xem ngươi một mực thử nghiệm, có chút không nhìn nổi. Tiên linh ngáp một cái. Tiêu Phàm mặt sạm lại, thiếu chút nữa thì văng tục. Đương nhiên, ta cũng chỉ là phỏng đoán, thử không thử, mấu chốt còn phải xem chính ngươi. Tiên linh lại thanh minh cho bản thân một câu, ngay sau đó liền không một tiếng động. Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu, thở sâu, hắn cuối cùng vẫn làm một cái quyết định. Kia liền là thử nghiệm tu luyện tiên kinh. Hắn xếp bằng ở bản nguyên đại đạo phía trên, vận chuyển thể nội công pháp, đồng thời dựa theo lục đạo luân hồi đồ phía trên đường vân vận hành tiên lực. Bỗng nhiên, bản nguyên thế giới tứ phương, đột nhiên quỷ dị xuất hiện vô số ánh sáng, giống như đầy trời đom đóm. Ở đen nhánh bản nguyên thế giới, cực kỳ dễ thấy. Loại cảnh tượng này, rất mộng ảo. Chỉ chốc lát sau, ánh sao đầy trời nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ thành từng đạo sợi tơ. Cấp tốc hướng về Tiêu Phàm chảy ra mà tới. Tiêu Phàm thân thể, dường như bao trùm lấy một tầng nhu hòa tiên quang, nhộn nhạo nước gợn gợn sóng. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, đây là một loại huyền diệu năng lượng, rất là bình thản, không có một chút cuồng bạo. Tiên ma giới, vô tận thần sơn. Tiêu Phàm giống như lão trung đồng dạng, quên đi bản thân. Nhưng ngoại giới, lại sớm đã sao động lên. Diệp Thi Vũ đám người nhao nhao xuất hiện ở vô tận thần điện phía trước quảng trường, kinh ngạc nhìn thiên địa tứ phương. Hư không bên trong, nhộn nhạo từng đạo thải sắc gợn sóng, răng đầy mỗi một tấc không gian, lưu quang bốn phía, như mộng như ảo. Đây là thiên địa tinh hoa, Nam Cung Tiêu Tiêu thấp giọng kinh hô. Giống như bản nguyên chi lực, nhưng là so bản nguyên chi lực càng thêm thuần túy. Tà Vũ nhíu mày, khó có thể che giấu nội tâm rung động. Các ngươi nhìn. Những cái kia dòng năng lượng hướng chỗ nào? Thí thần đột nhiên nhìn phía xa một tòa đại điện, chính là Tiêu Phàm nơi bế quan. Tất cả mọi người thần thái khác nhau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tiêu Phàm đang trùng kích tiên vương cảnh, đây là ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Hoàng ma đột nhiên nghĩ tới điều gì, lớn tiếng kêu lên, nhanh, tất cả mọi người tại chỗ bế quan, không thể bỏ lỡ, ta tới thay mọi người hộ pháp. Đám người nghe vậy, chỗ nào còn có thể bình tĩnh? Trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Làm trong hư không năng lượng gợn sóng xuyên qua bọn họ nhục thân thời khắc, bọn họ đột nhiên cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư sướng hết sức. Có ám thương tu sĩ, toàn bộ khôi phục nhanh chóng. Có gần đất xa trời lão nhân, đầu tóc bạc trắng vậy mà tại chậm rãi chuyển hóa trở thành hắc sắc. Còn có lần cận phá quan điểm mấu chốt người, trên người cổ động cường đại khí tức, vọt thẳng phá cuối cùng một cửa ải. Trùng kích tiên vương, phúc phận thương sinh, mọi người ở đây, chỉ có hoang ma chiến lực, cực kỳ kinh ngạc hướng về Tiêu Phàm bế quan cung điện,
trong lòng nỉ non nói, phụ thân lúc trước đột phá, cũng không có náo ra động tĩnh lớn như vậy a, tiểu tử này, thật chẳng lẽ chiếm được tiên kinh. Hoang ma thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua tiên vương cảnh là như thế nào đản sinh, nhưng là hắn vẫn như cũ bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ đến. Tiên vương sinh ra, dĩ nhiên sẽ xuất hiện không nhỏ thiên địa dị tượng, nhưng là chỉ sẽ xuất hiện ở trong phạm vi nhất định. Nhưng Tiêu Phàm trùng kích tiên vương cảnh sinh ra dị tượng, lại là bao phủ toàn bộ tiên ma giới. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm là làm được bằng cách nào, trừ bỏ tiên kinh. Trùng kích tiên vương cảnh trừ bỏ đòi hỏi thiên địa tinh khí, còn cần hấp thu bản nguyên lực lượng, sợ là bản nguyên thế giới gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hoang ma âm thầm trầm ngâm. Sự thật cũng là như thế, thời khắc này bản nguyên thế giới, vô tận tinh không dung chuyển, dường như tất cả lực lượng đều bị rút ra không còn, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm bản nguyên phân thân hội tụ. Mà bản nguyên đại đạo ở vào cái phạm vi này bên trong mặt khác tổ vương cảnh liền xui xẻo, bọn họ bản nguyên đại đạo dung chuyển bất an, dường như cảm nhận được cái gì sợ hãi sự tình, không ngừng run rẩy. Thậm chí, ẩn ẩn có loại bị trấn áp chi thế, dọa đến những cái kia tổ vương cảnh động cũng không dám động. Mà dưới chân bản nguyên đại đạo càng ngày càng kiên cố, tản ra đen kim sắc quang mang, giống như một đầu thông thiên đại đạo. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo chiều dài rốt cục bắt đầu tăng lên. Oanh, theo một tiếng kinh thiên nổ vang, bản nguyên đại đạo bỗng nhiên xông phá cuối cùng một cửa ải, đột phá 1000 mét. Ngàn mét tiên vương, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước. Lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Ngàn mét tiên vương, đây là tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo cơ bản tiêu chí. Dù cho Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo độ rộng đạt đến 9000 mét, dù cho Tiêu Phàm có được tiên vương cảnh chiến lực, nhưng vẫn như cũ chỉ là một cái tiên vương cảnh mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn mới tính được là chân chính tiên vương cảnh. Theo bản nguyên đại đạo ngàn mét cửa ải phá mở, Tiêu Phàm thân thể giống như khô khốc ao nước. Trong tinh không vô tận tinh quang cấp tốc tràn vào hắn thể nội. Tiêu Phàm cảm nhận được tinh quang lực lượng, lúc này mới ý thức được, tiên ma động phiến kia tinh vân, xác thực chính là tiên lực. Khó trách hắn mặc dù ẩn chứa kinh khủng sát phạt chi lực, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho hắn mở rộng tự thân bản nguyên đại đạo. Sau một khắc, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo, đột nhiên bắt đầu phi tốc tăng trưởng. 1100 mét, 1200 mét. Bản nguyên đại đạo mở ra tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng Tiêu Phàm lại là thần sắc bình tĩnh, dường như đã không cảm thấy kinh ngạc. Cũng phải, cái này vô số tuế nguyệt đến nay, hắn hấp thu luyện hóa vô số tinh quang tiên lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là tăng lên bản nguyên đại đạo độ rộng mà thôi, cũng không gia tăng bản nguyên đại đạo chiều dài. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, Tiêu Phàm đối bản nguyên đại đạo lĩnh ngộ trì trệ không tiến. Như vậy cũng tốt so, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo là một cái bồn nước. Bởi vì dung tích không có biến hóa, hắn tích góp nước đã đầy, lại cũng dung không được càng nhiều. Mà bây giờ, bồn nước dung tích phát sinh biến hóa, tự nhiên có thể chứa đựng càng nhiều nước hơn. Tiêu Phàm thở sâu, tâm thần thối lui ra khỏi bản nguyên thế giới. Nếu như cũng đã xông phá tiên vương cảnh cửa ải, tiếp xuống chính là nước chảy thành sông. Ngoại giới, Tiêu Phàm như trước đang dựa theo lục đạo luân hồi đồ vận chuyển cái kia thần bí công pháp. Ngoại trừ bản nguyên đại đạo chiều dài đã xảy ra biến hóa lớn bên ngoài, thay đổi lớn nhất, là hắn quanh thân vậy mà hiện lên 6 bóng người. Mỗi một bóng người đem so với trước đều rắn chắc thêm không ít, dường như muốn thực chất hóa. Tiên linh nói không sai, cái kia tiên quan, hẳn là kiện thứ tư hỗn độn nguyên bảo, lục đạo luân hồi đồ cùng công pháp kia mới là cùng một chỗ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Hắn cảm thụ được bản thân, phát hiện mình cũng không có phát sinh biến hóa đặc biệt. Hắn vẫn là hắn, không có trở thành không cảm tình chút nào cỗ máy giết chóc. Cái này khiến hắn trọng trọng nhổ một ngụm chọc khí. Hắn cũng càng ngày càng vững tin, Tiêu Lâm Trần sở dĩ xảy ra vấn đề, hơn phân nửa là bởi vì bất hủ phong thiên đồ nguyên nhân. Hắn vừa mới thử một cái, không có dựa theo hoàn chỉnh lục đạo luân hồi đồ tu luyện, một cỗ lực lượng vô danh bay thẳng não hải, kém chút nhường hắn không gian ý thức xuất hiện vết rách. Hoàn hảo hắn kịp thời dừng lại. Nhờ vậy mới không có xuất hiện vấn đề lớn. Lục đạo luân hồi đồ, nghĩ đến công pháp này hẳn gọi là lục đạo luân hồi kinh. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, nhìn về phía đại điện bên trong. Lại là phát hiện vô tận thiên địa tinh khí hội tụ mà tới,
sáp nhập vào sáu đạo hư ảnh. Nhưng hắn kinh hãi là, sáu đạo hư ảnh dường như sống lại đồng dạng, thể nội chậm rãi ngưng tụ ra sinh cơ. Sinh cơ, đây chính là sinh mạng thể cơ bản nhất thể hiện a. Cho dù là Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn này cho dọa cho phát sợ. Sáu bóng người này nhìn qua giống như phân thân, nhưng lại cảm giác cùng phân thân hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm thấy không rõ hình dạng của bọn hắn, nhưng là bọn họ trên người tán phát khí tức, hắn xác thực không thể quen thuộc hơn nữa. Vậy mà cùng Ngụy Tiên Trùng tán phát khí tức giống như đúc. Không đúng, Ngụy Tiên Trùng khí tức, không có sáu bóng người này khí tức thuần túy. Tiêu Phàm sợ ngây người. Phải biết, Ngụy Tiên Trùng thế nhưng là từ lục đạo luân hồi tiên nguyên lực lượng bên trong rút lấy ra a. Tự mình tu luyện lục đạo luân hồi kinh ngưng tụ thân ảnh, lại bị Ngụy Tiên Trùng còn muốn thuần túy cùng cường đại, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không sợ hãi. Lục đạo luân hồi kinh cùng tiên trùng, lại là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Oanh, cũng liền ở trầm ngâm thời khắc, quanh người hắn đột nhiên không hiểu ra sao cổ động mạnh mẽ khí tức, ở sau lưng hắn, vậy mà hiện lên một đạo to lớn hư ảnh. Tiêu Phàm giật mình, hắn biết rõ đây là bản thân thể chất dị tượng. Nhưng hắn cũng không thôi động a, làm sao sẽ tự động xông ra. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hắn thể chất dị tượng bên trong đạo kia chiến tiên hư ảnh, bỗng lấy tay một bàn tay, hướng về quanh người hắn sáu đạo hư ảnh chộp tới. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Loại tình huống này hắn gặp qua, lúc trước hắn lấy được Tu La Tổ Ma truyền thừa, hắn thể nội cũng có một đạo hắc ảnh, đó là Tu La Tổ Ma lưu lại, hơn nữa có một sợi ý niệm. Chẳng lẽ cái này chiến tiên hư ảnh cũng là? Tiêu Phàm muốn phản kháng, lại là phát hiện thân thể lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho trói buộc lại, hoàn toàn không thể động đậy. Mắt hắn trợn trợn nhìn thấy cái kia chiến tiên hư ảnh chỗ sâu bàn tay, sắp bắt lấy sáu đạo hư ảnh. A, Tiêu Phàm gầm thét, điều động toàn thân lực lượng, muốn tránh thoát, lại căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có loại cảm giác, sáu đạo hư ảnh nếu là bị cái kia chiến tiên hư ảnh bắt lấy, bản thân tuyệt đối không chỉ có chỉ là trọng thương như vậy kiêng kỵ. Tiêu Phàm, cẩn thận, tiên linh cũng cảm nhận được dị thường, lần nữa xông ra, kêu to nhắc nhở. Chỗ nào còn muốn tiên linh nhắc nhở, Tiêu Phàm đã sớm cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cái này thể chất dị tượng bên trong chiến tiên hư ảnh, rõ ràng không có Tu La Tổ Ma như vậy thiện ý. Ong ong cũng liền ở chiến tiên hư ảnh bàn tay sắp bắt lấy sáu bóng người thời khắc, Tiêu Phàm quanh thân bỗng trán phóng bạch quang thánh khiết, lấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ thành một đạo kết giới, đem chiến tiên hư ảnh bàn tay chống đối bên ngoài. Tiêu Phàm thấy thế, nhịn không được nhéo một cái mồ hôi lạnh. Hắn thở sâu, cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu của mình, bạch sắc thạch đầu chẳng biết lúc nào chủ động xuất hiện. Hơn nữa, nó vậy mà ngăn trở chiến tiên hư ảnh. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chiến tiên hư ảnh. Hắn có loại cảm giác, nếu như không phải bạch sắc thạch đầu kịp thời xuất hiện ngăn cản, chiến tiên hư ảnh, rất có thể sẽ nghiền nát hắn tu luyện sáu đạo phân thân. Tiêu Phàm, người thể chất dị tượng bên trong, tại sao có thể có hắn? Tiên linh quái khiếu, trong mắt vậy mà lộ ra hoảng sợ. Ai, Tiêu Phàm không hiểu ra sao, cho dù là hắn, cũng thấy không rõ chiến tiên hư ảnh khuôn mặt a. Hắn chỉ biết là cái này chiến tiên hư ảnh cực kỳ cường đại, lần trước trợ giúp bản thân chặn lại Thánh Thiên Sứ một kích mạnh nhất. Nếu không, hắn sớm đã chết ở Thánh Thiên Sứ trong tay. Tạp, tiên linh kêu to, nhịn không được lùi lại mấy bước. Tạp, Tiêu Phàm không hiểu, cái này cùng tạp có quan hệ gì. Chỉ là, khi hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy cái kia chiến tiên hư ảnh chân chính khuôn mặt thời khắc, hắn toàn thân cũng nhịn không được run một cái, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Không sai, chiến tiên hư ảnh hiển lộ chân thực khuôn mặt về sau, vậy mà cùng tạp giống như đúc. Tiêu Phàm hoảng hốt, khó trách Thánh Thiên Sứ nhìn thấy bản thân thể chất dị tượng, vậy mà lại lộ ra vẻ sợ hãi. Nghĩ đến, Thánh Thiên Sứ cũng nhận ra chiến tiên hư ảnh lai lịch. Nghĩ đến vừa mới chiến tiên hư ảnh đối tự mình tu luyện sáu đạo hư ảnh động thủ hình ảnh, Tiêu Phàm toàn thân có chút phát lạnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Không đúng, hắn không phải tạp, cẩn thận. Tiên linh lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Lời còn chưa dứt, dị biến lại xảy ra, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung. Số hiệu 09 siêu năng thế giới,
bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Không, chuẩn xác mà nói, là bị sáu đầu độc xà tập trung vào. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, sáu bóng người kia con ngươi vậy mà đồng thời mở ra, hơn nữa không hẹn mà cùng hướng về hắn đánh tới. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, bạch sắc thạch đầu xuất hiện, cũng không phải là vì ngăn cản chiến tiên hư ảnh, mà là vì ngăn trở sáu đạo hư ảnh công kích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, hắn lại là nhìn thấy, chiến tiên hư ảnh xuất thủ lần nữa, hắn lấy tay vung lên, trực tiếp xé ra thời không, ngăn đón Tiêu Phàm cùng sáu đạo hư ảnh kia, cùng tiên linh trực tiếp biến mất trong đại điện. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tinh hà xoay tròn, trời đất quay cuồng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, đã xuất hiện ở một mảnh minh mông tinh hải bên trong, tinh quang thôi sán, vô cùng vô tận. Ở hắn quanh thân, sáu bóng người tất cả đều thực chất hóa, mặt mũi cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Cả người khoác hắc sắc chiến giáp, bốn phía có mấy cái vòng xoáy đen kịt, tất cả tinh quang dường như tất cả đều bị nuốt vào, biến thành một mảnh sinh mệnh tuyệt địa, kinh khủng sát khí quay cuồng. Một cái toàn thân ăn mặc bạch sắc chiến bào, cầm trong tay tiên kích, quanh thân thiêu đốt lấy hừng hực bạch sắc hỏa diễm, một đôi bạch sắc trống giống con ngươi, dường như có thể thôn phệ vạn vật. Một cái hất lên trường bào màu xám, che khuất khuôn mặt, toàn thân đan xen màu xám cho sương mù, quỷ dị chính là, sau lưng mọc ra chín đầu màu xám cho cái đuôi, khí thế ngập trời. Một cái tử quang trùng thiên, lại nhìn qua không có thực thể, phiêu đãng tại hư không, hắn quanh thân không gian càng là hết sức vặn vẹo, phát ra trận trận ác quỷ tiếng gầm. Một cái đắm chìm trong đầy trời huyết sắc bên trong, hắn dáng người khôi ngô, chân đạp một cái biển máu, ở tại phía sau, hiện lên phiến phiến cao lớn mà nguy nga địa ngục chi môn. Cái cuối cùng toàn thân kim quang rạng rỡ, giống như một vòng kim dương, phía sau có một cái kim luân, đem hắn sấn thác thần thánh đến cực điểm, vạn pháp bất xâm. Lục đạo luân hồi, Tiêu Phàm thở sâu, kinh hãi không thôi, liếc mắt liền phân biệt ra sáu bóng người tán phát khí tức. Tu La đạo, Thiên Nhân đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, Nhân đạo. Tiêu Phàm kinh hãi tới cực điểm, đây là bản thân tu luyện ra được. Thế nhưng là, bọn họ vì sao sẽ ứng phó bản thân? Để cho Tiêu Phàm kinh hãi là, sáu người này, vậy mà từng cái đều tản ra tiên vương khí tức, hơn nữa không phải phổ thông tiên vương, thậm chí khả năng vượt qua hỗn nguyên tiên vương cảnh. Bản thân chỉ là đột phá một cái tiên vương cảnh mà thôi a, vậy mà náo ra tình cảnh lớn như vậy. Để sáu cái vượt qua hỗn nguyên tiên vương chí cường giả ứng phó bản thân. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, duy nhất nhường hắn vui mừng là, bạch sắc thạch đầu cùng chiến tiên hư ảnh vẫn như cũ đứng ở hắn phương này. Nếu không, bằng vào lục đạo luân hồi ma ảnh tán phát khí tức, hắn đều chống đỡ không nổi. Ong ong không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bạch sắc thạch đầu đột nhiên bạch quang hừng hực, bỗng nhiên bắn về phía Tiêu Phàm mi tâm. Một loại cảm giác nóng bỏng cuốn tới, Tiêu Phàm kinh hãi phát hiện, bạch sắc thạch đầu vậy mà không có tiến vào hắn thể nội, mà là giống như một viên bảo thạch khảm nạm ở hắn mi tâm. Bạch mang xen lẫn, toàn bộ tinh hải đều ảm đạm phai mờ. Cùng lúc đó, cái kia chiến tiên hư ảnh cũng bỗng thu nhỏ, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác mình khí tức trong nháy mắt tăng vọt. La Thiên Tiên Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương, đây là một loại không cách nào nói rõ lực lượng. Tiêu Phàm biết rõ La Thiên Tiên Vương rất mạnh, nhưng khi thiết thực cảm nhận được cỗ này lực lượng, hắn vẫn như cũ có chút mắt trợn tròn. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác, bản thân có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Dù cho Hỗn Nguyên Tiên Vương, hắn cảm giác cũng có thể tiện tay bóp chết. Hô hô, cũng đúng lúc này, sáu đạo ma ảnh đồng thời động, kinh khủng sát khí quét sạch, nhào về phía Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời càn khôn sụp đổ, long trời lở đất. Thiên địa, lục thải quang mang khuấy động, vô tận tiên đạo khí thức bành trướng, bao phủ hoàn toàn mảnh này thời không. Tiêu Phàm đồng thời cũng động, hắn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài. Tiên quang cuồn cuộn, bay thẳng cửu tiêu. Sáu đạo ma ảnh tốc độ không chậm mảy may, điên cuồng truy kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run, cho dù hắn giờ phút này có được vượt qua hỗn nguyên tiên vương chiến lực, có thể đối mặt sáu cái ngang nhau cấp độ người, hắn vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn biết rõ, hôm nay,
không giết chết sáu đạo này ma ảnh, chết đúng là hắn. Có bạch sắc thạch đầu cùng chiến tiên hư ảnh trợ trận, hắn có lực đánh một trận. Sau một khắc, Tiêu Phàm một kiếm chém ra, phóng tới địa ngục đạo ma ảnh, không có thi triển cái gì cấm kỵ chiến pháp. Đạt tới cái này đồng dạng cấp độ, tùy ý một đòn, liền có thể so với cấm kỵ chiến pháp. Một kiếm ra, địa ngục đạo ma ảnh dưới chân huyết hải bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết khí bao phủ hư không. Nhưng mà, địa ngục đạo ma ảnh lại là mặt không biểu tình, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi huyết đao, hung hăng chém về phía hắn. Một kích này nếu như chém chúng, dù cho Tiêu Phàm có được vĩnh hằng tiên thể, cũng tất nhiên sụp đổ, bỏ mình tại chỗ. Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, lực lượng khổng lồ chấn động đến cánh tay hắn run lên. Bất quá, hắn chung quy là chặn lại, hai mắt đỏ tươi, tay trái một chỉ điểm ra, đâm thẳng địa ngục đạo ma ảnh mi tâm. Địa ngục đạo ma ảnh lại là không tránh không né, sau lưng hắn phiến phiến địa ngục chi môn bên trong, đột nhiên bắn ra từng đầu tiên đạo thần liên, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, muốn đuổi bắt Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, mặt khác năm đạo ma ảnh công kích cũng mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm nơi nào còn dám chiến đấu, sáu đạo này ma ảnh mỗi người đều không kém gì hắn, một khi bị vây khốn, mình tuyệt đối có chết vô sinh. Hắn tốc độ tính nhanh, nhưng vẫn như cũ bị sáu đạo ma ảnh công kích đánh trúng, ngũ tạng lục phủ kém chút nổ tung, máu tươi không cầm được dâng trào. Tiêu Phàm sợi tóc lộn xộn, hơi có vẻ chật vật, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nếu như đối chiến một đạo ma ảnh, hắn không sợ hãi. Nhưng là đồng thời đối chiến sáu người, mỗi một bước đều cực kỳ hung hiểm, mang cho hắn áp lực, đạt đến xưa nay chưa từng có cấp độ. Chân hắn dẫm thời không na di thiểm ở trong tinh hải lưu lại từng đạo tàn ảnh, hiểm mà hiểm tránh thoát sáu đạo ma ảnh điên cuồng rảo sát. Nha, lục đạo luân hồi kinh có độc sao? Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi. Chính mình là tu luyện cái tiên kinh, đột phá tiên vương cảnh mà thôi, làm sao sẽ toát ra sáu cái kinh khủng như vậy quái vật? Bọn họ hiển nhiên là muốn đưa mình vào tử địa A. Đánh lại đánh không lại, làm sao bây giờ? Một mực chạy trốn, là không thể nào đánh bại bọn hắn. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Ai, Tiêu Phàm mãnh kinh, là ai ở nói chuyện với chính mình? Ngươi muốn tiếp tục sống sao? Thanh âm kia tiếp tục vang lên, có chút lạnh lùng, giống như thiên địa đạo thanh âm, chấn động đến Tiêu Phàm tê cả da đầu. Ngươi là tạp, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, hỏi dò. Bạch sắc thạch đầu mặc dù có linh, nhưng tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là chiến tiên hư ảnh. Năm đó Tu La Tổ Ma chính là ở hắn ma ảnh bên trong lưu lại một đạo ý chí, nhiều lần giúp hắn trốn qua mấy kiếp. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, muốn tiếp tục sống, nhất định phải giết bọn hắn. Thanh âm kia càng ngày càng băng lãnh, tràn ngập sát ý vô tận. Tiêu Phàm cũng bình tĩnh lại, bất kể có phải hay không là tạp, chỉ ít đối với mình không có ác ý. Như thế nào mới có thể giết bọn hắn? Tiêu Phàm thở sâu, chân thành thỉnh giáo. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Giết chết sáu đạo ma ảnh, Tiêu Phàm cũng muốn, có thể mấu chốt là hắn căn bản không có thực lực này. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất, chính là chiến tiên hư ảnh. Cường sát, Tiêu Phàm chờ đợi mấy tức, chiến tiên hư ảnh xác thực nói ra để Tiêu Phàm kém chút hộc máu đáp án. Cường sát, ta nơi nào có thực lực này, nếu không phải ngươi cùng bạch sắc thạch đầu hỗ trợ, bản thân đã ngỏm củ tỏi a. Ngươi nếu chính mình cũng không tự tin, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Chiến tiên hư ảnh nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ, lạnh lùng nói, chỉ ít, ngươi cảnh giới bây giờ, cùng chúng nó không có xuất nhập. Có thể sáu đạo này ma ảnh là nhất thể. Tiêu Phàm oán thầm. Ứng phó một người, hắn tự nhiên không sợ, ứng phó hai cái, hơi có chút áp lực, nhưng cũng không phải là không thể giết. Nhưng ứng phó ba cái, liền vượt qua hắn mức cực hạn. Lại càng không cần phải nói lúc này phải đồng thời ứng phó sáu cái. Bọn chúng cố nhiên là nhất thể, nhưng ngươi liền không thể đem bọn hắn tách ra sao? Chiến tiên hư ảnh ngữ khí càng ngày càng lạnh. Tách ra, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Đúng vậy a, chỉ cần đem bọn hắn tách ra, từng bước giết không được sao? Chỉ là, bản thân như thế nào mới có thể đem bọn hắn tách ra đây? Trên người ngươi không phải có bất hủ phong thiên đồ sao? Chiến tiên hư ảnh trầm giọng nói. Bằng vào ta thực lực,
Bất hủ phong thiên đồ tối đa chỉ có thể phong ấn một cái mà thôi, hơn nữa căn bản phong ấn không được bao lâu. Tiêu Phàm ngược lại là đã vừa mới nghĩ tới phương pháp này. Nhưng mà, hắn phong ấn một cái đã là cực hạn. Ai nói muốn ngươi đi phong ấn? Chiến tiên hư ảnh lạnh rên một tiếng. Không quan tâm ta, chẳng lẽ là ngươi? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một vệt sáng đột nhiên từ hắn thể nội bắn ra, rơi trên vai của hắn. Tiên linh, Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn lúc này mới phát hiện, tiên linh bị đồng thời truyền đến mảnh này không gian, lại chẳng biết lúc nào đã trốn vào hắn thể nội. Tiêu Phàm, nhanh để cho ta đi vào tránh một chút. Tiên linh liều mạng hướng Tiêu Phàm trong thân thể chui, làm thế nào cũng không chui vào lọt, dường như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở hắn. Tiên bối, tiên linh có thể phong ấn 6 đạo ma ảnh. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tiên linh thực sự là linh hoàng? Theo hắn phân tích, linh hoàng 89 phần 10 lấy được chính là bất hủ thiên địa bi phía trên tiên kinh, như tiên linh chân là linh hoàng, tùy hắn đến thôi động bất hủ phong thiên đồ, tất nhiên sẽ làm ít công to. Ta không phải là cái gì linh hoàng, thả ta ra. Tiên linh liều mạng giãy giụa. Hắn dù sao cũng là thiên vương cảnh tu vi a, nhưng giờ phút này lại là run lẩy bẩy. Ở 6 đạo ma ảnh trước mặt, hắn quả thực liền cái đệ đệ đều không phải. Năm đó một trận chiến, ngươi bị hủy diệt tất cả căn cơ, bị mất đại bộ phân ký ức, nhưng là, trách nhiệm của ngươi, vĩnh viễn đều khó có khả năng chạy thoát. Chiến tiên hư ảnh trầm trọng thanh âm vang lên. Nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên thoát ly Tiêu Phàm thân thể, một chỉ điểm tại tiên linh mi tâm, một vệt kim quang chui vào. Sau một khắc, tiên linh thần sắc trở nên ngây dại ra, trong đầu của hắn không rõ tràn ngập vô số lạ lẫm mà quen thuộc trí nhớ. Mấy tức về sau, tiên linh khí chất đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cặp kia thanh tịnh trong suốt con ngươi, trở nên thâm thúy tang thương lên. Ta còn sống, tiên linh tự nói, thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều. Nếu như nói mới vừa hắn giống như là một cái không dành thế sự hài tử, như vậy hiện tại, hắn thì là một cái sống năm tháng vô tận lão quái vật. Hơn nữa, nghe thanh âm vẫn là một cái nữ, có lẽ, dùng nàng để hình dung càng thích hợp hơn. Ngươi thực sự là linh hoàng, Tiêu Phàm mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng chân chính xác nhận tiên linh thân phận, hắn vẫn là kinh ngạc tột đỉnh. Tiêu Phàm, đem phong tiên sách cho ta, tiên linh không trả lời thẳng, ngữ khí lạnh lùng, giống như một tôn cao cao tại thượng nữ hoàng. Ngươi muốn phong tiên sách làm cái gì? Tiêu Phàm sững sờ. Ngươi không phải là cần bất hủ phong thiên đồ sao, muốn phong tiên sách thì có ích lợi gì? Bất quá hắn vẫn không do dự. Ngoan ngoãn lấy ra phong tiên sách. Sau một khắc, tiên linh đột nhiên động, há miệng hút vào, trực tiếp đem phong tiên sách nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó để Tiêu Phàm kinh hãi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy tiên linh thân thể bỗng biến hóa, biến thành một cái vóc người uyển chuyển nữ tử. Hắn đầu đội bạch sắc phương miện, một bộ bạch sắc quần lụa mỏng, cao cao tại thượng, hợp với một trương dung nhan tuyệt thế, nhất định chính là chân chính nữ hoàng tái sinh, đôi tròng mắt kia, băng lãnh vô tình. Quan sát cả đời. Cái này, Tiêu Phàm cực kỳ chấn động. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, hắn phát hiện tiên linh khí tức trên thân không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đạt đến vượt qua hỗn nguyên tiên vương cấp độ. Linh hoàng, đây mới thật sự là linh hoàng. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, mạnh như linh hoàng, vậy mà lúc trước vẫn là bị tạp đánh bại. Vậy tạp, lại phải làm sao khủng bố? Ta tới ứng phó trong đó hai người, còn dư lại bốn người. Vẫn như cũ phải dựa vào chính ngươi. Tiên linh, không, chuẩn xác mà nói là linh hoàng, lãnh đạm phun ra một câu, bỗng nhiên đánh về phía thiên nhân đạo cùng tu la đạo ma ảnh. Tiêu Phàm áp lực trong nháy mắt đại giảm, nhưng vẫn không có chính diện va chạm dự định. Ứng phó bốn người, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Tiểu tử, ta ngăn chặn hai người, ngươi cần phải mau chóng chém giết mặt khác hai cái. Chiến tiên hư ảnh để lại một câu nói. Trong nháy mắt thoát ly Tiêu Phàm thân thể, khóa chặt ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo ma ảnh. Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm là, chính hắn thực lực tạm thời không có rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, cũng không có thời gian nhường hắn nghĩ. Linh Hoàng cùng chiến tiên hư ảnh dĩ nhiên ngăn cản bốn đạo ma ảnh, vẫn như trước còn có địa ngục đạo ma ảnh cùng nhân đạo ma ảnh a. Hắn không biết chiến tiên hư ảnh từ đâu tới lòng tin. Cảm thấy hắn có thể đủ chém giết địa ngục đạo cùng nhân đạo ma ảnh. Các ngươi thực lực nhưng so với ta phải mạnh hơn,
vì sao không phải ta tới cuốn lấy hai đạo này ma ảnh, do các ngươi đến chém giết mặt khác ma ảnh đây? Phốc, địa ngục đạo cùng nhân đạo ma ảnh thừa dịp Tiêu Phàm thất thần thời khắc, hai đạo lăng lệ công kích, trong nháy mắt quái xuyên hắn lồng ngực, máu tươi chảy ra. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, dưới chân lóe lên, trong nháy mắt thối lui vô số vạn dặm. Như thế nào mới có thể tiêu diệt địa ngục đạo cùng nhân đạo ma ảnh? Tiêu Phàm sắc mặt hết sức âm trầm. Linh Hoàng cùng chiến tiên hư ảnh mặc dù tạm thời kéo lại mặt khác bốn đạo ma ảnh, có thể thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều a. Lúc này, địa ngục đạo cùng nhân đạo ma ảnh lấn người mà tiến, lần nữa giết tới phụ cận. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hiện tại thế cục, đối với hắn mà nói là tốt nhất. Nếu như này cũng không cách nào tiêu diệt hai đạo này ma ảnh, chờ đợi hắn đúng là tử vong. Giết, đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, hóa thân hình người ngọn lửa, đánh xuyên thời không, nhào về phía hai đạo ma ảnh. Kinh khủng tiên đạo lực lượng nở rộ, từng đạo tuyệt thế lăng lệ công kích chém về phía hai đạo ma ảnh bị Tiêu Phàm giết liên tục bại lui. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là bại lui mà thôi, cho dù bọn nó thân thể bị thương, cũng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đây quả thực là giết không chết quái vật a. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tâm thần dẫn ra lấy bất hủ phong thiên đồ, đánh ra từng đạo vòng xoáy thủ quyết, đầy trời phù văn bắn ra, hóa thành từng đạo tiên đạo thần liên, nhào về phía địa ngục đạo ma ảnh. Tiêu Phàm không thể không sợ hãi thán phục bất hủ phong thiên đồ cường đại, bản thân vậy mà thật tạm thời khóa lại nó. Hắn không do dự, công kích giống như mưa rơi nhào về phía còn dư lại nhân đạo ma ảnh. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ mặt cười. Tiêu Phàm điên cuồng xuất thủ, nhân đạo ma ảnh bị hắn giết không ngừng rút lui, thậm chí trở nên hư ảo rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Bản thân thật có thể giết chết nó. Tiêu Phàm thúc giục toàn thân lực lượng, cuồn cuộn tiên chi lực hội tụ ở tu la kiếm phía trên, giống như đen kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn hai tay giơ lên tu la kiếm, toàn lực chém xuống một cái. Chỉ một thoáng, thiên địa xé nát, hỗn độn tàn phá bừa bãi, hư không cắt đứt, thời không phá toái, tinh không mịt mùng triệt để biến trở thành hư vô địa phương. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, lạnh lùng hướng về cái kia to lớn hư vô. Cái này phải chết a. Tiêu Phàm thầm nghĩ, cái này đã là cơ hồ hắn lực lượng cường đại nhất. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người, toàn thân lạnh buốt, lông tơ dựng thẳng. Chỉ thấy cái kia hư vô, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang bắn ra mà tới, chớp mắt liền đi tới hắn phụ cận. Không chết, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cấp tốc dùng tu la kiếm ngăn tại trước người. Keng một tiếng, Tiêu Phàm thân thể bị đánh bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên, trên người vậy mà xuất hiện vô số vết rạn. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem nhân đạo ma ảnh, đều là không thể tưởng tượng nổi. Này cũng giết không chết, cái kia còn đánh như thế nào? Tiểu tử, người dạng này là giết không chết hắn, trừ phi tước đoạt hắn nhân đạo ấn ký. Chiến tiên hư ảnh thanh âm lần nữa truyền đến. Nhân đạo ấn ký, Tiêu Phàm không hiểu, lại là phát hiện, nhân đạo ma ảnh đổ nát kim sắc chiến bào phía dưới, lấp lóe lấy từng đạo kim quang, đó là một cái kỳ dị phù văn, giống như thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm. Sau lưng hắn phù văn kia, chính là nhân đạo ấn ký. Chiến tiên hư ảnh lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm mặt sạm lại, người nhà sao không nói sớm. Oanh, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang, lại là địa ngục đạo ma ảnh tránh thoát bất hủ phong thiên đồ tiên đạo thần liên, lần nữa hướng về hắn đánh giết mà đến. Bất quá một lần này, Tiêu Phàm không có kinh hoàng, có phía trước kinh nghiệm, hắn tự tin, mình có thể tiêu diệt nhân đạo ma ảnh. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, tránh đi nhân đạo ma ảnh công kích. Lần thứ hai thẳng hướng địa ngục đạo ma ảnh. Hắn thúc giục bất hủ phong thiên đồ lực lượng, lần thứ hai đánh ra từng đạo thủ ấn, chuẩn bị trấn phong địa ngục đạo ma ảnh. Nhưng mà lần này, địa ngục đạo ma ảnh dường như có phòng bị, vậy mà chủ động tránh đi, cùng nhân đạo ma ảnh tiền hậu giáp kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mí mắt trao lên, hắn đột nhiên cảm giác, cái này sáu đạo ma ảnh cũng không phải là vật chết, mà là có linh trí quỷ dị sinh vật. Nghĩ giết chết bọn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn nghĩ hướng chiến tiên hư ảnh thỉnh giáo, nhưng hắn không có chiến tiên hư ảnh như vậy thực lực, cũng không dám phân thần. Tất nhiên phong ấn không được,
vậy liền cường sát. Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng nhân đạo ma ảnh. Chí ít, hắn biết rõ nhân đạo ma ảnh nhân đạo ấn ký liền ở phía sau, cái này có thể so sánh hắn giết địa ngục đạo ma ảnh phải đơn giản rất nhiều. Chỉ là Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện, mình nghĩ nhiều lắm. Hắn tu la kiếm chạm tại nhân đạo ma ảnh phía sau, xé nát mảng lớn quang hoa, mắt thấy là phải đem nhân đạo ấn ký chia cắt xuống tới. Nhưng mà, hắn đột nhiên ngây dại. Chỉ thấy cái kia nhân đạo ấn ký đột nhiên biến mất không thấy. Lần nữa xuất hiện, cũng đã ở nhân đạo ma ảnh ngực. Hắn nha, còn có thể tự động cải biến nhân đạo ấn ký vị trí. Cái này còn làm sao giết? Không cách nào tước đoạt hắn nhân đạo ấn ký, căn bản liền giết không chết a. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào to, lột xác thành tu la thân thể hắn, phía sau cốt xí dương ra, thi triển thế gian cực tốc, một kiếm nổi giận chém mà ra. Tiên đạo khí tức cuồn cuộn, kiếm khí tàn phá bừa bãi, vũ trụ đều dường như bị hắn xé nát. Nhân đạo ma ảnh cực kỳ chật vật, thân thể bị Tiêu Phàm giết tàn phá không chịu nổi. Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, chỉ cần đem nhân đạo ma ảnh nhục thân từng chút xé nát. Hắn cũng không tin tước đoạt không được nhân đạo ấn ký. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bản thân lại muốn nhiều. Oanh một tiếng nổ vang, nhân đạo ma ảnh thân thể vỡ nát, hóa thành vô tận tiên lực tàn phá bừa bãi tứ phương. Nhưng mà, cái kia nhân đạo ấn ký, lại dường như hoàn toàn biến mất. Hỗn trướng, Tiêu Phàm gầm thét, lần thứ nhất cảm thấy như thế cố hết sức. Nhân đạo ma ảnh không phải đã bị mình giết chết sao? Có thể nhân đạo ấn ký tại sao không thấy đây? Tiểu tử, làm không tệ, nhân đạo ma ảnh bị ngươi giết chết. Chiến tiên hư ảnh thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn. Giết chết, nhưng ngươi không phải nói, chỉ có tước đoạt nhân đạo ấn ký, mới có thể giết chết nhân đạo ma ảnh sao? Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Làm Tiêu Phàm nghe được chiến tiên hư ảnh lời kế tiếp lúc, kém chút có loại xúc động mà chửi thề. Ngươi phải cẩn thận một chút. Nhân đạo ấn ký sáp nhập vào địa ngục đạo ma ảnh thể nội, địa ngục đạo ma ảnh thực lực, chí ít sẽ tăng vọt gấp 1. Chiến tiên hư ảnh nhắc nhở. Tăng vọt gấp 1, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy, hắn nha còn có thể chơi như vậy. Địa ngục đạo ma ảnh thực lực đã đủ cường đại, lại tăng vọt gấp 1, bản thân còn thế nào đánh. Nhưng không đợi hắn do dự, địa ngục đạo ma ảnh trên người khí tức trong nháy mắt bạo tăng, toàn thân chán phóng huyết sắc cùng kim sắc hai loại quang hoa, giống như thực chất. Xuyên qua tinh không. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt dâng lên vô tận quang mang, giống như nước diễm đồng dạng, thiên địa bị chiếu sáng sủa hết sức. Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, nhưng hắn giống như lục bình đồng dạng, bị địa ngục đạo ma ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhục thân đều kém chút nổ tung, xuất hiện vô số vết rạn. Hoàng kim huyết dịch dọc theo nhục thân vết rạn chảy xuôi mà ra, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Tiền bối, cái này sáu đạo ma ảnh rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao ta cảm giác bọn họ là có sinh mạng? Tiêu Phàm ra đầu hơi tê tê. Hắn cảm thấy, muốn giết chết sáu đạo ma ảnh, bản thân nhất định phải biết rõ ràng cái này sáu đạo ma ảnh lai lịch. Mặc dù địa ngục đạo ma ảnh dung hợp nhân đạo ma ảnh lực lượng, nhưng ít ra chỉ là một cái địch nhân, không dùng hắn phân tâm đa dụng. Chiến tiên hư ảnh không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, dường như là ở do dự cái gì. Không thể nói sao, Tiêu Phàm nhíu mày. Bọn họ là chết đi tiên, chiến tiên hư ảnh mở miệng nói. Tiên, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, trên đời thật sự có tiên sao? Tất nhiên bọn họ là tiên, vì sao sẽ trở thành tiên kinh một bộ phận? Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Hắn thấy, tiên công pháp tu luyện, hẳn là tiên kinh mới đúng a. Ngươi biết cái gì là tiên kinh sao? Chiến tiên hư ảnh đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu. Hắn làm sao biết cái gì là tiên kinh, chỉ biết là tiên kinh rất mạnh mà thôi. Tiên kinh, bản chất cũng không phải là cái gì công pháp, mà là chính là bản nguyên đản sinh hư vô quy tắc, ở hỗn độn hỏa rèn luyện phía dưới, qua vô tận tuế nguyệt hiển hóa mà một loại tiên đạo pháp tắc. Chuẩn xác mà nói, bọn chúng là một loại đặc thù tiên đạo đường vân, đương nhiên, bọn chúng đúng là có thể tu luyện, hơn nữa làm ít công to. Chiến tiên hư ảnh nói đến đây, do dự mấy thức mới tiếp tục mở miệng. Nhưng là, phàm là tu luyện tiên đạo pháp tắc người, đều sẽ gặp tiên đạo pháp tắc phản phệ. Bị cắn trả người, nhục thân mục nát, linh hồn tán loạn, nhưng lực lượng lại bị tiên đạo pháp tắc đoạn lưu lại, sáp nhập vào tiên đạo pháp tắc. Chẳng phải là nói, tiên kinh có độc, hơn nữa tu luyện người càng nhiều, lại càng độc,
Tiêu Phàm lần thứ hai bị địa ngục đạo ma ảnh đánh bay, hoảng hốt nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy, chiến tiên hư ảnh trầm ngâm mấy tức nói. Vậy, Linh Hoàng làm sao không có việc gì? Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngạc nhìn phía xa chiến đấu Linh Hoàng. Linh Hoàng cũng đồng dạng tu luyện tiên kinh, mặc dù hóa thân tiên linh, nhưng nàng cũng phải chết mới đúng a. Nhưng hiện tại, Linh Hoàng vậy mà phục sinh, hơn nữa còn có được đỉnh phong thực lực. Bởi vì, nàng là người đầu tiên tu luyện bất hủ thiên địa kinh, hơn nữa. Chiến tiên hư ảnh nhìn thoáng qua xa xa Linh Hoàng, nói, bất hủ thiên địa kinh rất đặc thù, chia làm thiên kinh cùng địa kinh. Nàng tu luyện bất hủ phong thiên kinh trước đó, cưỡng ép đem bất hủ thiên địa đồ bóc ra, cũng liền là hiện tại ngươi nhìn thấy bất hủ phong thiên đồ cùng phong thiên sách. Phong tiên sách kỳ thật hẳn gọi là bất hủ phong địa đồ càng thêm hợp lý. Lúc sắp chết, nàng đem bản thân tu vi một phân thành hai, một bộ phận bị bất hủ phong thiên đồ cướp đoạt, một bộ phận khác thì là phong ấn tại phong tiên sách. Tiêu Phàm nghe vậy, hoảng sợ không thôi. Nếu là thật sự như chiến tiên hư ảnh nói tới, vậy trước mắt Linh Hoàng, chẳng phải là chỉ là nàng đỉnh phong thời kỳ, một nửa tu vi. Chờ, đột nhiên. Tiêu Phàm lại nghĩ tới điều gì, ta cũng đã nhận được bất hủ phong thiên đồ, bên trong phong ấn Linh Hoàng một nửa khác tu vi. Không, chiến tiên hư ảnh lại là hủy bỏ Tiêu Phàm lời nói, người lấy được bất hủ phong thiên đồ, chỉ là hắn đường vân mà thôi, không phải chân chính bất hủ phong thiên đồ, chuẩn xác mà nói, chỉ là bất hủ phong thiên đồ lạc ấn mà thôi. Làm sao sẽ, Tiêu Phàm vạn phần không hiểu. Chân chính bất hủ phong thiên đồ có thể thực chất hóa, người có thể lấy ra sao? Chiến tiên hư ảnh giải thích một câu. Lấy ra, Tiêu Phàm tự nhiên là không thể nào cầm ra được, hắn tối đa cũng chỉ là có thể diễn hóa bất hủ phong thiên đồ thần văn quỹ tích. Mặc dù hắn đường vân hẳn là cùng chân chính bất hủ phong thiên đồ giống như đúc, nhưng là, hư đúng là hư. Không đúng, ta được đến lục đạo luân hồi đồ, cũng không phải thực thể a. Tiêu Phàm nhíu mày. Sau một khắc, hắn thử nghiệm điều khiển bất hủ phong thiên đồ giải phong lục đạo luân hồi đồ. Nhưng hắn mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra, một bộ cực kỳ huyền ảo tiên đồ hiện lên ở trước mắt hắn, trừ bỏ lục đạo luân hồi đồ, còn có thể là cái gì? Lục đạo luân hồi đồ toàn thân chán phóng quang mang chói mắt, cùng phong tiên sách rất giống nhau. Hắn nhanh chóng tránh đi địa ngục đạo ma ảnh công kích, lấy tay đụng vào, lại có loại kỳ diệu cảm nhận. Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, lục đạo luân hồi đồ vậy mà thật là thực thể. Nhưng nếu là thực thể... Nó lại làm sao có thể bị bất hủ phong thiên đồ trấn áp đây? Thở sâu, Tiêu Phàm nhanh chóng thu hồi lục đạo luân hồi đồ, hắn kinh ngạc phát hiện, địa ngục đạo ma ảnh ở nhìn thấy lục đạo luân hồi đồ một sát na kia, trở nên càng điên cuồng lên. Người vận khí không tệ, người lấy được lục đạo luân hồi đồ lúc, sáu đạo ma ảnh vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say, nếu không phải ngươi tu luyện, cũng sẽ không kích thích bọn họ, lúc này mới có thể bị bất hủ phong thiên đồ lạc ấn phong ấn. Chiến tiên hư ảnh thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng tương tự, người vận khí lại rất không tốt, sáu đạo ma ảnh bên trong lực lượng, xa so với người tưởng tượng hiếu thắng. Dừng một chút, hắn còn nói ra một câu để Tiêu Phàm kém chút sợ quá khóc mà nói. Bởi vì, cái này sáu đạo ma ảnh, cũng giữ lại ta một phần tư tu vi. Tiêu Phàm nghe nói như thế, toàn thân run rẩy dữ dội. Chiến tiên hư ảnh đỉnh phong thời kỳ thực lực, hắn không biết, nhưng là... Bằng vào hắn một đạo ý thức thể, liền có thể ngăn trở hai đạo ma ảnh, cũng đủ để có thể thấy được sự khủng bố. Mấu chốt là, sáu đạo ma ảnh, không nhất định vẻn vẹn giữ lại hắn một tu vi cá nhân. Tiền bối, người cũng tu luyện lục đạo luân hồi kinh. Tiêu Phàm kinh hãi hỏi. Mặc dù hắn biết rõ đây là nói nhảm, nhưng hắn vẫn như cũ muốn biết một cái xác định đáp án. Không sai, chiến tiên hư ảnh đáp lại, không chỉ có như thế. Ta cũng tu luyện bất diệt âm dương kinh cùng thái thượng vãng sinh kinh. Bất diệt âm dương kinh, thái thượng vãng sinh kinh, chiến tiên hư ảnh hắn đều tu luyện qua. Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh, ngươi nha là biến thái sao? Tiên kinh khủng bố như thế, ngươi vậy mà tu luyện ba bộ, không chết ngươi lại chết ai? Hắn thấy, một bộ tiên kinh cũng đủ để cho tiên vương cảnh chí mạng, lại càng không cần phải nói đồng thời tu luyện ba bộ. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm thở sâu, một bên run rẩy địa ngục đạo ma ảnh, vừa nói, ta cùng cương tộc chi chủ, cùng ngài lại là quan hệ như thế nào? Khó trách Tiêu Phàm sẽ như thế đặt câu hỏi, hắn vừa mới nhìn thấy chiến tiên hư ảnh khuôn mặt, căn bản chính là cùng tạp giống như đúc a. Nếu như nói bọn họ không có quan hệ,
đánh chết hắn cũng không tin. Chiến tiên hư ảnh dừng một chút, trầm giọng nói, ta liền là tạp, cái gì? Tiêu Phàm con người co rụt lại, sợ không kịp đề phòng ở giữa, bị địa ngục đạo ma ảnh đánh trúng, nửa người kém chút nổ tung, hoàng kim huyết dịch chảy ra. Chân hắn dẫm thời không na di thiểm, cấp tốc lóe ra mấy trăm vạn dặm, hết sức hoảng sợ nhìn phía xa chiến tiên hư ảnh, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Chiến tiên hư ảnh là tạp, làm sao có thể, tạp nhưng là muốn hủy đi tiên ma giới A, mà hắn lại muốn cứu bản thân, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Hơn nữa, cương tộc chi chủ cùng tạp cũng có được giống nhau như đúc khuôn mặt, hai cái kia người có phải hay không cũng có quan hệ đây. Người có thể như thế lý giải, bọn họ cùng ta là nhất thể, nhưng là, bọn họ lại cùng ta có chút khác biệt. Chiến tiên hư ảnh suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm nghe được có chút mộng bức, cái gì gọi là một thể, lại có chút khác biệt. Vậy các ngươi đến cùng phải hay không cùng là một người? Ngươi nhìn thấy tạp cùng cương tộc chi chủ, đều là ta một loại ý niệm, chỉ là, bọn họ sau khi ta chết, phân biệt nắm trong tay ta linh hồn cùng nhục thân. Chiến tiên hư ảnh lại giải thích nói. Tiêu Phàm ngạc nhiên, hắn biết rõ chiến tiên hư ảnh lai lịch không nhỏ, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến địa vị lớn như vậy. Liên tạp cùng cương tộc chi chủ, cũng chỉ là hắn một loại ý niệm mà thôi. Thất thần thời khắc, Tiêu Phàm bị địa ngục đạo ma ảnh một chảo đánh xuyên ngực, đau đến nó nhe răng trợn mắt, ngũ tạng lục phủ phá toái. Tiêu Phàm biểu tình dữ tợn, tu la kiếm hung hăng chém xuống địa ngục đạo ma ảnh đầu. Ngay sau đó một chỉ điểm ra, kinh khủng tuế nguyệt chi giới điên cuồng rảo sát lấy địa ngục đạo ma ảnh nhục thân. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, tất nhiên ngươi chính là tạp, tạp chính là ngươi, vì sao ý niệm của ngươi, muốn hủy đi tiên ma giới? Trong miệng ngươi tạp, là ta ác niệm, mà cương tộc chi chủ, thì là ta thiện niệm, ác niệm không nhận bất luận cái gì quy tắc trói buộc, gánh chịu lấy hủy diệt, tà ác. Chiến tiên hư ảnh giải thích nói. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trong đầu tất cả nghi hoặc tất cả đều cởi ra, hít sâu một cái nói như vậy, ngươi mới thật sự là tạp bản thân, chủ đạo tất cả, mà tạp tương đương với ngươi bản ngã, hoành hành không sợ, mà cương tộc chi chủ, thì là ngươi chân ngã, hoàn mỹ không một tỷ vết. Ngươi loại thuyết pháp này rất chuẩn xác, chiến tiên hư ảnh thanh âm có chút bất ngờ, có loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác. Dừng một chút hắn lại nói, ta lúc đầu phân liệt hai loại ý niệm, vốn là nghĩ đến có thể đồng thời tu luyện ba bộ tiên kinh, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Bất quá, nói trở lại, ta còn phải may mắn ý nghĩ ban đầu, tách ra hai loại ý niệm, cũng chia lìa ta một nửa tu vi. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Phàm sắc mặt tối đen, ngươi nha, tại sao ta cảm giác ngươi là khoe khoang đây? Oán thầm sau, Tiêu Phàm lại không thể không thừa nhận, chiến tiên hư ảnh thực lực xác thực cực kỳ biến thái. Tách ra một nửa tu vi ra đời tạp cùng cương tộc chi chủ, hai người tương đương với chỉ là kế thừa hắn một phần tư tu vi, lại như cũng như thế biến thái. Một phần tư tu vi, liền áp tiên ma giới không thở nổi. Nếu như kế thừa hắn một nửa tu vi, còn đến mức nào? Chờ chút, người nói, chỉ có bất hủ thiên địa kinh không người tu luyện qua, chiếu người ý tứ, mặt khác ba bộ tiên kinh, đều có người tu luyện qua. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn thấy, chiến tiên hư ảnh đã đủ cường đại. Nhưng nghe hắn ý tứ, ở hắn trước đó, còn có mạnh hơn hắn. Không sai, chiến tiên hư ảnh đáp lại nói. Là ai? Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Cụ thể ta cũng không biết, chiến tiên hư ảnh thở dài. Người xem như may mắn, lúc trước ta tu luyện lục đạo luân hồi kinh, gặp phản phệ, cùng sáu đạo ma ảnh đại chiến, cơ hồ tiêu hao hết bọn hắn tu vi. Mà ta tự thân tu vi, cũng còn thừa không có mấy, cuối cùng ta thua rồi, còn dư lại tu vi bị bây giờ sáu đạo ma ảnh hấp thu, nếu không. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, nghe người nói như vậy, ta bây giờ đối mặt sáu đạo ma ảnh, đều là ngươi cái kia một phần tư tu vi không sai biệt lắm hao hết còn dư lại. Ngươi nha! Đỉnh phong thời kỳ rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Còn dư lại tu vi còn thừa không có mấy, chia ra thành sáu đạo ma ảnh, vẫn như cũ có được vượt qua hỗn nguyên tiên vương chiến lực. Nếu là người khác nói ra câu nói này, Tiêu Phàm nhất định cho là hắn đang khoác lác. Nhưng lời này từ chiến tiên hư ảnh trong miệng nói ra, hắn lại không chút do dự tin tưởng. Khó trách tạp cường đại như thế, dù sao, hắn nhưng là có được chiến tiên hư ảnh một phần tư tu vi. Tiền bối. Người khi đó vì sao không tu luyện bất hủ thiên địa kinh? Tiêu Phàm nghi ngờ nói.
Chiến Tiên Hư Ảnh thở dài nói, Bất Hủ Thiên Địa Kinh là về sau mới xuất hiện, cuối cùng rơi xuống trong tay nàng. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ trong miệng hắn nàng là ai, dĩ nhiên chính là Chỉ Linh Hoàng. Nàng cũng là có đại năng lực, vậy mà ngăn cản Bất Hủ Thiên Địa Kinh phản phệ, hơn nữa mạnh mẽ đem Bất Hủ Thiên Địa Kinh một phân thành hai, nếu không phải bản ngã xuất thủ, nàng có lẽ là ta biết, một cái duy nhất thành công tu luyện tiên kinh người. Tiêu Phàm không khỏi nhìn chằm chằm Linh Hoàng một cái, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao tạp muốn giết Linh Hoàng. Thành công tu luyện Bất Hủ Thiên Địa Kinh Linh Hoàng, nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, nàng tuyệt đối có đủ thực lực đối kháng tạp. Tạp cảm nhận được nguy cơ, lúc này mới ra tay giết Linh Hoàng. Nói như vậy, lúc trước Bất Hủ Thiên Địa Bi cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là Linh Hoàng thao túng. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt. Hiển nhiên, cái này cùng tiên linh nói tới có rất lớn xuất nhập. Nhưng là, tiên linh mất đi đại bộ phân ký ức, nhớ sai cũng hợp tình hợp lý. Tự nhiên, nàng là ở trong tiên ma động chiếm được Bất Hủ Thiên Địa Bi, vốn ta sở dĩ giết nàng, là muốn chiếm lấy Bất Hủ Thiên Địa Bi bên trên Bất Hủ Thiên Địa Kinh. Nhưng nàng đem hết toàn lực, dùng Bất Hủ Thiên Địa Bi tạm thời trấn áp bản ngã, cũng đem Bất Hủ Phong Thiên Kinh đưa vào một cái khác thời không, bản ngã dưới cơn nóng giận, đại khai sát giới. Chiến Tiên Hư Ảnh đáp lại nói, mà khi đó, chân ngã vừa lúc xuất hiện, ngăn trở bản ngã, nàng một sợi ý thức lấy còn sót lại xuống tới, Bất Hủ Thiên Địa Bi cùng Bất Diệt Âm Dương Luân song song hủy diệt. Tiền bối lại là làm sao lưu lại cỗ này ý thức thể. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng tiêu hóa những tin tức này. Hắn nghĩ không hiểu, Chiến Tiên Hư Ảnh khi đó đã chết à, vì sao sự tình gì đều biết rõ rõ ràng ràng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Người công pháp tu luyện, hẳn là Vô Tận Chiến Điển cùng Tu La Cửu Biến a. Đó là ta sáng tạo công pháp, Chiến Tiên Hư Ảnh ngữ không kinh chết người không thôi nói. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức. Hôm nay lấy được tin tức quá to lớn, hắn trong lúc nhất thời không tiêu hóa nổi. Vô Tận Chiến Điển, không phải Tu La Tổ Ma sáng tạo công pháp sao? Tu La Cửu Biến, là ta từ A Tu La Đạo lĩnh ngộ được, phối hợp Vô Tận Chiến Điển tu luyện tới cực hạn, liền có thể luyện thành vĩnh hằng tiên thể. Ta một sợi ý thức ký thác vào lục đạo luân hồi chi lực bên trong, ngươi chiếm được ngụy tiên chủng, lục đạo luân hồi chi lực mặc dù có thể không đáng kể. Nhưng phối hợp vĩnh hằng thiên thể, cũng đủ làm cho ta ý thức tỉnh lại. Bản ngã cùng chân ngã nhìn thấy tất cả, ta đều biết rõ. Chiến Tiên Hư Ảnh lại giải thích nói, hắn ngữ khí cũng có chút thổn thức. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, hắn không nghi ngờ Chiến Tiên Hư Ảnh mà nói, bất quá, hắn lại phát hiện mình có quá nhiều vấn đề muốn từ Chiến Tiên Hư Ảnh trong miệng đạt được đáp án. Tiên bối, tiên chủng cùng khư tộc lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi, dù là có khả năng bị địa ngục đạo ma ảnh trọng thương. Bởi vì hắn biết rõ, có chút nghi vấn, giờ phút này nếu như không làm minh bạch, về sau khả năng cũng không có cơ hội nữa. Tiên chủng là ta bị sáu đạo ma ảnh phản phệ phía trước, cưỡng ép bóc ra lục đạo luân hồi chi lực, mà tiên nguyên, thì là ta một phần tư tu vi ngưng tụ mà thành, nguyên bản ta cho rằng, đây có lẽ là duy nhất có thể đối kháng sáu đạo ma ảnh lực lượng. Bất quá! Ta lại như thế nào cũng không nghĩ đến, người vậy mà chiếm được tu luyện Bất Hủ Thiên Địa Kinh nàng. Chiến Tiên Hư Ảnh cảm thán nói, về phần khư tộc, chẳng qua là bản ngã sáng tạo chủng tộc. Tạp sáng tạo, Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khư tộc cường đại hắn nhưng là tự mình thấy qua. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, khư tộc dĩ nhiên là tạp sáng tạo. Tiền bối, lúc trước ngươi nếu như không phân ly tiên chủng cùng một phần tư tu vi, có lẽ có thể giết chết sáu đạo ma ảnh. Tiêu Phàm thật sâu thở dài. Nếu như Chiến Tiên Hư Ảnh thành công giết chết sáu đạo ma ảnh, tu luyện lục đạo luân hồi kinh, có lẽ liền không có chuyện sau đó đã xảy ra. Không, ai ngờ Chiến Tiên Hư Ảnh xác thực phủ nhận Tiêu Phàm ý nghĩ, sáu đạo ma ảnh xa so với ngươi tưởng tượng mạnh, ngươi bây giờ nhìn thấy sáu đạo ma ảnh, chỉ là bọn hắn hóa thân mà thôi, ta lúc đầu đối phó, cũng chỉ là hóa thân. Hóa thân, Tiêu Phàm kinh hãi, run rẩy nói, vậy bọn họ chân thân. Ta nói, bọn họ là vẫn lạc tiên. Chiến Tiên Hư Ảnh nói một cách vô cùng trịnh trọng, bọn họ vẫn lạc chân thân, ở tiên ma động chỗ sâu nhất, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi gặp được. Tiên ma động, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng vội vàng, tiên ma động chỗ nào? Chiến Tiên Hư Ảnh lại là thật lâu không có trả lời Tiêu Phàm vấn đề, hồi lâu mới nói, chờ ngươi có thể đi đến nơi đó, tự nhiên sẽ biết rõ, mà ta, chẳng qua là một cái người dò đường mà thôi.
Tiêu Phàm nghe được chiến tiên hư ảnh bất đắc dĩ. Tiêu Phàm càng là cảm giác áp lực sơn đại, liền chiến tiên hư ảnh đều như vậy, hắn lại như thế nào có thể địch. Tốt, nói cũng quá nhiều. Không đợi Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, chiến tiên hư ảnh lại nói, ngươi nếu ngay cả bọn họ hóa thân đều giết không chết, cũng không tư cách nhìn thấy bọn họ chân thân. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Nguyên bản hắn cho là mình đột phá tiên vương cảnh, đã đủ cường đại, nhưng bây giờ, liền nhìn thấy sáu đạo ma ảnh chân thân tư cách đều không có. Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân biết bao nhỏ bé, sáu đạo ma ảnh mới thật sự là cường đại. Bất quá, cái này cũng khơi dậy Tiêu Phàm vô tận chiến ý, mình nếu là liền sáu cỗ hóa thân đều giết không chết, lại như thế nào đối phó bọn hắn chân thân đây? Tiêu Phàm bộc phát ra vô tận chiến ý, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Giết, gầm lên một tiếng, hắn một kiếm chém ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa hung uy. Cái gì bản nguyên tuyệt kỹ, cái gì cấm kỵ chiến pháp, tất cả đều bị hắn quên hết đi. Hắn thi triển, chỉ là thuần túy kiếm đạo. Địa ngục đạo ma ảnh bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay, vùng hư không này vỡ nát, nổ tung, hỗn độn khí mãnh liệt, giống như khai thiên tích địa một dạng. Rõ ràng chỉ là thông thường một đòn, lại hoàn toàn không thua nghịch loạn bát ma đao. Đây chính là Tiêu Phàm bây giờ chân chính thực lực, cũng là hắn lực lượng vị trí. Hắn đã đột phá đến tiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo độ rộng càng là đại đạo 9.000 mét, kinh khủng như vậy gia trì, cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa bạch sắc thạch đầu cùng chiến tiên hư ảnh lực lượng gia trì, vượt qua hỗn nguyên tiên vương, hắn cũng giết không tha. Địa ngục đạo ma ảnh mặt không biểu tình, nó vốn chỉ là một bộ hóa thân, chỉ biết là sát phạt, không có linh trí, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thống khổ. Bị Tiêu Phàm đánh bay, nó nửa người nổ tung, ma khí bành trướng. Tiêu Phàm ở lồng ngực của nó, thấy được một đạo huyết kim sắc phù văn, hắn biết rõ, đó là địa ngục đạo ấn ký cùng nhân đạo ấn ký dạng dung hợp. Thân hình hắn lóe lên, một kiếm chém ra, điên cuồng rảo sát lấy địa ngục đạo ma ảnh. Một bàn tay, cấp tốc hướng về cái kia lục đạo luân hồi ấn ký chộp tới. Mắt thấy Tiêu Phàm bàn tay sắp chạm đến lục đạo ấn ký thời khắc, địa ngục đạo ma ảnh bỗng nhiên nổ tung, năng lượng kinh khủng đem Tiêu Phàm hất bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong lòng càng là giận mắng không thôi, hắn nha, cái này địa ngục đạo ma ảnh không phải là không có linh trí sao? Nó làm sao sẽ tình nguyện lựa chọn tự bảo, cũng không để cho mình lấy được lục đạo ấn ký đây. Một tiếng ầm vang, nơi xa một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Chỉ thấy linh hoàng bị thiên nhân đạo cùng tu la đạo ma ảnh đánh bay ra ngoài, váy dài nhuốm máu, khí tức trên thân rớt xuống không ít. Siêu một tiếng, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở linh hoàng trước người, lo lắng nói, ngươi thế nào? Địa ngục đạo cùng nhân đạo ma ảnh luân hồi ấn ký, bị bọn họ hấp thu. Linh hoàng con người băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm nheo mắt, thiên nhân đạo cùng tu la đạo ma ảnh phân biệt dung hợp một đạo luân hồi ấn ký. Chẳng phải là hai đạo này ma ảnh thực lực bạo tăng gấp một. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Bình thường mà nói, địch nhân bị giết một cái, hẳn là càng ngày càng yếu mới đúng. Nhưng cái này sáu đạo ma ảnh, lại là mỗi chết một cái, thực lực của bọn nó lại càng mạnh. Cứ tiếp như thế, nếu như cuối cùng chỉ còn lại có một đạo ma ảnh, vậy thật ra thì lực còn không phải nghịch thiên. Ta tạm thời phong ấn một đạo ma ảnh, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Linh Hoàng cũng không quay đầu lại nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, nàng hai tay kết ấn, ở sau lưng nàng, bỗng hiện ra một chương phức tạp phù văn bức tranh, phía trên phủ đầy rậm rạp chằng chịt hắc sắc phù văn. Bất hủ phong địa đồ, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới cái này tiên đồ danh tự, hắn thử nghiệm nhớ kỹ bất hủ phong địa đồ phía trên phù văn, lại là phát hiện, rất khó nhớ kỹ. Cũng không phải hoàn toàn không nhớ được, loại này cảm giác hết sức kỳ lạ. Liền tựa như vừa mới nhớ kỹ, lại trong nháy mắt quên lãng. Tiêu Phàm cũng không có cưỡng cầu, tiên kinh sở dĩ thưa thớt, không phải liền là bởi vì người bình thường căn bản là không có cách nhớ kỹ sao. Dù cho đồng dạng tu luyện tiên kinh hắn, có được tiên vương cảnh tu vi, cũng giống như thế. Còn lo lắng cái gì, giết thiên nhân đạo ma ảnh. Linh Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, bỗng quát lên. Tiêu Phàm giật mình, lại là phát hiện. Tu la đạo ma ảnh bị vô cùng vô tận tiên đạo thần liên trói buộc, trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát được.
Thiên nhân đạo ma ảnh thấy thế, bỗng nhiên hướng về Linh Hoàng đánh giết đi. Tiêu Phàm nơi nào sẽ để nó đạt được, cầm kiếm chém ra, đầy trời kiếm khí giống như tinh quang một dạng bắn về phía thiên nhân đạo ma ảnh. Thiên nhân đạo ma ảnh cánh sau lưng đột nhiên dương ra, vô cùng vô tận đao quang bắn ra, cùng đầy trời kiếm khí đụng vào nhau, kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Cảnh tượng này tương đối khủng bố, dư ba liên y khuếch tán, đều có thể tùy tiện hủy diệt vô tận tinh vực. Vô số tinh thần yên diệt, dường như chưa từng có tồn tại qua. Tiêu Phàm mắt lộ ra hung quang, vọt thẳng vào hủy diệt tính trong hắc động, cường sát thiên nhân đạo ma ảnh. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm thân thể bay ngược mà ra, máu me khắp người, nửa người xuất hiện vô số vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Sau lưng, thiên nhân đạo ma ảnh truy sát mà ra, nó cũng chẳng tốt đẹp gì, mấy đôi cánh bẻ gãy, bạch quang vần quanh, vô luận như thế nào đều phục hồi như cũ không được. Nhưng là, nó không có thống khổ, ý niệm duy nhất chính là giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, bất hủ phong thiên đồ hiện lên, tiên quang bốn phía, từng đạo tiên đạo thần liên nở rộ. Hư không ào 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 rung động, tiên đạo thần liên từ bốn phương tám hướng khốn trụ thiên nhân đạo ma ảnh. Giết, Tiêu Phàm thúc giục bản nguyên đại đạo lực lượng, toàn thân tiên quang bành trướng, hội tụ thành một kiếm, dường như chém ra vạn cổ, cắt đứt thời không. Thiên địa tất cả, đều dưới một kiếm này yên diệt. Thiên nhân đạo ma ảnh giơ thẳng lên trời gào thét, ra sức tránh thoát, từng đầu tiên đạo thần liên đứt đoạn, cuốn lên vô tận tiên lực phong bạo. Ở nó kéo đứt một đầu cuối cùng tiên đạo thần liên một sát na kia, Tiêu Phàm kiếm khí rốt cục rơi xuống, tiêu diệt thời không, nghiền nát càn khôn. Tiêu Phàm đứng sừng sững tinh không, lặng lặng nhìn cái kia mênh mông hỗn độn hắc động. Chờ đợi mấy tức, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rút lại một chút, lại là nhìn thấy thiên nhân đạo ma ảnh mặc dù vết thương chồng chất, không có một chỗ song địa phương tốt. Nhưng là, nó xác thực còn sống. Một đám biến thái, Tiêu Phàm thấp giọng giận mắng. Tu luyện đến nay, vẫn luôn là người khác gọi hắn biến thái, hắn cũng chưa bao giờ phản bác. Lấy hắn thiên phú, quả thật có chút biến thái. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới phát hiện, so với chính mình biến thái người, vẫn như cũ vẫn tồn tại. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là sáu đạo hóa thân mà thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, sáu đạo ma ảnh chân thân sẽ như thế nào khủng bố. Nếu không phải là có bạch sắc thạch đầu, chiến tiên hư ảnh cùng Linh Hoàng hỗ trợ, một lần này hắn tất nhiên ngỏm củ tỏi. Hắn không thể không thừa nhận, bằng vào hắn bản thân vừa mới đột phá tiên vương cảnh thực lực, sáu đạo ma ảnh hắn một cái đều khó có khả năng đánh thắng được. Dù sao, hắn thực lực bản thân, cũng liền so đại bộ phận La Thiên Tiên Vương mạnh một chút mà thôi. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Phàm lại không chần chờ chút nào, hắn thúc giục kiếm khí, hóa thành một đạo chớp lóe, phóng tới thiên nhân đạo ma ảnh. Thật vất vả đả thương nặng thiên nhân đạo ma ảnh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Nếu như liền dung hợp hai đạo luân hồi ấn ký thiên nhân đạo ma ảnh, hắn đều giết không chết, lại dựa vào cái gì kiên trì đến cuối cùng. Phốc, Tiêu Phàm tự nhiên hóa thân kiếm khí, xuyên qua thiên nhân đạo ma ảnh, triệt để ma diệt hắn ma thân. Nhưng mà, khi hắn muốn vồ xuống luân hồi ấn ký thời khắc, cái kia dung hợp hai đạo ấn ký luân hồi ấn ký, vậy mà quỷ dị biến mất. Tiêu Phàm sầm mặt lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tu La đạo ma ảnh. Chỉ thấy Tu La đạo ma ảnh khí tức tăng vọt, không gian chung quanh đều đang sụp đổ, gắng gượng tránh thoát Linh Hoàng trói buộc, khí tức lần thứ hai nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Linh Hoàng, người đi giúp tiền bối. Tiêu Phàm thở sâu, một bước ngăn tại Linh Hoàng trước người. Cẩn thận, hắn đã dung hợp bốn đạo luân hồi ấn ký. Linh Hoàng còn là lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng, nhịn không được khuyên bảo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Bốn đạo luân hồi ấn ký mà thôi, nếu như này cũng đánh không lại, đưa qua phía dưới làm sao đối chiến dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký sáu đạo ma ảnh đây. Hơn nữa, hắn cũng đã làm xong tùy thời đối chiến dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký ma ảnh chuẩn bị. Hắn đều có thể giết chết sáu đạo ma ảnh, Linh Hoàng cùng chiến tiên hư ảnh liên thủ, khẳng định cũng có thể làm được. Nếu như xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ma ảnh tử vong, bọn họ luân hồi ấn ký, tất nhiên sẽ tề tụ một thể, hóa thành chân chính lục đạo luân hồi ấn ký. Khi đó, mới là Tiêu Phàm lo lắng nhất. Hắn không cách nào tưởng tượng, dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký ma ảnh, sẽ cường đại đến như thế nào cấp độ.
Hiện tại ta có thực lực, cuối cùng không phải ta bản thân lực lượng chân chính. Tiêu Phàm nội tâm thở dài. Hắn bản nguyên đại đạo độ rộng dĩ nhiên khủng bố, có thể cho hắn thực lực mang đến gấp 9 gia trì. Nhưng là, hắn bản nguyên đại đạo chiều dài, cho hắn gia trì quá ít, vẻn vẹn chỉ có gấp 3 mà thôi. Đối mặt tu la đạo ma ảnh, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Giết, Tiêu Phàm không chần chờ, hét lớn một tiếng, dẫn theo tu la kiếm liền xông tới, chiến ý giạt rào, tiên đạo khí tức bành trướng. Oanh, lại là một đòn kinh thiên động địa, nhưng mà lần này, Tiêu Phàm cũng là bị chấn động bay ra ngoài. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là dung hợp 4 đạo luân hồi ấn ký mà thôi, nếu như chờ nó dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký, còn đến mức nào? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút do dự. Mình rốt cuộc có nên hay không để chiến tiên hư ảnh cùng linh hoàng giết chết xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ma ảnh đây? Xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ma ảnh một khi tử vong, bọn họ luân hồi ấn ký, tất nhiên cùng tu la đạo ma ảnh hòa làm một thể. Thế nhưng là không giết nó lại muốn giết mình a. Tiền bối, các ngươi có thể hay không triệt để tước đoạt một đạo luân hồi ấn ký? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Hắn lờ mờ cảm giác, bản thân cực hạn, chính là dung hợp võ đạo luân hồi ấn ký ma ảnh. Rất khó, chúng ta có thể thử xem. Chiến tiên hư ảnh đáp lại. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối sẽ làm đến, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký ma ảnh đáng sợ đến cỡ nào. Tạ, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, thần sắc hết sức nghiêm túc cùng trịnh trọng, đối mặt dung hợp 4 đạo luân hồi ấn ký tu la đạo ma ảnh, hắn không dám chút nào chủ quan. Siêu, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, tu la đạo ma ảnh toàn thân ma khí trùng thiên, che khuất bầu trời, khủng bố chân chính tiên ma hoành không đồng dạng, vồ giết về phía Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liên tiếp chém ra vô số kiếm, bản nguyên đại đạo bị hắn thôi động đến cực hạn. Kiếm khí chán phóng vạn đạo lợi mang, sắc bén bước nhân, cùng tu la đạo ma ảnh hung hăng bành trướng cùng một chỗ. Chảm, Tiêu Phàm gầm thét, thanh âm vang vọng tinh không, một tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng nét bùa chú, một cái tay khác không ngừng vũ động, kiếm khí thịnh phóng. Tinh không, kiếm quang khuấy động, phù văn liên miên. Tiêu Phàm muốn cưỡng ép trấn phong tu la đạo ma ảnh, cũng cường sát hắn. Phốc, một đạo hắc quang từ hỗn độn lỗ đen nở rộ. Đánh xuyên phù văn phong ấn, vỡ nát ức vạn giảm tinh không, chấn động thiên địa bát hoang. Ngay sau đó, một bóng người lần nữa hiện lên ở Tiêu Phàm trước mắt. Tiêu Phàm nhìn thấy thân ảnh kia, kinh ngạc không hiểu. Thời khắc này tu la đạo ma ảnh vậy mà biến bộ dáng, phía sau có một đôi hắc sắc cốt xí, đầy miệng răng nanh, toàn thân đen như mực, vậy mà cùng Tiêu Phàm tu la biến thân giống như đúc. Không chỉ có như thế, trong tay nắm lấy một chuôi đen nhánh tuyệt thế thần kiếm. Hết sức bức nhân. Tiêu Phàm nội tâm hoảng hốt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tu la đạo ma ảnh không chỉ có dễ dàng xông phá hắn trấn phong, hơn nữa còn biến thành tu la chi thể. Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình thường trở lại, chiến tiên hư ảnh cũng đã có nói, vô tận chiến điển cùng tu la cửu biến, là hắn sáng tạo công pháp, hơn nữa tu la cửu biến hay là từ tu la đạo suy diễn ra. Hiện tại bộ dáng, có lẽ mới là tu la đạo ma ảnh chân chính thực lực. Tiêu Phàm cảm thấy có chút bực bội, hắn rõ ràng tu luyện lục đạo luân hồi kinh, kết quả là không cách nào thi triển thì cũng thôi đi, lại còn phải chém giết lục đạo luân hồi kinh bên trong ma ảnh hóa thân. Ông, tu la đạo ma ảnh thân hình lại cử động, cuốn lên vạn đạo ma quang, nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kiệt lực chống đối, nhưng vẫn như cũ bị giết không ngừng rút lui, trong miệng máu tươi cuồng phún, vĩnh hằng tiên thể chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống. Không hổ là dung hợp 4 đạo luân hồi ấn ký, quả thực tuyệt thế khủng bố. Tiêu Phàm thể nội ta vô tận chiến huyết điên cuồng thiêu đốt, quanh thân đan xen kim sắc khí diễm, giống như thế gian cường đại nhất hỏa diễm đang thiêu đốt. Rốt cục, Tiêu Phàm chặn lại tu la đạo ma ảnh thế công. Đang lúc hắn khẽ thở phào thời điểm, nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng. Tiểu hữu, cẩn thận, chiến tiên hư ảnh lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Phàm dư quang nhìn thấy. Xúc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ma ảnh đồng thời nổ tung. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng có loại xúc động mà chửi thề. Phốc, bỗng nhiên, tu la đạo ma ảnh thực lực lần thứ hai tăng vọt, một kiếm nổi giận chém mà ra, kiếm khí thần quang giống như giải lụa, chiếu sáng vũ trụ. Tiêu Phàm thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từng khúc nổ tung, máu chảy ồ ạt. Quay ngược lại quá trình, hắn lờ mờ nhìn thấy.
Tu La đạo ma ảnh quanh thân xuất hiện 6 cái vòng xoáy, từng cái cũng có thôn thiên chi năng. Vòng xoáy tầm đó, có huyền diệu thần liên hoành không, xen lẫn thành một cái lưới lớn, vắt ngang thiên địa. Phốc, Tiêu Phàm thân thể rốt cục nhìn không được nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nghịch loạn thời không, Tiêu Phàm trong lòng hét lớn, thúc giục thời không bản nguyên, tất cả huyết vụ cuốn ngược mà quay về, cưỡng ép khôi phục nhục thân. Hắn trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem Tu La đạo ma ảnh. Lục đạo luân hồi ấn ký, toàn bộ dung hợp, Tiêu Phàm ánh mắt ngốc trệ. Hắn đối với mình thực lực hiểu đại khái, tối đa cũng chỉ có thể ứng phó dung hợp 5 đạo luân hồi ấn ký bộ dáng. Hiện tại Tu La ma ảnh tề tụ lục đạo luân hồi ấn ký, cái này còn chơi như thế nào? Xin lỗi, chiến tiên hư ảnh xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lục đạo luân hồi ấn ký liên lạc với nhau, chúng ta không thể cướp lại. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chiến tiên hư ảnh cũng không có thiếu mình cái gì, ngược lại giúp mình nhiều như vậy. Nếu không phải chiến tiên hư ảnh, hắn tu luyện lục đạo luân hồi kinh đột phá tiên vương cảnh một sát na kia, đoán chừng liền bị 6 đạo ma ảnh cho cắn trả, chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ. Sự tình đã phát sinh, hắn cần làm, không phải trách tội ai, mà là phải như thế nào mới có thể tiêu diệt Tu La đạo ma ảnh. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngươi, Tiêu Phàm, có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện. Linh Hoàng lạnh lùng đôi mắt đẹp bỗng nhìn về phía Tiêu Phàm. Mời nói, Tiêu Phàm thở sâu. Bảo trụ vạn tộc đồng thời, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút linh tộc. Linh Hoàng nói ra linh tộc, trong mắt lúc này mới hiện lên một vòng nhu hòa. Nếu như ta có thể sống tiếp, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Linh Hoàng gật đầu, nói ta tất cả sắp biến mất, cuối cùng, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Nói xong, Linh Hoàng thân ảnh đột nhiên bắt đầu quang hóa, giống như cánh hoa đồng dạng, từng mảnh chóc ra. Cuối cùng tất cả đều sáp nhập vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm cảm nhận được bàng bạc tiên lực tràn vào thể nội, nội tâm rung động, hai con người hướng về không ngừng quang hóa Linh Hoàng, ngũ vị tạp toàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Linh Hoàng, vậy mà lại thành toàn mình. Đây chính là nàng một nửa tu vi a, mặc dù trôi mất không ít, nhưng cũng đủ làm cho nàng hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Chỉ là, Tu La đạo ma ảnh hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian. Tiêu Phàm, tiếp xuống dựa vào chính ngươi. Chiến tiên hư ảnh ánh mắt chớp lên, bước ra một bước, bỗng nhiên cùng Tiêu Phàm hòa thành một thể. Sau một khắc, Tiêu Phàm quanh thân chán phóng vô lượng kim quang, hình thành một đạo cường đại kết giới. Tu La đạo ma ảnh một kiếm đứng ở kết giới phía trên, vậy mà trực tiếp bị bắn ra ngoài. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, chiến tiên hư ảnh thực lực đạt đến cảnh giới gì. Một sợi ý thức mà thôi. Vậy mà chặn lại dung hợp lục đạo luân hồi ấn ký Tu La đạo ma ảnh. Hắn không dám chần chờ, nhanh chóng luyện hóa Linh Hoàng tiên lực. Hắn tâm thần chìm vào bản nguyên thế giới, kinh hãi phát hiện, bản nguyên đại đạo ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. 1.500m, 2.000m, chỉ một lát sau, hắn bản nguyên đại đạo, liền đến gần vô hạn 3.000m, Hồng Trần Tiên Vương đỉnh phong. Khoảng cách La Thiên Tiên Vương cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù không thể phóng ra một bước này, nhưng hắn bản nguyên đại đạo độ rộng, cũng đang không ngừng gia tăng, đạt đến 9.500m. Tiêu Phàm thở sâu, tâm thần rời khỏi bản nguyên thế giới, lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt chán phóng hai đạo thần mang, trong nháy mắt xé ra vũ trụ. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ. Hắn biết rõ, Linh Hoàng đã hoàn toàn chết đi. Nhưng mà, ở hắn ý thức không gian bên trong, lại là lơ lửng một chương kỳ diệu tiên đồ. Phong tiên sách, không, chuẩn xác mà nói, là bất hủ phong địa đồ. Không chỉ có như thế, hắn ở trong bất hủ phong địa đồ, thấy được ngủ say tiên linh, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Linh Hoàng không phải đã phi hôi yên diệt sao, tiên linh làm sao còn sống sót? Chẳng lẽ tiên linh thật không phải là Linh Hoàng, nhưng nó là gì có thể hóa thân Linh Hoàng? Hơn nữa thôi động bất hủ phong thiên đồ bên trong Linh Hoàng phong ấn tu vi đây. Tiêu Phàm, ta đã đến cực hạn. Chiến tiên hư ảnh thanh âm vang lên, ta tạm thời còn không thể tiêu tán, nhất định phải bảo trụ ngươi cảnh giới. Ta chuẩn bị xong, Tiêu Phàm trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn thế mới biết, bản thân chỉ là một cái Hồng Trần Tiên Vương mà thôi, vì sao có thể phát huy ra vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương chiến lực. Nguyên lai. Là chiến tiên hư ảnh tạm thời đem hắn cảnh giới tăng lên tới vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Vương cấp độ.
Tiền bối, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, tiên linh, đến cùng phải hay không linh hoàng? Phải, cũng không phải. Chiến tiên hư ảnh không chút nghĩ ngợi nói, đầu kia mèo, chẳng qua là bất hủ phong địa đồ ra đời linh trí mà thôi, bên trong cất giấu nàng một sợi ý chí. Nàng mặc dù đã vẫn lạc, nhưng lại lấy một loại hình thức khác sống tiếp. Nó không phải nàng, cũng có thể nói là nàng. Thì ra là thế, Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, khó trách tiên linh có một số việc không rõ ràng, nguyên lai là duyên cớ như vậy. Hắn còn vẫn cho rằng, tiên linh chính là linh hoàng đây. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, Tiêu Phàm quanh thân kết giới nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ biến mất. Tu La đạo ma ảnh cầm trong tay một chuôi lục đạo luân hồi biến thành tiên kiếm đâm tới, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Nếu là bị một kiếm này chém trúng, dù cho Tiêu Phàm là tiên vương, không chết cũng tàn phế. Bang, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, bị Tu La đạo ma ảnh chấn động bay ra ngoài. Hư không đứt từng khúc, hắc động không ngừng hiện lên, năng lượng kinh khủng liên y quét sạch vũ trụ. Tiêu Phàm dẫm chân xuống, vô tận chiến huyết thiêu đốt, toàn thân tiên quang bành trướng, sáng chói hết sức, một cước dẫm ở hư không, kinh khủng thời không chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Tóc hắn rối tung, ánh mắt lạnh lùng, hàn quang bắn ra bốn phía. Giết, theo gầm lên một tiếng, Tiêu Phàm ngừng xu hướng suy tàn, cùng Tu La đạo ma ảnh rằng co cùng một chỗ, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh kém chút nổ tung. Sau một khắc, Tiêu Phàm không chút do dự thôi động thể nội thế giới chi lực, khí tức lần thứ hai tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp thúc giục địa ngục đạo luân hồi cùng nhân đạo luân hồi ngọc phù, lực lượng lần thứ hai tăng vọt. Oanh, Tu La đạo ma ảnh bị hắn hất bay ra ngoài, bằng vào lực lượng, Tiêu Phàm đã đạt đến đỉnh cao nhất. Tốc chiến tốc thắng, chiến tiên hư ảnh thúc giục nói. Hắn để Tiêu Phàm cảnh giới tạm thời vượt qua hỗn nguyên tiên vương, có thể Tiêu Phàm tiên chi lực nhưng lại xa xa không có đạt tới như vậy cấp độ, tiên lực tiêu hao quá nhanh, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nếu như tiên linh thức tỉnh, hắn có lẽ còn không cần lo lắng tiên chi lực tiêu hao. Nhưng mấu chốt là, tiên linh tạm thời lâm vào ngủ say, căn bản là không có cách cho nàng bổ sung liên tục không ngừng tiên lực. Tiêu Phàm không có nhiều lời, hắn cũng biết, bản thân loại này trạng thái kéo dài không được bao lâu. Giết không được Tu La đạo ma ảnh, cũng chỉ có thể bị Tu La đạo ma ảnh giết chết. Chân hắn dẫm thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở Tu La đạo ma ảnh trước người. Kiếm trong tay giống như nhanh chóng chấp động, như cùng ở tại khiêu vũ, động tác nhẹ nhàng phiêu giật. Nhưng là, mỗi một kích cũng đời khủng bố, giết Tu La đạo ma ảnh liên tục bại lui. Giết, Tiêu Phàm cơ hồ toàn lực ứng phó, vận dụng tất cả át chủ bài. Nếu như này cũng giết không chết Tu La đạo ma ảnh, hắn cũng chỉ có thể chịu phục. Tay phải hắn bên trong Tu La kiếm, cơ hồ không có dừng lại, tay trái càng là đánh ra từng đạo thủ quyết. Hóa thành đầy trời phù văn, chấn phong Tu La đạo ma ảnh. Mặc dù hắn chỉ là một người, lại là tương đương với hai người hợp lực. Tu La đạo ma ảnh toàn thân phủ đầy vết kiếm, ma khí quay cuồng, khí tức trên thân không ngừng rơi xuống. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, bùng nổ như vậy thức chuyển vận, hắn tiên chi lực nhanh chóng tiêu hao. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm càng ngày càng lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân khí tức rơi xuống. So Tu La đạo ma ảnh càng nhanh. Cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên so Tu La đạo ma ảnh mau hơn hao hết lực lượng. Làm sao bây giờ, Tiêu Phàm không dám có chút dừng lại, bởi vì hắn không thể cho Tu La đạo ma ảnh thở hổn hển cơ hội. Tiểu tử, chống đỡ, chiến tiên hư ảnh cũng lộ ra lo lắng, cho Tiêu Phàm động viên. Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, há mồm thở dốc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Chống đỡ. Bản thân làm sao chống đỡ a? Kia Tu La đạo ma ảnh, căn bản chính là không phải người biến thái. Để cho hắn buồn bực là, tự mình tu luyện lục đạo luân hồi kinh, vậy mà không cách nào thi triển lục đạo luân hồi kinh bên trong thủ đoạn. Hắn nội tâm biệt khuất tới cực điểm, trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, nhưng mà hắn lại phát hiện, bản thân cơ hồ đã thi triển tất cả át chủ bài. Đây đã là hắn cực hạn lực lượng, đáng tiếc. Nếu là ta bản nguyên đại đạo đạt đến hỗn nguyên tiên vương cảnh, giết hắn như đổ heo chó. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Ngươi nếu như hỗn nguyên tiên vương cảnh, cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn.
Chiến tiên hư ảnh ngữ khí ngưng trọng nói, trên cảnh giới áp chế, hắn liền có thể đem ngươi ăn gắt gao. Tiêu Phàm không biết nói gì, mặt âm trầm, lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Giết không chết ngươi, ta cũng không sống nổi, vậy liền cuối cùng liều mạng a. Tiêu Phàm thở sâu, sau một khắc, hai con mắt của hắn bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Tiêu Phàm mắt trái trong nháy mắt biến thành màu đen kịt, giống như một phiến thâm uyên, nhìn không đến bất luận cái gì quang hoa. Mà mắt phải, lại là dường như một cái biển máu, một đầu huyết u minh du đáng trong đó. Mắt trái thiên số chi nhãn, mắt phải nghịch loạn chi đồng. Đây cũng là Tiêu Phàm sau cùng át chủ bài. Hai loại đồng thuật mở ra, Tiêu Phàm thế giới trước mắt, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nhất là tu la đạo ma ảnh, cùng hắn trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Chuẩn xác mà nói, trong mắt của hắn tu la đạo ma ảnh đã biến mất, chỉ có lục đạo luân hồi ấn ký lơ lửng. Lục đạo luân hồi ấn ký tầm đó, có một loại thần diệu lực lượng, lẫn nhau nối liền cùng nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Sáu đạo ma ảnh, nguyên lai chẳng qua là lục đạo luân hồi ấn ký biến thành, khó trách giết không chết. Tiêu Phàm nội tâm kinh hãi vạn phần. Tiêu Phàm, người vậy mà có được hai loại đồng thuật. Chiến tiên hư ảnh nhìn thấy Tiêu Phàm con người phát sinh biến hóa, cũng là kinh ngạc vạn phần. Làm sao? Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến tiên hư ảnh tiếng lòng như thế sao động. Chiến tiên hư ảnh cường đại dường nào, thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng, hắn chẳng lẽ chưa từng gặp qua? Không, nhất định là gặp qua, bằng không hắn cũng sẽ không như thế đặt câu hỏi, càng sẽ không lộ ra vẻ kích động. Ngươi không chết được, chiến tiên hư ảnh thở sâu, ngươi song đồng phía dưới, phải chăng có thể nhìn thấy lục đạo luân hồi ấn ký liên hệ? Có thể, Tiêu Phàm gật đầu. Chặt đứt lục đạo luân hồi ấn ký liên hệ, cướp đoạt luân hồi ấn ký, liền có thể giết chết sáu đạo ma ảnh. Chiến tiên hư ảnh giải thích nói. A, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, rốt cục thấy được hy vọng ánh dạng đông. Hắn không có hỏi nhiều, thân hình lóe lên, tu la kiếm lấy một cái tuyệt diệu góc độ, một kiếm đâm vào lục đạo luân hồi ấn ký ở giữa sợi tơ phía trên. Sau một khắc, lục đạo luân hồi ấn ký bên trong thiên nhân đạo ấn ký trong nháy mắt chóc ra. Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, trực tiếp đem ngày đó nhân đạo luân hồi ấn ký chộp trong tay. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm dường như nắm trong tay một loại tuyệt thế lực lượng, ở hắn quanh thân, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng. Đây là, Tiêu Phàm hoảng sợ, hắn đột nhiên cảm giác mình nắm giữ một loại không biết lực lượng. Ngươi tu luyện lục đạo luân hồi kinh, bây giờ lấy được thiên nhân đạo ấn ký, đã có thể thi triển thiên nhân đạo luân hồi lực lượng. Chiến tiên hư ảnh giải thích nói. Tiêu Phàm kinh ngạc. Chẳng trách mình trước đó không cách nào thôi động lục đạo luân hồi chi lực, nguyên lai là duyên cớ như vậy. Chỉ có lấy được luân hồi ấn ký, mới có thể khống chế loại này lực lượng. Phốc, Tiêu Phàm kích động thời khắc, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên qua hắn lồng ngực, đau Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt. Lại là tu la đạo ma ảnh giết tới gần, nếu không phải hắn thời điểm then chốt né tránh một lần. Đoán chừng đâm chúng cũng không phải là ngực, mà là mi tâm. Mặc dù tu la đạo ma ảnh bị tước đoạt thiên nhân đạo luân hồi ấn ký, nhưng là hắn thực lực, vẫn như cũ tuyệt thế khủng bố. Tiêu Phàm, đừng vui quá hóa buồn. Chiến tiên hư ảnh ân cần nhắc nhở nói. Tiêu Phàm trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, bản thân thật vất vả tìm được chém giết tu la đạo ma ảnh phương pháp. Nếu như kích động quá độ, chết ở trong tay tu la đạo ma ảnh, có thể liền là chuyện cười lớn. Chảm. Tiêu Phàm sắc mặt hung ác, hắn cũng không có tránh thoát tu la đạo ma ảnh tiên kiếm, ngược lại một bước tiến lên, cơ hồ cùng tu la đạo ma ảnh mặt đối mặt. Trong tay tu la kiếm lại là quỷ dị kéo cái kiếm hoa, lần nữa tước đoạt một đạo luân hồi ấn ký. Địa ngục đạo luân hồi ấn ký, Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại là phát hiện, bên cạnh mình lại thêm một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, hắn lại nắm giữ địa ngục đạo luân hồi chi lực. Liên tiếp. Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Tu la đạo ma ảnh lại là mặt không biểu tình, tiên kiếm nhấc lên, trực tiếp xé ra Tiêu Phàm lồng ngực, một phần ba thân thể ly thể, hoàng kim huyết dịch rải đầy trời. Tiêu Phàm nhìn xuống to lớn đau xót, một bộ muốn cùng tu la đạo ma ảnh liều mạng bộ dáng, nhất định chính là đánh bất tử Tiểu Cường, lần nữa cuốn lấy tu la đạo ma ảnh. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm tước đoạt năm đạo luân hồi ấn ký. Mặc dù sắc mặt trắng bạch, cơ hồ đã đến cực hạn, nhưng là, hắn lại là lộ ra một vòng nụ cười tà dị. Chiến đấu dừng ở đây rồi.
Tiêu Phàm giơ lên cao cao Tu La kiếm, trực tiếp đem Tu La đạo ma ảnh cho phá tan thành từng mảnh. Hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm Tu La đạo luân hồi ấn ký. Tu La đạo ma ảnh mất đi Tu La đạo luân hồi ấn ký, liền lại cũng không có phục sinh. Tiêu Phàm nhìn xem quanh thân 6 cái vòng xoáy, cảm giác mình ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. 6 đạo ma ảnh mạnh mẽ quá đáng, cũng may bản thân cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Còn sống, Tiêu Phàm thở dài một ngụm chọc khí. Loại này cảm giác, hắn đã rất nhiều năm không có trải qua. Mặc dù hắn giờ phút này thân thể đã lung lay sắp đổ, tiên lực cơ hồ hao hết, nhưng lại cảm giác tinh thần sung mãn. Chúc mừng, chiến tiên hư ảnh lần nữa hiện lên, rời đi Tiêu Phàm thân thể. Đem so với phía trước, chiến tiên hư ảnh trở nên càng thêm mờ đi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ở hắn rời đi Tiêu Phàm thân thể trong nháy mắt, Tiêu Phàm tu vi trong nháy mắt rơi vào hồng trần tiên vương cảnh. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm từ trong thâm tâm nói cảm tạ, hướng về phía chiến tiên hư ảnh làm một lễ thật sâu. Hắn biết rõ, nếu không phải chiến tiên hư ảnh hỗ trợ, bản thân đã sớm không giải thích được chết. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lục đạo luân hồi kinh, người đã tu luyện thành công, người một mực tiếp tục tu luyện, không cần lo lắng 6 đạo ma ảnh. Chiến tiên hư ảnh vui vẻ tiếp nhận một lễ này. Bọn họ sẽ không lại xuất hiện, Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Tạm thời sẽ không, chiến tiên hư ảnh đáp lại. Cái gì gọi là tạm thời sẽ không? Tiêu Phàm không hiểu, chiến tiên hư ảnh tiếp tục giải thích nói, tu luyện lục đạo luân hồi kinh người, đều là chết ở vừa mới tu luyện lục đạo luân hồi kinh thời điểm, bao quát ta. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ta chỉ là chiếm được lục đạo luân hồi kinh, lại không tính tu luyện nó. Một khi thành công chém giết 6 đạo ma ảnh, ngươi liền có thể điều khiển lục đạo chi lực, quanh thân cái kia 6 đạo vòng xoáy, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là, ngươi cuối cùng phải đối mặt 6 đạo ma ảnh chân thân, cho dù ngươi không đi tìm bọn họ cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tiêu Phàm cau mày, hắn lúc này mới ý thức được, bản thân giết chẳng qua là 6 đạo ma ảnh hóa thân mà thôi. So với bọn chúng chân thân mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Ta cũng không nghĩ tới, người vậy mà có được 2 loại đồng thuật. Chiến tiên hư ảnh khẽ thở dài một cái, nói ta còn thừa lại một điểm tu vi, cuối cùng giúp người một chút sức lực. Tiêu Phàm sững sờ, nói tiền bối cũng muốn đem tu vi truyền cho ta sao? Vậy không cần thiết, tiền bối tiếp tục ở tại ta thể chất dị tượng bên trong, chẳng phải là tốt hơn. Ta trách nhiệm đã hoàn thành, không cần thiết. Chiến tiên hư ảnh lắc đầu. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì? Chiến tiên hư ảnh lại nói, Tiêu Phàm, người có muốn hay không có được cường đại hơn đồng thuật? Cường đại hơn đồng thuật, Tiêu Phàm kinh ngạc. Trên đời còn có so thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng cường đại hơn đồng thuật sao? Nhưng mà, khi hắn nghe được chiến tiên hư ảnh lời kế tiếp lúc, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Người có 2 loại đồng thuật, phối hợp lục đạo luân hồi kinh, có thể tu luyện ra tiên đồng, lục đạo luân hồi chi nhãn, người có muốn hay không thử xem? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 260.